ga của nó dùng rất là ok. Xịn lắm. Dễ lau chùi. Mọi người lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Tặng bếp ga Đức kèm số này. Mất là gì? Tặng bếp ga Đức kèm số này. Chia sẻ live stream được chưa đây? Lần các bác ơi. 100k là sao đấy này? 100.000 nhá, 100.000 là chỉ lỗ lắm rồi, đừng có bảo 68.000 đồng nữa. Ok chả, quá lỗ rồi. Rồi, tiếp theo các chị comment cho em tặng xoay eo. Tặng xoay eo kèm số này. Tặng xoay eo kèm số điện thoại, em lên đơn là thành công đúng không? Vâng ạ. Xoay cho nhỏ eo đây, cho cơ thể nó dẻo, cho người mình nó dẻo. Đúng okay rồi. Ok chưa các bác ơi? Vâng ạ. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người ơi? Tặng xoay eo kèm số này. Đấy, xoay cho cái người nó dẻo, bụng dẻo ra. Em tặng mọi người 48.000 đồng. 48.000 đồng. Ủa. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tặng xoay eo kèm số này. Xoay eo 48.000 đồng. 48.000 đồng thôi các chị ơi. Mã sản phẩm là gì? Tặng xoay eo kèm số này. Bao tiền em ơi? 48.000 đồng. 48.000 đồng. Em có một mã này cực kỳ chất cho các chị tặng các bố mẹ mình. Ok. À, trời ơi, cái này em đang bán hơn 300. Thế chị? 380.000 đúng không? Đúng rồi chị ơi. Các chị lên cho em là bộ cốc chén. Bộ cốc chén kèm số này. Bộ cốc chén để pha trà đúng không? Vâng ạ. Mọi người lên cho em là tặng bộ cốc chén. Tặng bộ cốc chén kèm. Ủa, các chị nhìn cho em này. Ủa. Tặng một bộ cốc chén phu nộp tất cả. Ủa. Các chị yêu như xin này. Thế. Mọi người nhìn cho em với. Đây, mang đi khắp nơi có cả. Đúng rồi chị ơi. Comment cho em là gì mọi người ơi? Tặng bộ cốc chén kèm số này. Bộ cốc chén và kèm đâu, em xin nào? Số điện thoại. Xin vậy. Em lên nơi nàng thành công. Đúng không các bác? Mã sản phẩm là gì mọi người? Tặng bộ cốc chén kèm số này. Mọi người nhìn cho em với. Đúng không ạ? Có cả một cái này để đựng trà đúng không? Vâng ạ. Các chị nghe giá này. Em bán 380, hôm nay em bán lỗ mọi người, lên đơn là gì? Tặng bộ cốc chén kèm số này. 119.000 đồng một bộ cốc chén. Ui. Có cả cái bình này là bình đựng trà đúng không? Đúng rồi chị ơi. Chè để mang đi. Đúng rồi. Đây mọi người nhìn cho em này. Một bộ cốc chén để các chị có thể làm quà. Làm quà. Làm quà Tết đúng không các bác ơi? Đúng rồi chị. Lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Tặng bộ cốc chén kèm số này. Mã sản phẩm là gì? Tặng bộ cốc chén kèm số này. Bao tiền em ơi? 119.000 đồng. Tiếp tục em ơi. Rồi các chị ơi, tặng tiếp các chị một cái cặp lồng. Đây cái này em bán quá nhiều cặp rồi. Lồng, cặp lồng giữ điện vuông. Điện. Cặp lồng điện vuông đúng không? Vâng ạ. Em đã bán rất nhiều rồi. Cái này thì em còn ít lắm. Cái này em còn khoảng 60 cái thôi. Vâng. Chị yêu nào nhanh thì được này. 60 cái hàng bom, mấy hàng còn sót lại kho. Mọi người lên cho em là tặng cặp lồng điện đúng không các bác? Vâng. Tặng cặp lồng điện. Tặng cặp lồng điện cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Em bán tất cả các chị yêu 68.000 nó 68.000 đồng. Em có 60 cái áp dụng chia sẻ like. Chị nào chia sẻ like mình lên đơn cho em. Ok chưa? Ok. Bộ cốc chén đẹp lắm các chị nhớ em này. Bộ cốc chén nhà em nó là như này này các chị ơi. Phun các chị luôn. Phun túi để các chị mang đi khắp nơi đây. Các chị có thể nhìn thấy cho em đúng không ạ? Vâng ạ. Đây này mọi người ơi, còn kèm này. Mà em bán các chị có hơn 100.000 đồng thôi. Mọi người yên tâm là không bao giờ vỡ luôn. Ok chưa? Xịn lắm, bọc sướng lắm các chị ạ. Đấy, mà sang xịn các chị đi làm quà. Cái này em đang bán 380 tặng 119 đúng không? Vâng. Cái này em đang bán 200 em chặn tặng 68.000 đồng. Lên cho em là gì mọi người ơi? Tặng cặp lồng điện kèm số thoại. Tặng gì? Tặng cặp lồng điện kèm số thoại. Tặng một cặp lồng điện kèm số thoại. Em nhận đơn hàng thành công. Ok chưa? Chảo điện đâu, khách đòi chảo điện kìa em ơi. Điện, tiếp theo. Bang bang các chị comment cho em là tặng lồi lẩu. Tặng lồi lẩu kèm số thoại. Thôi các chị comment cho em là tặng chảo điện trước. Tặng chảo điện kèm số thoại. Cái này về dùng sướng thật, công nhận nhà em làm bò bít tết. Mấy nhà em nướng thịt. Ôi rồi ôi, em không thích nướng thịt khói bằng than đâu. Đúng em toàn nướng bằng cái này nó không khói nó được. Nhanh, em ướp ba chỉ bằng cái sốt thịt đấy này. Thịt nướng em ướp thịt ba chỉ về thái ra em ốc cái sốt thịt nướng này. Sốt thịt nướng này em bán có 99.000 đồng 4 lọ to. 4 lọ liền. Ở ngoài mua 80.000 một lọ. Đúng em rồi thái ba chỉ mềm ra. Không này em ướp cái sốt này em để vào trong tủ lạnh 30 phút. Em cho vào cái chảo điện này em nướng thịt em cuốn rau cải trời ngon dã man. Tuyệt cả là vời luôn. Các chị lên cho em tặng chảo điện. Tặng chảo điện kèm số này. Chảo điện em cho các chị này. Cho đi chứ. Không bao giờ có này. Ok. Lấy lộc đầu lai này. Ok. 86.000 đồng cái chảo điện. 86.000 đồng. Chống dính trời về các chị nướng thịt. Làm bò bít tết đúng không ạ? Vâng ạ. Nướng thịt, nướng cá để mọi người cả nhà ngồi quây quầy ăn chảo không khói được luôn. Đúng không? Vâng. Đấy các chị có thể dán bình thường luôn cho em bằng chảo này. Tiền đấy sinh viên đi học xa nhà dùng cho em được không các bác? Được chị ơi. Tặng chảo điện bao tiền mọi người ơi? 86.000 đồng được không các bác? Được chị ơi. 86.000 đồng đố ai nhập được luôn. Đấy. Em bán các chị không lợi nhuận luôn 86.000 đồng. 86.000 đồng cái chảo điện này. Đúng không ạ? Được ạ. Các bác lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Tặng chảo điện kèm số này. Bao tiền em ơi? 86.000 đồng. 86.000 đồng đúng không ạ? Vâng ạ. Lán lên đơn hàng thành công. Ủa trời ơi, em có cái mã này xịn thế. Xịn quá để em tặng các chị này. Tặng okay, đi chơi. Thôi từ từ em tặng các chị cái này đã. Cái sưởi cá đúng không? Máy sưởi cá. Đổ một cái là nó tự ngắt. Máy sưởi thông ạ. Minh. Cái này em bán rất là nhiều, bình thường em bán 129.000 đúng không ạ? Vâng ạ. Một cái máy sưởi cá này rẻ nhất Việt Nam rồi. Mọi người lên đơn, các chị chia sẻ chưa ạ? Chia sẻ thả like, thả tim lên. Cho em nhìn thấy nhiều nút thả like em cho mọi người.
riêng cứ nhiều nút thả like mã này là lỗ sập sàn. Lỗ là cái chán. Ấn tích livestream. Chia sẻ livestream được cho Đơn. Chị yêu đang xem livestream thả cho em một nút like bên tay trái. Ok chị ơi. Một nút thả tim bên tay phải đúng không ạ? Được chị ơi. Chia sẻ em một lần với trang cá nhân. Năm lần là cái gì? À chị nhận chảo điện này rồi dùng thích nóng luôn, toàn nướng bít tết cho con ăn rồi. Bao sướng luôn. Em ơi nó dừ nó thơm nó thích lắm. Đấy các chị lên đơn cho em là gì ạ? Máy sưởi cá kèm cái này miền Nam không dùng được, chị nào miền Bắc thì lấy cho em. Miền Bắc em xả nốt 68.000 đồng. 68.000 đồng luôn. 68 thôi các chị cho em 86.000 đồng nhé. 86 quá. Ok. 86.000 đồng. 86.000 đồng. Ok chưa? Ok chị ạ. Đơn cho em là gì mọi người ơi? Tặng máy sưởi cá kèm số loại. Là gì? Tặng máy sưởi cá kèm số loại. Mọi người bao tiền? 86.000 đồng. 86k lên đơn là gì? Tặng máy sưởi cá kèm số loại. Tặng máy sưởi cá cách số điện thoại em lên đơn làm thành công. Tặng nồi lẩu. À thôi tặng nồi lẩu. Nồi lẩu đi chứ. Ơn cho em là gì mọi người? Tặng nồi lẩu kèm số loại. Tặng nồi lẩu cách số điện thoại. Nồi lẩu kèm hấp đúng không ạ? Vâng ạ. Tặng nồi lẩu kèm hấp cách số điện thoại em lên đơn làm thành công. Em cho mỗi chị một cái. Ok chưa? Ok chị ơi. Cái này nó có màu xanh xanh này rất là đẹp. Ôi và màu xanh mưa đẹp thôi. Ôi màu yêu chưa các chị ơi? Xinh lắm. Tặng nồi lẩu điện kèm vỉ hấp như này các chị hấp đồ. Nồi lẩu hấp chưa lắp lên cho chị đây này. Nồi lẩu hấp kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công cho quay được chưa các chị ơi? Em bán tặng tất cả các chị nồi lẩu hấp này. Tặng đi chơi. 185.000 đồng. Ôi trời. Nồi lẩu kèm vỉ hấp. Ủa này các chị ăn lẩu đúng không ạ? Lẩu điện đấy các chị ơi. Giá này thì toang rồi. Chắc chắn là toang. Tặng nồi lẩu hấp kèm số loại. Tặng nồi lẩu hấp bao tiền em ơi? 185.000 đồng đúng không ạ? Tuyệt lên đơn cho em là gì mọi người? Tặng nồi lẩu hấp kèm số loại. Bao tiền mọi người ơi? 185.000 đồng. 185.000 đồng một cái nồi lẩu kèm trời. Hấp inox như thế này là có thật luôn. Chuẩn luôn chị ơi. Lên đơn cho em mã sản phẩm là tặng nồi lẩu hấp kèm số loại. Cho Tết nhất các chị ăn lẩu đúng không ạ? Vâng. Khỏi phải đi mượn nồi. Em tặng mọi người với giá là bao nhiêu em ơi? 185.000 đồng. 185.000 đồng. Em cho mỗi chị một thùng giấy. Giấy ướt đã để các chị ăn Tết đúng không? Vâng ạ. Các chị lên đơn cho em là tặng giấy ướt. Tặng giấy ướt kèm số nghe loại. Giá này 39.000 đồng một thùng giấy ướt. Cho mỗi chị 10 bịch một thùng liền. Giấy ướt 39.000 các bác lên đơn nhanh không? Nhanh và nhẹ đấy các chị ơi. Nhanh gọt lẹ vì hôm nay là đang cần. Rất là gấp rút lắm rồi này. 39.000 đồng một thùng giấy ướt vịt. Ok, okay chị? Chị ơi. Về ăn Tết nhất ô mai là lấy ra lau. Đấy 39.000 đồng một thùng giấy ướt vịt như thế này. Ok. Các bác lên cho em đúng pháp là tặng gì? Tặng giấy ướt kèm số nội. Tặng tiền em ơi. 39.000 đồng một thùng. Đây còn hàng bao hàng nhiêu hàng. Cái bàn là này cho đốt đi em ơi. Tặng bàn là hơn nữa. Bàn là này khác bàn là xị. Ừ. Đây là bàn là xịn kiểu mới. Mọi người mới. Comment cho em là tặng bàn là xịn. Tặng bàn là xịn kèm số loại. 250 hôm nay em tặng mỗi chị yêu một cái đúng không ạ? Ok chị ạ. 99.000 đồng. 99.000 đồng. Các chị nhanh trời tay ạ. Chia sẻ live stream mỗi em với. Hôm nay không còn gì để nói được. Không còn gì để mà nói rẻ rồi. Là rẻ bung lắm. Rẻ tụt quần. Ai không chia sẻ đừng lên đơn. Nhớ là chia sẻ hộ Hoàn 3 lần về trang cá nhân. 5 lần là các nhóm. Đấy, thả tim thả like cho em. Thả like nhiệt tình lên. Thả tim thả like theo dõi lên để không bị ẩn comment được không ạ? À? Được luôn chị ơi. Ẩn comment là em có muốn chốt cho mọi người em cũng không chốt được. Chuẩn nên luôn là à. Mọi người cố gắng đừng để bị ẩn comment được không các bác ơi? Ok chị ơi. Cho em đúng pháp là gì các bác ơi? Ê, tặng bàn là hơi nước kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Tặng bàn là hơi nước kèm số loại. Tặng bàn là hơi nước cách số điện thoại 99k được không ạ? 99.000 đồng. Ôi rẻ quá rồi em ơi, chết rẻ. Rồi. Đây chị. Mày cầm chị cái em ơi. Tặng bàn là hơi nước kèm số loại. Kèm số điện thoại em nhận đơn đúng không? Vâng. 49.000 đồng trang. Tặng KT. Ủa, tặng KT kèm số loại 49.000 đồng một thùng khẩu trang. Các chị chốt 3 thùng đi. À ok chưa? Ok. 49k một thùng khẩu trang 3D cực kỳ thích. À khẩu trang 5D. 5D đang cực kỳ hot. Ok chưa? Vâng ạ. 49.000 đồng hôm nay em cho. Quá là rẻ luôn. Một thùng khẩu trang đang cực kỳ hot, cực kỳ sướng. Khẩu trang dày đẹp, thích dùng sướng lắm. Đeo không bao giờ bị đau tai, ok chưa? Chuẩn luôn chị ơi. Khẩu trang 5D đang hot. Em cho mỗi chị yêu một được thùng. Mua với giá là 49.000 đồng. Mọi người chốt đơn 3 thùng cho em được không? Ok ạ? Chị ơi. Về dùng cho em cả năm không hết. Mã cho em là gì mọi người? Tặng KT kèm số điện thoại. Là gì? Tặng KT kèm số điện thoại. KT kèm số điện thoại đúng không? Vâng ạ. Cái này các chị cho em là tặng gì ạ? Tặng cọ lưng kèm số điện thoại 20.000. 20.000 một cái. Mấy nhà tắm ôi, nhà ơi. Có mấy nhà tắm mềm lắm. Lấy cho em 3 cái nhà tắm lấy 3 cái okay. Được chưa? 20.000 hàng đẹp okay. Lắm chị ơi. Xịt to đẹp. Ok chưa? Ok. Lên đơn cho em là gì mọi người? Tặng cọ
lưng kèm số này 20.000. 20.000. 20.000 cái cọ lưng, các chị tập trung tinh thần. Hôm nay lưng này rất là nhanh mọi người, tập trung tinh thần. Nhìn cái cọ lưng đã xinh nhanh thắng nhanh các chị ơi. Xem là gì mọi người ơi. Tặng cọ lưng kèm số này. Sản phẩm là gì? Tặng cọ lưng kèm số này. Tặng cọ lưng cách số điện thoại em lên nó hàng thành công. Các em tặng mỗi chị yêu một bộ giữ nhiệt. Em thề luôn 49.000 đồng đẹp long lanh, đẹp mặc đẹp thích sướng, mềm mặc ngủ sướng luôn. Tặng bộ giữ nhiệt đúng không? Tặng bộ giữ nhiệt. Kiểu là bộ ngủ ấy, mặc ngủ ở nhà ấy, em có các màu như này. Các chị ơi, đấy em có các màu, mọi người hoan hỉ không chọn màu, có đúng 3 màu nữa thôi đúng không ạ? Vâng, em tặng mọi người 49.000 đồng một bộ giữ nhiệt nhanh tay, xin kèm hai bộ. Ok chưa? Ok chị ơi. Lên cho em là gì mọi người? Tặng bộ giữ nhiệt kèm số đèn này. Sưởi cốt men đằng sau em cho luôn. Các chị ơi, cho luôn. Biếu đèn sưởi kèm số này. Chết rồi, hôm nay không bán được đèn sưởi đâu em ơi, có gói hàng kịp đâu. Bây giờ mà bán đèn sưởi là chết dở luôn. Vì chị nào dồn đơn thì cứ dồn. Các chị lên cho em tặng thảm hàn. Tặng thảm hàn kèm số loại. Chưa bao giờ có này. Vâng. 96.000 đồng một cái thảm hàn. 96.000 đồng. Thảm hàn đang hơn 96.000 đồng. Các chị mua ngoài 280 một cái thảm hàn như thế này. Kèm túi sách dài 2 mét cơ mọi người ơi, to. Về là đi nó đỡ lạnh chân, trải ra ngồi ăn cơm đúng không? Lên đơn cho em hoàn là gì mọi người? Thảm hàn kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Tặng thảm hàn kèm số loại. Tặng thảm hàn cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. 96.000 đồng cái. 96.000 đồng cái thảm hàn được không các bác ơi? Ok chị ạ. Thảm hàn này không sướng không lấy tiền. To rộng đẹp. Chống trơn trượt cho con nhà mình ngồi ăn cơm. Được chưa ạ? 96.000 đồng cái thảm hàn. Đồng. Thì em xin lỗi cuộc đời không một đứa nào không chơi. Đứa nào không chơi luôn. Đúng phát là gì mọi người? Tặng thảm hàn kèm số này. Sản phẩm là gì? Tặng thảm hàn kèm số này. Tặng thảm hàn kèm số điện thoại nhận đơn. Nghe kìa. Nghe chị phải mua cái này. Các chị lên cho em là vitamin tổng hợp của Úc. Vitamin tổng hợp Úc kèm hay là tăng đề kháng của Úc đúng tăng không? Úc chị em mình ốm yếu bệnh tật mùa này hay bị ho hen, nhất là những ai mà đang giảm cân. Vâng. Đang trong chế độ giảm cân các chị kiêng khem nhiều, các chị dễ bị ốm đau, dễ bị stress, dễ bị bệnh đúng không? Đúng rồi chị ơi. Chị lên cho em là gì? Tăng đề kháng Úc. Tăng đề kháng Úc kèm số điện thoại. Các loại vitamin tổng hợp tăng cường sức đề kháng Úc, các chị nghe giá em cho mỗi chị một lọ này. Tặng đi chơi. Một lọ này 200 viên uống gần 7 tháng. Các ủa chị ơi, cố tuyệt gắng cả vời luôn. Săn cho em hoàn một lọ tăng đề kháng này. Vâng. Em xin lỗi các chị nếu như hôm nay em có like nhanh quá nha mọi người nhá. Bởi vì là hôm nay em vội đi ý, nên là em like rất là nhanh. Mọi người lên các cho em là gì mọi người. Các chị cố nghe giúp em nhá. Tăng đề kháng Úc kèm số loại 185k. Ui. Một lọ 200 một viên lọ uống 7 tháng liền. Thả tim em không tin nổi luôn các bác. Lên đơn cho tăng đề kháng Úc kèm số này có nhầm giá không đấy? 550 mọi người đang mua. Một hộp 200 viên không phải hộp 100 viên đâu. Hàng chuẩn hộp Úc. Hộp này là hộp 200 viên hàng chuẩn Úc, bổ sung tất cả các loại vitamin. Đấy mà đã bào chế dạng nano dễ hấp thụ, không phải giống như các chị ăn lậu. Các chị uống vào bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng, đỡ ốm đau bệnh tật. Tăng đề kháng của Úc 185.000 đồng một lọ, thả tim lên. Tuyệt cao lắm ơi. Đang để kháng Úc kèm số rồi. Một cái mã này này, các chị rất là cần này. Đúng rồi. 1.000.000 một tip em săn được. Các chị tập trung tinh thần, hôm nay em vừa 2, đăng bài ơi. 2.200.000 vậy cho các xem luôn. Tại hàng em bao mọi người hàng chuẩn hàn luôn. Không chuẩn mọi người muốn để bao nhiêu ok được chưa ạ? Ok. Hàng này là hàng chuẩn hàn, kem nám của hàn em ôm được. Các chị ơi lên cho em mã sản phẩm là tặng kem nám hàn. Tặng kem nám hàn kèm số loại. Giá gốc là 2.200.000 hàng ôm sale. Các chị nhìn đẹp, cái tip nó to, nó đẹp xịn này. Em cho mỗi chị yêu một tip được không ạ? Được chị ơi. Lên cho em là gì mọi người ơi? Kem tặng kem nám hàn kèm số loại. Nghe giá này. Hơn 2 triệu. 88.000 đồng. 88.000 đồng. Kem nám của Hàn. Ok chưa? 98.000 luôn các chị ơi. 98.000 luôn. Trời giá ơi. Giá tại bên Hàn mọi người có thể nhìn thấy cho em. 98.000 luôn. Ghim cái giá luôn lên cho các chị nhìn. Đó. 98.000 luôn. Em tặng mọi người là bao tiền ạ? 88.000 đồng. U là trời. Lên cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Tặng kem nám hàn kèm số nữa. Mã sản phẩm là gì? Tặng kem nám hàn kèm số này. Bao tiền mọi người ơi? 88.000 đồng. 2.200.000 được mua giá bao tiền? 88.000 đồng. Em ơi sốc không mọi người? Sốc ốc luôn. Quá sốc luôn. Mã sản phẩm là gì? Tặng kem nám hàn kèm số này. Nám sạp, tàn hương, tàn nhang, đốm mâu, đồi mồi trên mà đốm nâu trên mặt đúng không ạ? Vâng. Đấy, ạ. Các chị lên cho em căng bóng trắng sáng kem nám bệnh viện Hàn. Em tặng mọi người bao tiền? 88.000 đồng. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Tặng kem nám hàn kèm số này. Tặng kem nám hàn kèm số điện thoại. Em lên hàng thành công được không? Vâng ạ. Ê, các chị ơi cái này em đặt em tặng các chị này. Cái tặng này là nâu tóc đen tóc gội phủ bạc đúng không? Vâng ạ. 75.000 đồng. 75.000 đồng một chai. Lấy nâu thì lấy đen thì lấy.
gội phủ bạc đúng không? Kèm số loại. Đấy, Tết nhất ai chả phải đi nhuộm chấm chân. Gội cho em cái này thảo dược không hóa chất độc hại gây ung thư. Đấy, không phải là thuốc nhuộm. Chuẩn nó là luôn thảo dược từ các loại sâm mạc, óc chó, óc chuốc, các loại thảo dược này mọi người ạ. Dùng thích lắm. Lên màu cực mẹ đẹp. Mẹ em cũng đang gội luôn, lên màu cực đẹp mà không ai bảo mình đi nhuộm luôn. Chuẩn luôn. Em tặng 75 nghìn đồng. Thôi 68 nghìn đồng một chai. Ôi. Chai to vật vã. Hôm nay không còn gì để nói nữa. 68 nghìn đồng một chai cho nó đẹp. Được không các bác ơi? Được okay, luôn. Lên đơn cho em đúng cú pháp là gội phủ bạc kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Gội phủ bạc kèm số loại. 68 nghìn đồng một chai. 68 nghìn đồng một chai. Ok luôn. Em có nâu đen, thích lên màu nâu thì lấy màu nâu, thích lên màu đen thì lấy màu đen. Ok chưa? Ok chưa? Em ném hàng sẽ ưu tiên hai lọ nhé các chị ơi. Đấy, cho các chị sướng. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Gội phủ bạc kèm số loại. Các chị comment cho em đón Tết kèm số điện thoại. Đón Tết kèm số loại. Cái này là bờm dành cho Tết để mặc áo dài đỏ hoặc là Noel đây này mọi đúng người. Đúng rồi chị các ơi. Các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người? Đón Tết kèm số loại. Mã cho em là gì? Đón Tết kèm số loại. Đón Tết kèm số điện thoại, một set nó sẽ gồm 3 cái như 3 thế này. 3 cái liền. Ui. Một cái nguyên ngọc. Ví dụ các chị mua được bộ vòng ngọc trai đúng không? Đúng rồi chị một ơi. Một cái đỏ và một cái mic đỏ này. Mặc cái này với áo dài tuyệt vời luôn. Cái này cũng thế, cái này nó hơi khác một tí. Hơi khác tí. Nói chung là hơi khác một tí thôi, nếu chị nào lấy hai set được hai set khác nhau được chưa? Ok chị ơi. Một cái màu ngọc, một cái màu hồng hồng và một cái màu đỏ này. Đây các vâng. Chị có thể nhìn thấy. Comment cho em là đón. Đón Tết kèm số này. Sản phẩm là gì? Đón Tết kèm số này. 68 nghìn đồng một bộ. 68 nghìn đồng, 3 cái liền á chị. Cả 68 kem nám này phải xài kiên trì, nám đổi mồi đi bay, hết sạch ra đều màu, lúc trước mua bên Hoàn Vờ vẫn đang xài luôn, em cảm ơn. Xin cảm ơn chị Phương Trang. Các chị nhớ hộ em này. Đấy, em bán mọi người hàng chuẩn, rẻ thật. Chuẩn xịn luôn. Em nói thật 88 nghìn đồng một lọ kem nám chẳng ai tin. Chuẩn luôn. Không đứa nào tin được. Nhưng thật sự luôn, nếu ai theo dõi em lâu thì biết em chuyên ôm sale, và nhất là hàng Hàn, mỹ phẩm Hàn em ôm được những lô rất là sốc. Các chị cứ tập trung tinh thần vào, các chị sẽ chốt được những lô phải gọi là cực phẩm luôn, ca là vời luôn, rẻ xịn chất lượng đúng không? Vâng ạ. Một bộ 3 cái bờm, ai lấy 2 bộ được 2 cái. Ok, dạ, 2 loại đấy. Em tặng mọi người là bao tiền bộ? 68 nghìn đồng. Đây là bờm, mà bờm nó đẹp lắm, chị không đẹp bao giờ bị đau. Bờm này là bờm đấy, các chị nhìn cho em này, handmade, bờm handmade. Các chị đố đụng hàng với bố con thằng nào? Thế nhỉ? Ok chưa mọi người ơi? Trong bay bờm một mình thế này thôi, nhưng các chị thử mặc một bộ áo dài vào mà xem. Đây là những bờm chuyên kiểu của cung tần ngày xưa, kiểu như ngày xưa ấy các chị. Là quyên chuyên kiểu là, đấy các chị ơi, là mình mặc áo dài rất là đẹp. Em không biết miêu tả như nào đâu. Thế nhưng mà 68 nghìn đồng một bộ. Em ơi, bờm ngọc cũng xinh, comment cho em là gì mọi người ơi? Đón Tết kèm số này. Đón Tết cách số điện thoại em lên đoàn. Ui, đẹp thế. Mọi người ơi, comment cho em là gì mọi người ơi? Đón Tết kèm số nội. Bờm nào cũng xinh luôn, bờm handmade nha mọi người ơi. Em nhận đơn hàng thành công. Ok. Em tặng mọi người 68 nghìn đồng. Được không mọi người ơi? Được luôn chị ạ. Mã sản phẩm là gì mọi người? Đón Tết kèm số nội. Da mụn thịt thì em phải dùng cái trị mụn thịt của Nga. Rồi ok chưa? Các chị comment cho em mã sản phẩm. Cái này em bán cực nhiều. Em nói thật luôn, các chị không mua được ở đâu giá này. Đây là canxi chuyên dùng trong bệnh viện. Canxi bệnh viện, hàng của tập đoàn dược phẩm Trung ương, canxi bệnh viện, canxi D3 để cho những người bị loãng xương ấy. Chị em mình bị loãng xương dùng cho cả trẻ nhỏ đang phát triển chiều cao, vận động nhiều, bà bầu, cho con bú, người già. Bình thường các chị mua một hộp này ở ngoài 550. Em bán tặng các chị trong livestream ngày hôm nay 380.000 một hộp. 380.000 đồng. 330.000 đồng một hộp. Tặng free 2 hộp không đồng là 3 hộp. 3 hộp là các chị được 6 lọ uống liệu trình 6 tháng luôn. Okay. Để cho các chị gì ạ? Đỡ đau xương khớp, đỡ nhức xương khớp, bổ sung canxi chống loãng xương, bổ sung cho canxi cho bà bầu, trẻ nhỏ, giúp cao lớn tốt hơn đúng không ạ? Vâng ạ. Canxi bào chế dưới dạng nano không hại thận, vừa bổ sung cả glucosamin, vitamin K2 được chưa ạ? Vâng ạ. Giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu cho trẻ. Cái này bình thường các chị mua 550 một hộp. Hôm nay các chị lên cho em là canxi bệnh viện. Kèm số loại mọi người. 330.000 đồng một hộp, tặng 2 hộp không đồng là 3 hộp. 6 nọ uống 6 tháng thả tim cho em mới. Quá là tuyệt vời. Mã cho em là gì mọi người ơi? Canxi bệnh viện kèm số. Mã sản phẩm là gì? Canxi bệnh viện kèm số loại. Nhưng mà các chị phải mua cho em cái này. Cái này đâu rồi? Cái này các chị comment cho em mã sản phẩm là gì? Chì kẻ mày kèm số loại. Chì kẻ mày cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công được chưa? Ừ. Em có 2 màu, màu nâu và màu đen. Chì kẻ mày nâu và đen, ok chưa? Okay, các bác lên đúng khoác cho em là gì mọi người? Chì kẻ mày kèm số loại. Nghe giá em cho chì kẻ mày này. Nghe giá. Em sẽ bán cho các chị một nâu và một đen, okay, được không ạ? Luôn. Nghe xong choáng luôn này. 79.000 đồng hai cái chì kẻ mày. Một đầu là chì kẻ, một đầu là cái chải mày, xịn sò dã man. Xịn lắm. Tặng chì kẻ mày kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Cái này giá gốc là 180.000 em ôm được lô sale. Ok chưa? Ok chị ạ. 75.000 đồng
các chị cũng có một cái kẻ chì để các chị như kẻ mí này. Đấy, kẻ mí cho đẹp, kẻ mày, ok chưa ạ? Mã sản phẩm là gì mọi người? Chì kẻ mày, kẻ số này. Không có đen vào đâu, em bán mọi người 79.000 đồng hai cái mix màu. Cho các chị nhỉ? Được mix màu, ok chưa ạ? Ok chưa? Hai màu về sử dụng, dịp nào dùng màu nâu thì dùng, dịp nào dùng màu đen thì dùng cho em được không các bác? Ok chị ơi. Cho lên đúng phát là gì mọi người? Tặng chì kẻ mày, kẻ số này. Tặng chị kẻ may kèm số này. Đây còn cái này tặng nốt các chị này, chưa bao giờ có này. Mã cho em là gì ạ? Mã cho em là gì mọi người ơi? Lỗ kèm số điện thoại. Lỗ kèm số này. Lỗ kèm số điện thoại em nhận đơn được chưa? Ok chị ơi. Một bộ đầy đủ đẹp lắm các chị, nguyên cái này giá này em bán chị. Bộ dụng cụ nhà bếp. Bộ dụng cụ nhà bếp kèm số điện thoại. Bộ dụng cụ nhà bếp kèm số này. Giá này chị bán nói thật, mày chỉ mua được cái máy đẹp nhá. Chỉ mua được cái đánh trứng này thôi. Đúng rồi chị ơi. Đánh trứng để tráng trứng cho nó ngon đúng không? Vâng, đánh trứng này thôi. Chưa kể là gì ạ? Mở bia mà hàng đẹp nhá mọi người. Hàng xịn Nhật. Kitchen Garden đây mọi người ơi, có thể nhìn thấy cho em. Ôi, sang mọi thế. Người ơi, một cái dao tỉa, dao để tỉa, kéo và nạo tất cả đủ như này. Nhìn giá này em bán chị mua được cái máy đánh trứng thôi. Ok. Em tặng mọi người là 68.000. Ui, nguyên bộ. Full hộp nguyên bộ. Lên cho em là gì mọi người ơi? Bộ dụng cụ nhà bếp kèm số này. 68.000 đồng. Tuyệt nguyên một bộ. Em thề kèm giá để các chị nhá. Bán xong chán trời luôn ơi, mọi người ạ. Xịn sò dã man luôn. Bộ dụng cụ nhà bếp kèm số này. Một bộ nó sẽ có 5 chi tiết như thế này, kèm cả cái này là 6 các chị nhá. Kèm cả cái đứt đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Để nhà bếp đẹp không? Quá sang xuất luôn. Xuất sắc không? Cái kệ đằng sau đi, ok chị yêu. Lên các chị luôn. Lên cho em đúng phát là gì mọi người? Bộ dụng cụ nhà bếp kèm số em này. Em tặng mọi người bao tiền? 68.000 đồng. Cái sản phẩm là gì? Bộ dụng cụ nhà bếp kèm số này. 68.000 đồng. Được chưa? Nguyên bộ. Em lên cho các chị mã này. Các chị comment cho em mã sản phẩm là Mã sản phẩm là rồi ơi. Các chị comment cho em mã sản phẩm bộ NMN. Bộ NMN kèm số này. Serum này còn nhiều không em ơi? Serum còn khoảng serum và 20 lọ. Kem dưỡng NMN đúng không? Vâng ạ. Serum còn có 20 lọ thôi. Các chị nhớ em này. Nghe giá này, nghe serum giá. Serum NMN của Nhật cải lão hoàn đồng đúng bộ không? NMN và kem dưỡng của NMN đúng không? Vâng. Bộ NMN nghe giá này. Nghe giá 225.000 đồng. Kem dưỡng 601 của NMN và serum NMN được không các bác ơi? Được luôn chị ơi. Lên đơn cho em mã sản phẩm là gì mọi người? Bộ NMN kèm số mã này. Là gì? Bộ NMN kèm số mã này. Em ơi. 225.000 đồng một bộ. 225.000 đồng được không ạ? Nguyên bộ các chị ơi. Nguyên bộ. Một lên đơn là gì? Bộ NMN kèm số loại. Ai thích mua gì? NMN chị ơi. LMN. NMN. Được không các chị ơi? Ok chị ơi. Cái nọ kem này của nó hơn 1 triệu giá gốc rồi. Chuẩn ok chưa ạ? Bao giá toàn Việt Nam, mã cho em là gì mọi người ơi? Bộ NMN kèm số loại. Các chị lên đơn cho em là kẹo bi dẻo. Ôi dồi ôi, kẹo này kẹo em thề luôn. Kẹo bi dẻo kèm số loại. Kẹo bổ sung vitamin. Kẹo bi dẻo bổ sung vitamin ngon lắm cho khỏe này. Các chị nghe giá này, bình thường các chị mua 130 một lọ, 120 một lọ đúng không? Vâng ạ. Các chị lên cho em là gì? Kẹo bi dẻo kèm số này. 110.000 đồng 3 lọ thả tim. Ui. Ui một hộp nhiều lắm. Kẹo này ăn không ngon, đừng bao giờ mua hàng em. Kẹo bổ sung vitamin cho trẻ. Không bị ngọt đâu, nó là kẹo dẻo. Ngon lắm. Ngon. Kẹo bi này ăn thề luôn các chị sẽ bị nghiện. Kẹo bi dẻo cho các bé, ok chưa? Ok chị ơi. Thơm. Ngon. Nghiện. Em bán kẹo bi dẻo cho các chị với giá là 113 hộp. Em thề với chị một hộp nó quá nhiều luôn. Ok chưa ạ? Ok. Lên đơn cho em là gì mọi người? Kẹo bi dẻo kèm số rồi. Mỗi hộp 400g thả tim cho em rồi. Nhiều lắm. Kẹo này chắc chắn là các chị đã cho con mình ăn rồi. Chuẩn chưa? Đấy chắn, bình thường nó hôm nay đóng hộp này mà hay đóng cái túi vuông vuông ấy vậy nhở? Vâng ạ. Đấy, nó bán đã 5.000 một túi rồi nhở? 5.000 túi chắc được chục viên. Vài hạt. Đấy cái này nhiều lắm. Mã cho em là gì mọi người ơi? Kẹo bi dẻo kèm số này. Em hoàn bán tặng mọi người bao tiền? 110.000 đồng bao. Mã cho em là gì mọi người? Kẹo bi dẻo kèm số này. Kẹo bi dẻo. À chị ơi, cốc 10 san phát. Nghe giá em lỗ này. Em không lỗ ngày mai không bao giờ phải là hoàn nữa. Cốc 10 san phát. Pharma cup. Vâng. Đến tháng dùng cốc Nguyệt San thì vẫn đi bơi được bình thường, không phải thay băng. Đúng rồi ạ. Đúng không các chị? Vâng ạ. Mà nó lại an toàn đúng không? Vâng. Comment cho em mã sản phẩm là cốc Nguyệt San Pháp kèm số này. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người? Cốc Nguyệt San Pháp kèm số này. Nghe giá hoàn cho rồi. Nghe giá 100.000 một cái cốc Nguyệt San. Hàng chuẩn Pháp. Em đang bán là 200 đúng không các chị? Đúng rồi ạ. Thị trường bán cho các chị 280-300 đúng không? Vâng. Em bán rẻ nhất các chị là 169 đúng không? Đúng rồi ạ. Hôm nay hoàn tặng 100.000 đồng có được không mọi người? Quá được luôn. Các chị đừng có bảo là gì ạ. Hàng đều nhá. Hàng chuẩn Pharma cắt. Hàng okay xin luôn. Lên cho em đúng pháp là gì mọi người? Công Nguyệt San Pháp kèm số này. Bao tiền mọi người? 100.000 đồng. 100k. Lên đơn là gì mọi người? Công Nguyệt San Pháp kèm số này.
Em thề với các chị cái mã này em bán thật sự luôn, em không bao nhiêu biết vạn, không biết bao nhiêu vạn tip rồi đấy. Đúng như tên em đặt cho nó, trị ngứa thần thánh. Tất cả các loại ngứa, mề đay mẩn ngứa, nấm đầu, nấm móng, nấm tay. Có những người phải cảm ơn em đi chữa đến mấy triệu ở bệnh viện Gia Liễu không khỏi. Dùng có tip nhà em khỏi luôn. Các chị lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Trị ngứa thần thánh kèm số này 99.000 đồng 5 tip. 5 tip liền. 99.000 đồng 7 tip cho live stream ngày hôm nay. Mã cho em là gì mọi người ơi? Chị ngứa thần thánh kèm số này. Chị ngứa thần thánh. Một tip này thôi nhưng mà em thề luôn, một con mũi đốt bôi phát vào tịt. Chuẩn luôn ạ. Thề luôn. Bôi phát lúc sau tịt luôn. Xíu đấy, hoặc là một cái gì mẩn nứa mề ngay lên. Hôm nay thỏi luôn. Bôi phát cái hàng nhà em bị bề đay mẩn hết. Đây. Bôi tịt luôn. Chị ngứa thần thánh cái này lên đơn cho em là gì mọi người? Chị ngứa thần thánh kèm số này. Bao tiền? 99.000 đồng 7 lọ. Chị ngứa thần thánh tuyệt vời không các bác ơi? Tuyệt vời. Tất cả mọi loại ngứa lên cho em với. Lên đơn cho em là gì mọi người? Kèm số này. Em lên đơn hàng công đã lắp cái kệ kia lên chưa? Kia. Lên chị với. Lên bỏ bớt đồ ra. Là kệ gia vị 3 tầng đúng không? Kệ gia vị 3 tầng kèm số này. Đây các chị ơi, thôi không cần, để cho các chị ở xem đây. Xem hình ảnh thôi bé ơi. Các chị lắp lên thành một cái kệ to như này. 3 tầng các liền các chị ơi. 3 tầng này có cả để chỗ để dao, chỗ để thớt đúng không? Chỗ vâng. Đũa. Đấy, 3 tầng để các chị để gia vị nhà bếp. Sơn tĩnh điện. Đấy, thép sơn tĩnh điện không bao giờ han gì. Chuẩn okay, luôn chị ơi. Kệ 3 tầng thép sơn tĩnh điện cho mỗi chị một cái 175.000 đồng. 175.000 đồng. Cái kệ gia vị em ơi, cho nào đưa đây cho chị cô. Được rồi, mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Kệ gia vị 3 tầng kèm số này. Đây cũng được nhá, đẹp lắm. Em tặng mọi người 175.000 đồng cho nhanh. Bởi vì em không còn được à, hoàn còn sợ tầm ý dĩ xanh không mày mang đây chị. Okay, em ơi em thề luôn, không ai trong cuộc đời này có thể bán. Em đi đưa đây chị vậy. Đây bọn em lắp chưa chặt đâu mọi người ạ. Đây bọn em lắp chưa chặt đâu. Lắp tượng trưng mọi người ơi, bọn em lắp tượng trưng thôi nhá mọi người ơi. Mà còn chưa ấy đây này. Đấy, đây cái để thớt để thiết các thứ đây này. Ok chưa? Ok ạ. Rồi các chị ơi, lên cho em là kệ gia vị 3 tầng. Kèm số đoạn 175.000 đồng cái này thì dùng bao giờ cho hỏng? Thôi sau này còn bán sắt vụn. Mỹ phẩm cũng được các chị ơi. Sau này các bác bán sắt vụn hộ em. Chuẩn luôn. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Kệ gia vị 3 tầng kèm số đoạn. Em bán tặng mọi người bao tiền? 175.000 đồng. 175.000 đồng. Còn bao nhiêu bộ này? Các chị xả nốt đi. Xả máy xay đa năng. Xả máy xay đa năng kèm số loại. Xay cầm tay, ống xay, máy đánh trứng đúng không? Vâng ạ. Xả máy xay đa năng kèm số thoại thật sự luôn, cái mã này thật bán. Thật sự luôn. Bán không biết bao nhiêu rồi mà tại chuẩn sao luôn. Có trường hợp bom về. Mệt mỏi lắm. Xả máy xay đa năng thật sự luôn, em cho lỗ vốn luôn này. Em cho lỗ đi. 100.000 luôn mà. Ui 100.000 đồng. U là trời. Lên cho em đúng phát là gì mọi người? Xả máy xay đa năng kèm mã số loại là gì? Xả máy xay đa năng kèm số loại. Chia sẻ livestream được cho đơn. Xả máy xay đa năng kèm số loại. Bao tiền hả chị em? 100.000 đồng. 100 có xà phòng tắm gạo Thái có luôn em ơi. Lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người? Xả máy xay đa năng kèm số loại. Xà phòng tắm gạo Thái em đố hay bán mọi người 75.000 đồng lớp 12. 12 bảnh liền. Xà phòng tắm gạo cái này rửa tay thôi, tay cũng thơm. Chuẩn luôn. Tinh chất sữa gạo vừa trị ăn rồi chị. Vừa trị viêm lỗ chân lông, vừa gì ạ? Thâm nách, các chị cứ bôi vào những cái chỗ thâm mà tắm sướng luôn, mềm mướt thích đúng không? Vâng ạ. 75 một lố xà phòng cám gạo Thái 12 bánh ai chơi? Người mình lên chơi đúng phát là gì các bác ơi? Xà phòng cám gạo Thái kèm số loại. Xà phòng cám gạo Thái kèm số loại. Tặng mọi người bao nhiêu? 75.000 đồng một lớp. Sáp thơm đuổi muỗi của Thái Huệ ơi. Dạ. Mã cho em là gì mọi người? Sáp thơm đuổi muỗi kèm số loại. Sáp thơm này đuổi muỗi rất là tốt. Các chị ơi, chỗ nào có muỗi hay muỗi đốt con mình mở ra, nó là kiểu là tinh dầu xả khế và vừa chanh thơm, vừa khiến muỗi bay đi đúng không ạ? Vâng. Mà vừa xả căng thẳng giảm stress tốt. Em tặng mọi người 19 2 lọ sáp. 2 lọ liền. Dùng chỗ cực kỳ lâu mới mở ra để muỗi là muỗi bay sạch luôn, không bao giờ đốt con mình. Giống như cái tinh dầu đuổi muỗi của Nhật đấy. Của Nhật. Thì đây là sáp thơm đuổi muỗi của Thái mở ra nó vừa thơm. Các chị có thể để nhà vệ sinh được chưa ạ? Vâng ạ. Đấy, để trên xe, để bất kỳ đâu. Cho em cái sáp thơm này, mà hương thơm của nó giải tỏa căng thẳng stress sướng lắm, nó là hương cam, hương chanh. Đấy, hương xả thích lắm mọi người ơi, thích lắm. Em tặng mọi người với giá là bao nhiêu tiền ạ? 119.000 đồng. Hai lọ. Sáp thơm đuổi muỗi kèm số loại. Bao tiền em ơi? 119.000 đồng. Hai lọ. Hàng của Thái. Ôi giời ơi, các chị ơi, nhưng mà các chị phải săn cho em kem tay Nga này. Em thề mọi người phải săn cho em kem tay Nga này. Chưa bao giờ em bán rẻ như vậy. Chưa bao giờ. 88.000 đồng một tip. 88.000 đồng tặng cho một tip không đồng. Hai tip liền. Hai tip nó đã là rẻ nhất Việt Nam rồi. Đúng rồi chị ơi.
Nhưng mà ngày hôm nay xin phép tặng mỗi chị Huy không đồng một ba tip liền các bác ơi. Mã cho em là gì mọi người? Chị Huy Hà có một lần kiểm tra đơn hàng để em xem đơn hàng thất lạc đi đâu ấy. Các chị thông cảm của em một chút là bởi vì Tết ấy nó nhiều hàng, nhiều khi nó bị thất lạc một đơn, có thể do bên chuyển phát ấy. Thì mọi người check lại keo comment là kiểm tra đơn hàng lên là bọn em kiểm tra cho các chị, ok chưa? Ok chưa? Mình lên cho em là gì mọi người ơi? Kem dưỡng Tây Nga, sao kèm số loại này thích lắm luôn, thơm thích sạt stress mà nhà lại không còn con muỗi nào. Cảm ơn Hoàn ạ. Sản phẩm chất lượng, em cảm ơn mọi người. 883 tip. 3 tip liền. Tay của Nga. Các chị biết là bên tay Nga nó lạnh lắm. Em ơi, người ta phải dưỡng tay, không thì tay khô sáp. Nhất là Việt Nam nữa, khí hậu vừa lạnh vừa khô đúng không? Vâng. Đấy, mùa này là các chị phải auto dưỡng da tay, được không ạ? Chuẩn luôn ạ. Em tặng mọi người 882 đã rẻ rồi, hôm nay tặng thêm một lọ nữa là 3 tip luôn. Cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Kem dưỡng tay Nga kèm số loại. Các chị lên cho em mã sản phẩm nồi áp quất Nagakawa. Nồi áp suất Nagakawa kèm em bán số loại. Nồi áp quất xịn, đẹp dã man. Lên đơn là gì mọi người? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi thoại. Áp suất Nagakawa. Ok. Kèm số điện thoại. Cái này có mà rơi đập không vỡ được. Có mà ném cũng chả vỡ được. Nó là cái hộp kim. Đây, mọi người nhìn cho em này. Comment cho em là gì mọi người ơi? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi áp suất Nagakawa. Em có nồi này, em thề với chị luôn, 30 phút xương không dừ thì đừng bao giờ mua hàng em nữa. Chuẩn luôn. Okay. Nồi này hầm thì em thề với các chị là phải gọi là tuyệt vời luôn. Dừ xương luôn. Nồi áp suất Nagakawa cho các chị đây này mọi người ơi. Hàng chuẩn nhá, đẹp lắm. Em bảo hành các chị dùng về dùng cái này, riêng mua một lần. Và dùng cả đời luôn. Không bao giờ bong này, không bao giờ han gì, không bao giờ làm sao cả luôn. Vâng. Ok chưa ạ? Ok chưa? Mình lên cho em mã sản phẩm là gì? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi là gì? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi. Được, đừng bao giờ quên em. Em có hai bản, bản 4 lít và bản 7 lít. Ok chưa? Ok chị ạ. Mã sản phẩm là gì? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi. Bản 4 lít cho nhà tầm 4 người, các chị hầm con gà, con chim đúng không ạ? Vâng ạ. Hầm cái chân giò, còn bản này trong nhà tầm 7-8 người hoặc là 5 người hơn đúng không? Vâng. Các chị này, hầm cho em cái nồi áp suất này thì nói thật luôn các chị ơi. Cái nắp này nó nắp siêu chặt luôn. Chuẩn luôn. Đấy, kín lắm. 30 phút không dừ xương. Đừng bao giờ mua hàng em nữa. Đây là nồi 7 lít, còn kia là nồi 4 lít, 4 đúng lít. Không ạ? Vâng. Em bán mọi người này, các chị lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi. Ai lấy nồi 4 lít 328.000 đồng. Ôi. Ai lấy nồi 7 lít 428.000 đồng. Ôi. Ok luôn chị ơi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi. Nồi này dùng không sướng, đừng mua hàng em nữa. Các chị ơi, nó khác bỏ toàn bộ luôn nhá mọi người ơi. Lên đơn cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Nồi áp suất Nagakawa kèm số điện thoại. Nagakawa kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công đây, 7 lít đây. Nồi này 7 lít đây các chị ơi. Em bán tặng tất cả các chị yêu với giá là 328.000 đồng và 428.000 đồng. Quá là rẻ luôn. Tuyệt cả là vời. Đúng không em? Vâng ạ. Mã cho em là gì mọi người? Nồi áp suất Nagakawa kèm số nồi. Tao cho cái này. Cho đi trời ơi. Hàng của Hàn nhé. Chuẩn Hàn luôn. Giá thị trường cho em nhé. 250 một hộp nhé. Đúng rồi. Mọi người comment cho em là, các chị comment cho em mã sản phẩm là hoàn cho kèm số thoại. Hoàn cho kèm số nồi. Mã cho em là gì? Hoàn cho kèm số nồi. Các chị lên, chị mua nồi này 980 đấy à, dùng 2 năm. Các chị ơi nhớ em lại ở ngoài rất là đắt. Mét nhất, rẻ nhất phải gấp đôi em bán. Riêng mã nồi này, đúng không ạ? Vâng. Nồi áp suất của Nagakawa. Các chị về dùng không sướng đúng em ạ. Cho trả lại luôn. Kể cả các chị nấu rồi, ok chưa? Ok chị ơi. Mình lên đơn cho em mã sản phẩm hoàn cho. Hoàn cho kèm số nồi. Cho không đồng thì chắc chắn là không thể được rồi. Bởi vì là biết cho ai đến lúc lại cho rẻ, các chị lại mắng em đúng không? Các chị nghe giá là hoàn gì? Hoàn cho kèm số nồi. Các chị nghe em cho, các chị sốc này, sốc luôn đi trời ơi. Mặt nạ sữa ong chúa collagen, vâng của ạ. Hàn chuẩn, ở ngoài đang bán 250 một hộp đúng không ạ? Vâng ạ. Mỗi ngày này các chị ơi, đắp qua đêm đi ngủ sáng sau rửa mặt cho em, hoặc các chị đắp buổi trưa đi ngủ trưa xong rửa mặt cho em. Vâng ạ. Đấy các chị ơi, thường lắm, mặt nạ sữa ong chúa của Hàn. Comment cho em là gì mọi người ơi? Hoàn cho kèm số nồi. Một hộp 10 miếng, 2 hộp 20 miếng. Vâng. 49.000 hai hộp. Ui. 49.000 đồng hai hộp. Ui. Có đúng em đang bán 110.000 đồng một đúng hộp. Đúng rồi chị ơi. Em thật sự luôn, em không có duyên không với sản phẩm này. Không thể tin nổi. Em không có duyên với sản phẩm này. Bây giờ em về hàng Tết rồi. Em cho nó đai luôn, em cho nó lỗ luôn. Lỗ sập sàn luôn. Các chị nhớ hộ em là gì mọi người ơi? Hoàn cho kèm số nồi. Tiếng Huệ to quá điếc hết cả tai rồi. Ăn lương mà chị. Ăn lương chỉ để nói to thôi, nói nhỏ là bị đuổi việc đấy các chị ạ. À. Mã sản phẩm là gì?
hoàn cho kèm số này. Đây nó còn dí cái mồm nó vào cái loa điện thoại. Em về luôn, nó còn dí cái mồm nó vào cái loa các chị ạ. Ấy có đợi này, nó đứng đúng đây luôn. Em sợ các chị hoàn to kèm số điện thoại. Ủa em sợ các chị không nghe rõ. Các chị lên cho em là cứ gì? Giá nào hơi sập sàn là em phải dí sát rồi các chị ơi. Các chị nhớ em đây là mặt nạ sữa ong chúa Hàn. Ui dùng và các chị làm... thấy em đang bán cho các chị đúng không ạ? Vâng. 110.000 đồng một hộp. Em cho nốt mọi người 49.000 đồng hai hộp. Hai hộp. Chổ em nói thật luôn, giá này chưa nhập nổi một hộp của em. Đúng mà. Rồi ạ. Chưa nhập nổi một hộp luôn. Chuẩn luôn. Thề luôn đấy các chị ạ. Đây là mặt nạ sữa ong chúa của Hàn mà rất tiện. Mọi người ơi, chỉ cần bỏ đút vào túi. Mọi người dùng lúc nào cũng được luôn cho em, được không ạ? Lên cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Hoàn cho kèm số này. Sữa ong chúa và collagen tươi. Về dùng không sướng em cho trả lại. Ok. 40 mấy nghìn? 49.000 đồng. 2 hộp không được chị ơi, tối đa 4 hộp một người thôi chị. Ok nhá. Chị ơi. Tối đa 4 hộp thôi ạ. 10 hộp có mà chết em là người không được thì chửi em lừa đảo, em mệt là mỏi lắm, đúng không? Mệt mỏi lắm. Các chị lên đơn cho em là gì? Là gì ạ? Hoàn cho kèm số này. Nhưng mà em nói này, cái mã này các chị nên dùng, nên mua. Rất nên mua. Cái mã này là mã gì ạ? Mã sữa tắm của Nhật. Bản màu xanh, bản siêu VIP, nhân 2 lần kích trắng và x2 lần cấp ẩm, đúng không ạ? Vâng ạ. Ở ngoài mọi người search cho em toàn 240 một chai thôi, đúng không? Đúng rồi, em tặng 99.000 đồng một chai. 99.000 đồng một chai. Sữa tắm ý sĩ Nhật xanh, bản xanh. Màu xanh, gấp đôi dưỡng trắng và gấp đôi dưỡng ẩm. Dùng mùa đông này tuyệt vời luôn cho các chị. Wow, ok tuyệt chưa? Vời luôn. Mình lên cho em mã sản phẩm là sữa tắm ý sĩ Nhật kèm số này. Em tặng mọi người 99 một chai hàng chuẩn Nhật. Ok không các bác? Ok. Thả tim em phát thả tim luôn. Lên trên là gì mọi người? Sữa tắm ý sĩ Nhật kèm. Em nói thật này, em lên cho chị mã này. Các chị ơi, em lên cho chị mã này. À đây, cái chip này đẹp. Tặng đi chị ơi. Thật sự luôn, chip này mặt cũng sướng. Đẹp. Chip này nếu mà ngày xưa các chị ơi sướng. Các chị phải mua là 240. Đúng rồi chị. Các chị comment cho em mã sản phẩm là không đẹp hoàn tiền. Không đẹp hoàn tiền kèm số này. Chip này đẹp. Đẹp lắm. Em thề. Mặt lên đơn chơi là gì mọi người? Không đẹp hoàn tiền kèm số này. Cái này em ôm thanh lý được đúng 10.000 quần. 10 em ôm được quần. Đúng 10.000. Chất đẹp lắm. Chất siêu sướng. Co giãn này. Ok chưa ạ? Ok chị ạ. Thích này. Nâng mông này. Ok. Kháng quần này. Mọi người nhìn cho em với. Mặc không lộ viền quần này. Các chị comment cho em mã này là không đẹp hoàn tiền. Kèm số thoại. Em nói thật luôn, một lố chip em bán giá này các chị choáng luôn này. Choáng. Nghe giá xong này. Ok. 100.000 một lố 10 quần. U là trời em má ơi. Em luôn nhận hàng bóc hàng. 100.000 đồng 10 cái. Kiểm tra chất liệu của mã chip này. Em chưa bao giờ có mã chip này bán đúng chuẩn không? Chuẩn luôn chị ơi. Các chị ơi đây này. Lần đầu tiên trong cuộc đời cái mã này nó sale này. Mã cho em là gì mọi người ơi? Màu này. Không đẹp hoàn tiền kèm số thoại. Màu đẹp toàn không màu đẹp chị ơi. Mà ghen bụng nhẹ nhàng cạp hơi chuẩn cao luôn một tí. À. Ghen bụng các chị mặc rất là mặc dễ chịu như đúng không? Mặc luôn. Mặc như không mặc luôn đúng không? Vâng ạ. Mã cho em là gì? Không đẹp hoàn tiền kèm số nhận hàng bóc hàng mở hàng kiểm tra hàng cho em hoàn. Ok chị không ơi. Đẹp đừng bao giờ mua hàng em nữa, được chưa ạ? Huệ. Dạ. Các chị nhìn em bắn chim. Nhân. Em thề luôn một sải tay của em chưa? Một sải một luôn sải tay ơi. Của em chưa? Mặc thích lắm em. Thích thật sự. Thích mã thật cho sự. Em là gì mọi người? Không đẹp hoàn tiền kèm số loại. Bảng màu ưng không Huệ? Ưng. Mã sản phẩm là gì? Không đẹp hoàn tiền kèm số này. Em nhận đơn hàng thành công, em bán các chị với giá bao nhiêu tiền ạ? 100.000 đồng 10 cái. Các chị nhận hàng, các chị bóc hàng, các chị cho các chị mặc thử luôn. Hỏi anh shipper là anh ơi có đẹp không? Để em còn nhận hàng. Ok chưa? Ok. Anh ơi em mặc cái xin quần này có đẹp không? Hỏi xin ý kiến. Nhớ là xin ý kiến shipper nhá các chị nhá. Ok chưa? Ok. Bao tiền mọi người? 100.000 đồng 10 cái. Ai mà không xin ý kiến shipper em không bán đâu nhá. Nhớ phải xin nhớ phải quay video nhá. Nhớ phải quay video gửi lại vào Zalo hotline nhá. Được chưa? Để mai em còn up lấy lấy tương tác. Mã sản phẩm là gì? Không đẹp hoàn tiền kèm số này. Mọi người bao tiền? 100.000 đồng 10 cái. 100.000 đồng 10 cái được không ạ? Được ạ. 100.000 đồng 10 cái thật sự luôn về mặc ưng cái bụng nó ưng màu bảng màu đẹp lắm. Mặc em ơi bảng màu nhẹ nhàng nhã nhặn. Không mặc luôn. Ủa đẹp lắm các chị ơi. Lên đơn cho em là gì mọi người? Không đẹp hoàn tiền kèm số này. Cho em là gì? Không đẹp hoàn tiền kèm số điện thoại. Không đẹp hoàn tiền kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công đúng không? Vâng. Ở cái này mới vừa, có à? Vừa về. Cái này ôm ai mơ xí muội à? Vâng. Các chị nghe giá này. Lấy ôm ai mơ xí muội. Cái này ai mà bị đau họng các chị nghe ngậm ấy. Ui ngậm ôm cái này tốt lắm. Ôm ai mơ xí muội ngon lắm. Các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Ôm ai mơ xí muội kèm số điện thoại. Trưa nay cũng có mã mơ xí muội gì đấy thấy? Không. Không đúng là mơ chanh ấy. À mạch mơ chanh muối, đây là mơ xí muội khác này. Ôm ai mơ xí muội kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Ok chị ơi. Vấn đề nghe giá này. Thôi em tặng nhá. Lắm. Tặng như này đi. Nhất là chị nào mà 108.000 đồng mua một tặng thêm một nữa ba. Ba hộp ạ? Ui nhiều lắm.
cho các bác ăn Tết ô mai mơ xí muội được không các ăn bác? Ăn xí muội thì được. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Ô mai mơ xí muội kèm số nè. Bao nhiêu tiền? 108.000 đồng cho xin viết. Ba lọ. Ô mai mơ xí muội này em thề với chị này. Về nhận đi. Ngon thật lòng. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Thôi. Ô mai mơ xí muội đang cần phải like nhanh. Mùi. Mặt thề hết luôn. Em ơi cái mùi của nó thơm lắm ấy. Ủa thề luôn cái mùi mơ này thật sự luôn. Em tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? 108.000 đồng. Ba lọ quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà này. Ủa má ơi. Ngon. Cái mã này thì đúng thật luôn. Cái này người ta hay thả vào cốc trà chanh ấy các bác. Đúng rồi, trà chanh. Trà chanh, trà tắc xí muội ấy. Trà tắc xí muội, đúng rồi, chuẩn luôn. Đấy, hay thả cái này. Đấy, lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Ô mai mơ xí muội kèm số nè. 108 ba hộp to. Ăn gọi là ăn nhòe thôi. Ăn ăn như kiểu là hay ngày xưa các bà hay nói mình là ăn ị ra cả phô mai ô mai luôn. Ok chưa? Mã cho em tiếp theo. Cái hàng này thì em khẳng định này, Việt Nam không một ai vượt qua giá em. Dù bán ở kênh nào thì kênh. Ok chưa? Ok ạ. Các chị cho em xin một nút like livestream bên tay trái được không? Ok chưa? Cho em Hoàn xin một nút thả tim bên tay phải được không ạ? Ok chưa? Chia sẻ của em một lần về trang cá nhân. 5 lần cả nhóm. 5 lần về trang hội nhóm lớn Hoàn còn nước lau sàn không thể luôn lóc nước lau sàn nhà em. Em ơi khách hàng feedback lau nhà không còn đâu một con muỗi nào. Không còn một con muỗi con kiến nào. Em ơi khách hàng thích dã man luôn. Mà cái nước lau sàn em bán mọi người quá rẻ. Chai thì chai, can thì can to. Can thì can 4 lít đúng không? Mọi người ơi Tết nhất có khách đến này. Em nói với các chị không phải hàng chuẩn hàng, đừng bao giờ mua hàng em nữa. Ok chị ơi. Em bán các chị nó rất là rẻ. Các chị nhìn cho em mua ở ngoài 60.000 đồng một gói. Cái này đúng là rồi, chị ơi. Để cuốn cơm cuộn sushi đúng không? Đúng rồi ạ. Để cuộn, các chị lên cho em là gì ạ? Rong biển cuộn cơm. Rong biển cuộn cơm kèm số điện thoại. Rong biển cuộn cơm kèm số điện thoại. Các chị nhớ em này. Các chị em bán cho các chị ăn, các chị nhớ em này. Ngon, nghiện, hàng nội địa Hàn, bán tại thị trường nội địa Hàn. Được chưa ạ? Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Lên biển cuộn cơm kèm số. Không phải chuẩn, chặt đầu em đi. Vấn đề nhá, nghe giá này. Nghe giá. Các chị ơi, 119.000 đồng mua một gói. Ok chị ơi. Tặng một gói không đồng. Hai gói. Tặng một gói không đồng. Ba gói. 119.000 đồng. Ba gói chị ơi. Ba gói. Hôm nay xin phép tặng thêm hai gói không đồng là 5 gói. Năm gói. Trời ơi, mua ở ngoài 90.000 một gói. Lên đơn cho em là gì trời. Mọi người ơi? Rong biển cuộn cơm kèm số này. Về quận Kim Bắc cắt ra con mình ao thu tự ăn cơm. Cuốn đúng trứng ở giữa, cuốn dưa chuột cà rốt ở giữa. Ok chưa các chị cuộn ơi? Cá hồi chị ăn được chưa mọi người ơi? Có thể cắt ra để cuộn cá hồi. Đấy em tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? 119.000 đồng. Mã là gì mọi người? Rong biển cuộn cơm. Mình ơi không nói. Mã sở là gì? Rong biển cuộn cơm kèm số này. Rong biển cuộn cơm kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Bao tiền mọi người ơi? 119.000 đồng. Mã 5 gói. Rong biển cuộn cơm kèm số loại. Bao tiền? 119.000 đồng. 5 gói. Thả tim. 5 gói. Quỳnh ơi. Tha hồ ăn rong biển cuộn cơm. Cuốn cá hồi sesame đúng không? Rồi là cuộn cơm cắt ra ăn. Thả tim em với. Các chị lên cho em. Chị nào nẻ bu chen đức đúng không? Vâng ạ. Nghe giá em cho này. Tặng đi chị ơi. 88.000 đồng. 88.000. Thôi như này đi. Thôi được rồi. 88.000 đồng 4 lọ thả tim. Mẹ chơi 4 lọ. Ui. Bình thường 99.000 đồng 3 đúng không? Vâng. Hôm nay tặng 88.000 đồng không phải 3 là 4 lọ liền. Nẻ bu chen của Đức. Nẻ này là nẻ an toàn nhất tại thời điểm hiện tại. Chuẩn luôn. Bôi cả cho mặt trẻ sơ sinh. Bị vấn đề về gì ạ? Bị mặt bị chàm sữa bôi được thất luôn. Được bôi mặt, bôi môi, bôi tay, bôi chân, bôi cả trẻ sơ sinh cả. Được luôn ạ. Nẻ bu chen của Đức nổi tiếng rồi đúng không? Vâng ạ. Các chị lên cho em Hoàn là gì mọi người? Kem nẻ bu chen Đức kèm số này. Bao tiền anh em? 88.000 đồng. Bốn lọ. Kem nẻ bu chen Đức kèm số này. Bao tiền em ơi? 88.000 đồng bốn lọ. 88.000 đồng bốn lọ đúng không? Vâng. Nhưng mà em phải nói cái này thích thật. Tuyệt vời. Vua chị khớp này tuyệt vời thật. Tuyệt vời. Cây nhựa đằng sau chờ em tí. Vua chị khớp kèm số điện thoại các chị mua đi ạ. Em tặng mỗi chị yêu một lọ. 95.000 một lọ vua chị khớp. Là chị siêu ơi, sướng lăn lưng. Bên trong massage. Này nó là cao. Hết cao này mọi người có thể đổ cao khác vào cho em. Ok. Cao để massage lưng. Đấy, nóng nóng ấm ấm cao mật gấu ấy mọi người ạ, à, thơm lắm. Đấy, bôi lưng, bôi cổ, vai gáy, đau đâu mình bôi đấy cho em. Đấy, lên cho em mã sản phẩm là vua trị khớp. Kèm số mẹ đau nhức khớp bôi vào cho em. 95.000 đồng một lọ. Bà nào mua hai lọ tính luôn 175.000 đồng. Quá chị gì? Ơi, cái này em mang lên để tận Điện Biên cho cụ em dùng.
các chị mua cái này cho con, cho cụ mình, cho ông bà bố mẹ mình, những người nào bị đau khớp đau lưng cho em. Cái này thật sự luôn tốt lắm, đau rất là dùng rất là thích, nó có cái đầu massage ấy, sướng lắm. Mà hết các chị lại đổ cao khác vào, được chưa ạ? Ok chị ạ. Nếu các chị không thích cao này, các chị đổ cao khác vào bình thường, các chị, kể cả các chị để dầu pha, đổ dầu xoa bóp vào, được chưa ạ? Okay, em bán tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? 175.000 đồng hai lọ. Lên cho em là gì? Vua chị khớp kèm số điện thoại. Vua chị khớp kèm số điện thoại. Em lên được thành công. Đặc sản chè Tân Cương Thái Nguyên đúng không? Vâng ạ. Ở ngoài bán 350-380 một cân. Em bán mọi người có 249 một cân, được hai gói như này. Okay. Các chị mua về biếu ông bà bố mẹ mình Tết. Chè Tân Cương Thái Nguyên chuẩn. Đây là chè dòng VIP hàng loại A, ngon nhất, nước xanh, ngon, thơm. Đấy. Không, các chị ơi, em cũng cho bố em uống đây. Bố em còn bảo là công nhận chè này ngon thật. Công nhận chè này rất là ngon, chè Tân Cương của Thái Nguyên. Chuẩn luôn nhá, em không bán chè lung tung đâu ạ. Đấy, các chị mua hàng nhà em rồi thì biết. 249 hai gói, một cân chè bao giá toàn Việt Nam. Mà chè này em thề luôn, xuất sắc. Các chị ơi, thấy nó nở ra nguyên cái búp chè luôn, chứ phải hàng vụn đâu. Mọi người ơi, hút chân không xịn sò. Các chị có thể đem làm quà biếu Tết đúng không? Cứ một gói chè này, một chai rượu vang. Ok chưa ạ? Okay. Lên cho em là gì mọi người? Chè Tân Cương Thái Nguyên kèm số điện thoại. Sản phẩm là gì? Chè Tân Cương Thái Nguyên kèm số điện thoại. Bao tiền em ơi? 249.000 đồng 249.000 đồng hai gói đúng không ạ? Vâng. Lên cho em là chè trà, à quên, chè Genpi đúng không ạ? Chè trà Genpi giảm cân của Nhật, trà giảm cân Nhật đúng không? Vâng. Lên cho em là chè Genpi Nhật, Genpi để giảm cân. Em đang uống trà Genpi Nhật luôn, để giảm cân, giảm mỡ bụng để đón Tết. Ê mọi người ơi, đợt này này, các chị nhìn cho em này, không còn tí mỡ bụng nào đâu nhá mọi người ơi. Comment cho em bụng phát là gì mọi người ơi? Trà Genpi Nhật kèm số đó. Trà Genpi Nhật kèm số đó. Trà Genpi Nhật, trà giảm cân của Nhật, kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công, ok chưa? Ok. Em bán tặng mỗi chị yêu gói trà này 135.000 đồng 60 gói, uống 2 tháng. Thích thì mỗi ngày pha cho em 2 gói. Đây này, vậy đưa chị cái cốc. Đây này, em uống đến nước thứ mấy rồi này. Em phải pha 2 gói này các chị ơi. Lên cho em là gì mọi người ơi? Chè Genpi, trà. Trà Genpi Nhật. Em phải pha 2 gói này. Trà Genpi Nhật. Bao tiền ạ? 135. Trà giảm cân của Nhật. Trà giảm cân Nhật đúng không? Vâng ạ. Tiếp theo, mã này em cho với choáng này. Choáng cho em là gì mọi người ơi? Choáng kèm số điện thoại. Choáng kèm số thoại. Mã sản phẩm là gì? Choáng kèm số thoại. Choáng cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Một lố khăn mặt của Hàn, 10 cái khăn mặt rồi hết rồi em ơi. Em bán tặng mọi người 10 cái khăn mặt Hàn 68.000 đồng 68.000 đồng Không nhập được các chị ạ. Không nhập được 10 cái khăn này 68.000 đồng đâu ạ. Em tặng mọi người 68.000 đồng thì em lấy đồ bọc chống sốc cho cái đồ thủy tinh của em đang bán. Mã cho em là gì mọi người ơi? Choáng kèm số thoại. Mã sản phẩm là gì? Choáng kèm số thoại. Bao tiền em ơi? 68.000 đồng 10 cái đồng đúng không? Vâng. 10 cái bao giá toàn Việt Nam. Các chị lên cho em là nước lau sàn. Nước lau sàn kèm số thoại. Nước lau nhà, lau sàn sinh học 4 cân 3,8 lít to gấp 8 lần cái chai bé bé bằng cổ tay ở ngoài đúng không? Vâng. Mà giá lại rẻ, 86.000 đồng một chai. Nốt 86.000 đồng một can, miễn cước vận chuyển can 4 lít nước lau sàn sinh học kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công, đuổi mũi nhà, không còn con mũi nào, đuổi rắn nữa cơ các chị ạ, kiến nữa cơ. Đấy, thích lắm. Các chị ơi, 86.000 đồng một can miễn cước. Và em sẽ đi đơn từ thùng 4 can, không nó vỡ mất. Ok chưa? Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Lau sàn sinh học kèm số loại 86.000 một can miễn cước vận chuyển. Ok chưa? Ok chị. Về lau nhà đi, sạch sẽ thơm tho đi. Dùng nước lau nhà này không sướng, đừng bao giờ phải mua hàng em. Ok chưa? Thơm thích sướng, xả stress, sinh học. Sinh học không có hóa chất độc hại gây ung thư. Dòng này dòng organic, không có hóa chất độc hại gây ung thư, mọi người yên tâm. Đấy, trẻ con bò lê bò la ra chơi bám đất không làm sao cả, không có hóa chất như nước rau sàn bình thường đâu. Dùng sướng lắm mọi người ạ. Mình lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Nước lau sàn sinh học kèm số thoại. Bao tiền em ơi? 86.000 đồng một can. 86.000 đồng một can, được chưa? Đưa chị cái thùng này đi em ơi. Lấy chị thùng đấy. Từ từ nhé, em tặng các chị cái này đi. Em tặng các chị cái này. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Các chị ơi, các chị ơi. Bình hoa pha lê. Bình hoa pha lê kèm số thoại. Đẹp dã man. Đẹp tuyệt vời. Mã cho em là gì mọi người? Bình hoa pha lê kèm số thoại. Mã sở là gì? Bình hoa pha lê kèm số đại. Bình hoa pha lê không đẹp hoàn tiền. Bình này cắm hoa ly, hoa lan, hoa bất cứ hoa gì. Đẹp lắm, các chị cắm hoa Tết cắp trên ban thờ đúng không? Vâng. Đấy, nước lau sàn nhà Hoàng quá thích luôn. Chị dùng rồi, không muốn dùng loại nào khác. Ui, em cảm ơn chị An Phương, em tặng chị An Phương một phần xin quà tặng chị An. Đấy, mình lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Bình hoa pha
lê kèm số lại. Bình hoa pha lê cách số điện thoại. Em hoàn lên đơn hàng thành công. Em đấy, em tặng tất cả các chị yêu với giá bao nhiêu ạ? 119.000 đồng một cái bình hoa. 119.000 đồng. Em thề đó chị ơi. To đẹp dày, xịn, dày đã mang luôn. To đẹp xịn phun nổ bình hoa pha lê về các chị cắm hoa để ở phòng khách. Tết nhất phải có tí hoa đúng không? Đúng rồi chị. Không ơi, có tí hoa là dở rồi. Mã cho em là gì? Bình hoa pha lê kèm số lại. Em ơi. 119.000 đồng. 119.000 đồng bình hoa pha lê. Ok chưa? Ok chị tặng ơi. Tặng gối bé kèm số thoại. Tặng gối bé kèm số thoại. Đây là kiểu gối Nhật. Kể cả cái này nó là cái theo xịn đẹp. Tặng gối bé đừng cho con mình gối cao. Đấy, gối mà bẩn quá rồi, mốc quá rồi vứt đi. Thay gối đi học ở trường đi. Tháo được vỏ ra, ok chưa? Ok chưa? Tháo được vỏ ra giặt. Còn tháo được cả bông cơ, bên trong còn một lớp khóa nữa để tháo bông nè. Mọi người ơi, xịn lắm. Gối bé kèm số điện thoại. Hàng này là hàng thêu và 100% cốt tông. Thấm mút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Dùng cực kỳ sướng luôn. Mỗi chị yêu thả cho em một nút thả tim. Được không ạ? Cho em màn xin một nút chia sẻ nữa được không? Được chị ơi. Cho em màn xin một nút like nữa được không? Okay. Được chị ơi. Cho em là gì mọi người? Tặng gối bé kèm số lại 68.000 đồng. 68.000 đồng. Trời mã ơi. Là gì? Tặng gối bé kèm số lại. Đừng so sánh với hàng rẻ nhá. Hàng xuất Nhật đẹp long lanh. Các chị về nhìn chất liệu đi ạ. Đây là thêu siêu phê luôn. Đẹp lắm. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Tặng gối bé kèm số lại. Em tặng mọi người với giá là bao nhiêu tiền? 68.000 đồng. Mã là gì? Tặng gói bé kèm số còn này. Triệt lông vĩnh viễn không? Em còn ít, em tặng nốt triệt lông vĩnh viễn nốt. Chắc là còn mấy hộp hàng bom, ít hàng bom thôi. Hơn chục hộp hàng bom đúng không? Vâng ạ. Máy triệt lông vĩnh viễn hơn 2 triệu. Em tặng tất cả các chị 110.000 đồng máy triệt lông vĩnh viễn. 110.000 đồng. Mã cho em là gì mọi người ơi? Máy triệt lông vĩnh viễn kèm số này. Em xả nốt 110 có đúng, em đang bán hơn 300, 399 đúng không? Đúng rồi chị ạ. Em xả nốt 110.000 đồng máy triệt lông vĩnh viễn lên đơn là máy triệt lông vĩnh viễn kèm số này. Bao tiền em ơi? 110.000 đồng. 110.000 đồng. 110.000 đồng bao giá toàn Việt Nam tất rồi. Cả các chị yêu được chưa ạ? 110.000 đồng một cái súng bắn nhiệt độ. Các chị ơi, 280.000 hôm nay nghe giá em cho này. Tặng đi chơi. Tặng súng bắn nhiệt độ, nhà nào cũng phải giữ chữ trong nhà đúng, đúng rồi, không? Chị ơi. Mã sản phẩm là gì? Tặng súng bắn nhiệt độ kèm số đủ. Tặng nghe kèm pin giá này. 125.000 đồng. Ủa một cái súng bắn nhiệt độ. 280.000 hôm nay hoàn thiếu bao nhiêu tiền? 125.000 đồng. Em hoàn tặng các chị yêu bao nhiêu tiền mọi người ơi? 125.000 đồng. Không tặng đủ các chị ngồi đây không phải là em nữa. Ok. Giá này thật sự luôn bằng 1/3 giá mùa. Quá là rẻ. Đúng không ạ? 280.000 hôm nay em hoàn bán các chị bao tiền? 125.000 đồng. Lên đơn cho em là gì mọi người? Tặng súng bắn nhiệt độ kèm số này. Tặng súng bắn nhiệt độ kèm số này. 125.000 đồng. 125.000 đồng. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tặng súng bắn nhiệt độ kèm số này. Tặng súng bắn nhiệt độ và kèm số điện thoại là em lên đơn. Đấy, dùng đề tóc nano vàng thích quá luôn, da mềm mướt mịn. Em cảm ơn chị. Ủa, yêu sướng lắm. Mua hàng nghiện nhà hoàn luôn, không mua được shop nào nữa rồi à? Mua làm sao được? Các chị lên cho em mã sản phẩm là tặng rổ kèm số điện thoại. Tặng rổ kèm số điện thoại. Nhưng mà em khẳng định luôn, đi khắp đất nước Việt Nam đố mua được rổ giá này. Nghe giá này lên đơn là gì mọi người ơi? Tặng rổ kèm số loại. Bình thường nếu bỏ ra 88.000 để mua được 3 cái rổ, 3 cái chậu là 6 cái là rẻ lắm rồi đúng không? Đúng rồi chị ơi. Em tặng thêm một bộ cái loại to hoa ôi mai ơi. Này. Trời ơi. Hàng của Eco chuẩn đúng không? Eco xịn. 88.000 đồng 2 set bằng này thứ. Ôi, 6 3 cái rổ, 3 cái chậu dạng vuông và 3 cái rổ to dạng hoa mai. Hoa mai như thế này. Đẹp lắm. Đẹp không mọi người ơi? Quá là đẹp luôn. Hôm nay mình nhận lọ sốt mà bị vỡ, các chị ơi không tránh khỏi vận chuyển được. Mình nhắn Zalo ra lô này. Bên em bù lọ sốt mới cho mọi người nhá. Mình lên cho em là gì mọi người ơi? Bông nở chậu hoa mai kèm số. Mã sản phẩm là gì? Bông nở chậu hoa mai kèm số. Bao tiền mọi người ơi? 88.000 đồng. Mã sản phẩm là gì? Bông nở chậu hoa mai kèm số. Các chị nhớ này, cước nhà em hoàn đồng giá 35.000 đồng, không giới hạn số lượng sản phẩm. Kể cả lấy 100 sản phẩm, 100 cân dồn từ đầu like đến cuối like, các chị vẫn chỉ mất 35.000 tiền cước thôi. Không đúng như TikTok rồi đâu à. Lấy nhiều sản phẩm cước nó lên hàng mấy trăm nghìn đúng không ạ? Đúng 35 rồi 35.000 đồng đồng giá, lấy bao nhiêu sản phẩm vẫn 35.000 tiền cước. Vì vậy nên mọi người cứ dồn đơn thoải mái cho live stream ngày hôm nay. Ok chưa? Đẹp bôi cái chơi. Live stream nào cũng chỉ 35.000 đồng. Lên cho em tặng bộ rổ 88.000 đồng 2. Quá là rẻ. Mã sản phẩm luôn. Tặng rổ và hoa mai kèm số thoại. 6 cái rổ và 3 cái chậu đúng không ạ? Vâng. Trong đó có 3 rổ vuông và 3 cái rổ tròn to thật sự luôn. Quá nhiều luôn. 2 găng tay luôn. Trời ơi xịn lắm. Mã cho em là tặng rổ hoa mai kèm số
rẻ không mọi người? Quá rẻ luôn. Thì thả tim thả like cho thả em phát. Like, rẻ tụt quần là có thật đúng không? Vâng. Các bạn cho em là gì mọi người? Tóc dầu hoa mai kèm số đoạn. Biểu son dưỡng bơ thái. Biểu son dưỡng bơ thái kèm số này 10.000 một thỏi son dưỡng. 10.000 đồng một thỏi thôi. 10.000 một thỏi son dưỡng bơ thái. Rẻ luôn. Ai khô môi nẻ môi bôi cho em được không ạ? Okay, mã cho em là gì mọi người ơi? Son dưỡng bơ thái kèm số em bảo mỗi chị một thỏi 10.000 bỏ túi. Lúc nào cũng có trong túi. Môi bị khô, môi mùa này chắc chắn bị khô, bị nứt đẻ dùng cho em. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Son dưỡng bơ thái kèm số này. Bao tiền mọi người? 10.000 đồng. 10.000 đồng một cái. Ok chưa? Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Son dưỡng bơ thái kèm số nè. Son dưỡng bơ thái kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Mũ bảo hiểm này. Các chị lên cho em tặng mũ bảo hiểm. Tặng mũ bảo hiểm lưỡi chai kèm số nè. Các chị nghe giá này. 79.000 đồng. 79.000 đồng. 75.000 đồng. 75.000. 3 cái mũ bảo hiểm. 3 cái. Lên cho em là mũ bảo hiểm lưỡi chai. Kèm số nè. 75.000 đồng ra 3 cái. Mua được một cái. Đúng rồi. Hoàn tặng các chị 3 cái. Ok chưa? Ok chị ơi. 3 cái mũ bảo hiểm chỉ với giá 75.000 đồng tặng mũ bảo hiểm kèm số điện thoại. Cả nhà cùng đội luôn đúng không? Vâng, 75.000 đồng đưa chị thảm Tết với em ơi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tặng mũ bảo hiểm lưỡi chai kèm số bao tiền em ơi? 75.000 đồng. 75.000 đồng. Thảm Tết thật sự em bán thảm này em nói với nhân viên là chỉ để bọc chống sốc thôi. Chứ còn không phải để lời lãi hàng loại 1 mọi người ơi, nhìn này. Viền may này, chắc chắn chắc này. Chắn. Các chị nhìn cho em không cả đằng trước cả đằng sau này, không bao giờ bị bung này. Dùng thích sướng này, chống trơn trượt này đúng không? Vâng ạ. Tặng thảm Tết kèm số điện thoại. Đoạn. Bỏ ra em. Mã cho em là gì mọi người? Tặng thảm Tết kèm số đoạn 99.000 đồng. 99.000 đồng. 1 2 2 3 3 cái. 4 cái. Ui. 4 cái luôn. 5 cái. Ui. 5 cái. 6 cái. 6 cái. 7 cái. 7 cái. Ôi, má ơi. Mã là gì? Tặng thảm Tết kèm số đoạn 99k em biếu các chị 7 cái thảm 7 Tết. 7 cái. Ok hiểu. Cho mọi người ơi. Ok chị ơi. Các chị lên cho em hoàn là gì mọi người ơi? Tặng thảm Tết kèm số đoạn. Mã sản phẩm cho em là? Tặng thảm Tết kèm số nào? Bao tiền các bác? 99.000 đồng 7 cái. 99.000 đồng em tặng 7 cái. Các chị để Tết ý, để ở bếp này, để ở nhà tắm, để ở phòng khách. Nói chung là thảm Tết để vào người ta lau chân ý mọi người. Xịn, đẹp, dày. Đấy, chống trơn trượt. Thảm Tết thật sự luôn, không mua ở đâu ra ngoài. Mua 35.000 một cái. Trời luôn. Em bán 99.000 đồng, các chị được hẳn 7 cái. 7 cái liền. Nó vào mười mấy nghìn một cái. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tặng thảm Tết kèm số nội. Chia sẻ livestream được chưa đơn? Tặng thảm Tết kèm số nội. Bao tiền em ơi? 99.000 đồng 7 cái. Em còn máy tạo oxy không? Máy tạo oxy mọi người nhắn tin vào. À quên, mọi người cứ mọi người hỏi nhân viên xem mình như còn mấy cái trên còn phòng mấy cái, đúng không? Đúng rồi chị ạ. Các chị ơi, đây là sữa rửa mặt không bọt gạo thái đúng không? Vâng ạ. Không có bọt, organic, an toàn, lành tính. Sữa rửa mặt gạo thái, tinh chất sữa gạo. Vừa trắng vừa mịn đúng không? Vâng ạ. Em tặng mọi người 55.000 hai tip sữa rửa mặt. 55.000 hai tip, trời ơi. Mã sản phẩm là gì? Sữa rửa mặt gạo thái kèm số nội. Bao tiền em ơi? 55.000 đồng hai tip. 55.000 đồng hai tip. Mã cho em là gì? Sữa rửa mặt gạo thái kèm số nội. 55k hai tip ai bán? Đây là cao bạch khổ của Thái. Nếu mà để nói thì bọn này phải gọi là phê chữ E kéo Thái. Chuẩn luôn. 992 lọ cao bạch khổ. Cao bạch khổ của Thái. Lên đơn cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Cao bạch khổ kèm số nữa. Cao bạch khổ Thái cách số điện thoại em lên đơn hàng thành công. 99k hai lọ cao bạch khổ Thái được chưa các bác? Ok. Mọi người nhìn cho em cao bạch khổ này. Cái này xoa bóp ông bà mình thích lắm. Ông bà mình cực kỳ thích luôn được chưa? Ok luôn. Lên cho em là gì mọi người? Cao bạch khổ Thái kèm số nữa. Em bán tặng các chị yêu với giá là 99.000 đồng. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Cao bạch khổ 99.000 đồng hai lọ cao bạch khổ hoạt lạc. Đau như mỏi xương khớp, đây bì chân tay, mũi đốt chấm cho em đúng không ạ? Vâng ạ. Cao bạch khổ của Thái nó tốt gấp mấy lần luôn cao bạch khổ các chị mua bình thường ở ngoài đúng không ạ? Của Thái chuẩn, bao giá toàn Việt Nam. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Cao bạch khổ Thái kèm số nào? Bao tiền? 99.000 đồng. Sao đấy? Hai lọ. Hai lọ. Rồi tiếp theo, các chị lên cho em mã sản phẩm bim bim khoai tây kèm số điện thoại. Bim bim khoai tây kèm số nội. Lên đơn cho em là gì mọi người? Bim bim khoai tây kèm số nội. Bim bim khoai tây của Myanmar không ngon mọi người nhìn em. Của Malaysia em xin lỗi, xuất khẩu ra tất cả các nước mọi người có thể nhìn này. Đủ các loại thứ tiếng luôn. Từ Thái Lan, từ gì ạ? Mà Myanmar, từ Bangkok, rồi là từ Philippines. Nó xuất khẩu ra rất nhiều nước. Đây là bim bim nổi tiếng. Cực kỳ nổi tiếng. Các chị lên đơn cho em đúng pháp là gì mọi người? Bim bim khoai tây kèm số nội. Bim bim
quay qua đây kèm số lại. Mua một hộp này rẻ ở ngoài 60.000. Đúng rồi chị ạ. 60-65.000 đồng một hộp. Một hộp đầy ngập luôn các chị ạ. Ngon lắm. Bim bim khoai tây các chị mua cho con mình ăn đi. Đấy mà chị em mình ăn cũng tốt, đừng ăn bim bim kia. Bởi vì ăn bim bim này tốt hơn nhiều. Comment cho em là gì mọi người ơi? Bim bim khoai tây kèm số nữa. 275.000 một thùng bim bim khoai tây. 14 hộp. Ra ngoài mua được 5 hộp là căng đúng không ạ? Em cho các chị mua 55.000 đồng đi, một hộp. Thì ra ngoài mua được 5 hộp là căng. Đúng rồi. Một thùng 14 hộp tính ra chưa đến 20.000 một hộp. Vâng, là rẻ. Chưa đến 20.000 này. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Bim bim khoai tây kèm số này. Bim bim khoai tây kèm số nào? Bộ lau nhà 138.000 đồng em không lấy lên cho chị bộ lau nhà xanh. Em bán tặng mọi người là bao tiền? 275 một thùng 20. 14. 14 hộp. Chưa đến 20.000 một hộp bim bim khoai tây chuẩn, xịn ngon. Bim bim khoai tây của Malaysia mà hàng này bán ở rất nhiều quốc gia, mà hầu như trong cái chuỗi gì ạ? Gọi là gì nhỉ? Lotte của Hàn bán rất nhiều bim bim này đúng không? Vâng. Bim bim bông già này này các chị ơi, lên cho em đúng cái nổi tiếng luôn. Ơi. Bim bim khoai tây kèm số này em bán tặng các chị yêu với giá là bao tiền mọi người ơi? 275.000 đồng một thùng. Em đổ ra ngoài mua, tại sao em không bán được hộp? Em rất là buồn bởi vì nó bị bẹp mất. Em phải bán cả thùng này cho các chị, mặc dù biết là nó hơi nhiều nhưng mà thôi, về mình chia nhau hoặc mình cứ cho con mình ăn đi, không sao cả, ok chưa? Lên cho em là gì mọi người ơi? Bim bim khoai tây kèm số này. Nước giặt ba ly đi em ơi, ok tình yêu mam, lên lên cho chị nước giặt ba ly em ơi. Ok bán đây 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 mọi người. Nước giặt ba ly kèm số này. Đây mọi người ơi, em tặng mỗi chị cái một lọ trị sẹo của Nhật, sẹo dạng da, sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo mụn trứng cá. Đừng để sẹo lâu ngày rỗ mết mặt rồi là thâm tay thâm chân, sẹo ngã xe, bất kỳ vết xước vết gì đó, kể cả vấn đề các chị bị sẹo lâu lắm đấy thâm đấy, các chị lên cho em mã sản phẩm trị sẹo Nhật đúng không? Trị sẹo Nhật các kèm số này là 120.000 một lọ, một típ. Em tặng mọi người là 99.000 hai típ trị sẹo. Quá Nhật là rẻ. Ok chưa? Các bác lên đơn hàng cho Hoàn là gì mọi người ơi? Chị sẹo Nhật kèm số loại 99.000 đồng 2 tip chị sẹo Nhật. Ok quá chưa? Rẻ luôn. Mã sản phẩm là chị sẹo Nhật kèm số loại. Ấn thích live stream. Chia sẻ live stream được chưa đơn? Chia sẻ live stream em để đấy cho chị với. À lắp cái cây lên thôi. Còn lại để trong hộp với chị với. 99.000 đồng 2 tip chị sẹo Nhật. Ok chưa? Ok chưa? Đưa chị thùng lên đây. Nước giặt ba ly kèm số điện thoại. Nước giặt ba ly kèm số điện thoại. Các chị ơi chuyển hết sang dòng đấy. Organic đi. Em khuyên chân thành đừng dùng dòng hóa chất nữa. Hóa chất độc hại gây ung thư. Cái này được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp nhãn organic. Không hóa chất độc hại, không gây ung thư. Ok chưa ạ? 82.000 một can 3 cân tư miễn cước vận chuyển. Vâng ạ. 82.000 đồng một can 3 cân tư miễn cước vận chuyển. Đi đơn một thùng 4 can. Và ai lấy một thùng 4 can em còn tặng thêm một phiếu bốc thăm trúng thưởng máy giặt. Mùng 1 tháng 1 bốc thăm đúng không? Vâng. Tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng máy giặt. Một thùng 4 can. 82.000 một can miễn cước vận chuyển đúng không ạ? Vâng ạ. Em sẽ đi đơn theo một thùng 4 can. Một thùng 4 can được tặng một phần quà không đồng. Đấy, được tặng một cho mọi người thêm một phiếu bốc thăm trúng thưởng máy giặt. Ok chưa ạ? Ok chưa? Biết đâu mình là người trúng thưởng máy giặt. Nước giặt ba ly cách số điện thoại em lên đơn hàng thành công. Em bán tặng mọi người bao tiền? Bao tiền em ơi? 82.000 một can. Miễn cước vận chuyển đúng không? Vâng ạ. Em cho các chị cái này. Em cái ủ của nó không còn à? Ủ. Thế thì thôi. Thôi mọi người lên cho em mã này là mã quà kèm số điện thoại. Quà kèm số điện thoại. Mã sản phẩm là gì? Quà kèm số điện thoại. Tặng quà kèm số điện thoại. Tặng quà kèm số điện thoại. Tặng quà các chị nhớ em này. Một lọ gì ạ? Tinh chất dưỡng tóc Olex của anh. Về dùng không sướng không lấy tiền, hương nước hoa vừa thơm vừa mềm vừa mượt tóc, vừa hết trẻ ngoạn. Ok chưa ạ? Ok chị ơi. Mẹ em đang dùng nữa luôn, em đang dùng luôn. Các chị ơi chỉ cần cho một lượng này thôi. Các chị ơi vuốt vào cái đuôi tóc thơm mềm hết trẻ ngọn. Đúng không ạ? Vuốt vào tóc nếu mà tóc ai nó bị xù quá, các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Quà kèm số. Ngày hôm nay em tặng mỗi chị một lọ dưỡng tóc anh, giá này chưa bao giờ bán này. 280.000 một lọ dưỡng tóc anh. Ok chưa? Ok chị ơi. Tặng các bác 95.000 đồng một lọ dưỡng tóc anh. 95.000 đồng cho em đúng phát là gì mọi người ơi? Tặng quà kèm số đợi. Dưỡng tóc Olex anh nó đẹp từ cái lọ cơ mọi người ơi. Xịn lắm. Nó xịn, nó đẹp từ cái lọ dưỡng tóc Olex của anh. Bao tiền mọi người? 95.000 đồng. Có ai bán lọ này 95 không ạ? Có mình. Hay là vào spa người ta tặng, vào salon người ta toàn bán cho các chị 650 đúng không ạ? Đúng rồi chị. Em bán mọi người bao tiền? 95.000 đồng một lọ. Dưỡng tóc này dùng sướng lắm mà lại thơm, khách nhận được chắc chắn thích. Bởi vì thực sự luôn giá rẻ, chất lượng, em mang các chị hàng xịn đẹp.
chất lượng đúng không ạ? Thơm. Eo ơi, xong là tóc nó mềm ơi là mềm luôn mọi người ạ. Mã này các chị comment cho em tặng quà. 280k em tặng các chị ngày hôm nay bao tiền ạ? 95.000 đồng. Chưa bao giờ có mã sản phẩm là gì? Quà tặng em số đó. Mã sản phẩm là gì? Tặng quà ngày hôm nay. Bao tiền em ơi? 95.000 đồng. Bao tiền em ơi? 95.000 đồng. Ôi, dép đi trong nhà này thề luôn nhá. 85.000 đồng 5 đôi dép đi trong nhà. Thao hổ đi. Đây này, dép đi trong nhà 85.000 đồng 5 đôi. 5 đôi liền. Đỡ lạnh chân đúng không? Vâng. Đỡ lạnh gan bàn chân là rất dễ ốm, viêm họng, đau họng, ảnh hưởng đến phổi. Các chị gan bàn chân lá phổi thứ hai. Các chị lên cho em 85.000 đồng 5 đôi dép đi trong nhà. Quá. Các chị ơi, đi luôn cả mùa luôn, xong vứt đi mùa sau mua mới. 85 có 85.000 đồng 5 đôi cả nhà đi. Lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Dép đi trong nhà kèm số là bao tiền mọi người? 85.000 đồng. 85.000 5 đôi, thả tim cho em phát. Ok chưa? Đây thả like cho em phát, các chị lên cho em cây lau nhà kèm số điện thoại. Cây lau nhà kèm số điện thoại. Cây lau nhà, tặng cây lau nhà. Các chị nhớ em này, các chị nghe giá xong mọi người choáng này. Các chị 50 cân gạo ST25 khi không còn chị ơi. Mã cho em là gì mọi người? Tặng cây lau nhà kèm số điện thoại. Đồng hồ về không lấy cho chị like. Khách thì đang đòi đồng hồ. Đồng hồ. Cây lau nhà xịn, đẹp, chất lượng như này. Có chế độ vắt luôn ở đây đúng không? Lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người? Tăng cây lau nhà kèm số rồi. Cái cây này mọi người ơi, inox này, đẹp này, xịn thích này đúng không ạ? Tặng cây lau nhà cả một bộ để vắt cho các chị như này luôn. Được chưa các chị ơi? Okay, lên đơn cho em là gì mọi người? Tặng cây lau nhà kèm số rồi. To nhờ em nhờ, hay năng. Em bán tặng mọi người cây lau nhà này 138.000 đồng một cây lau nhà. Quá rẻ luôn. 138 một cây gồm chổi, giá này ra ngoài chỉ mua được cái chổi thôi. Đúng rồi ạ. Lên đơn cho em là gì mọi người? Tặng cây lau nhà kèm số này. Sản phẩm cho em là gì? Tặng cây lau nhà kèm số này. Bao tiền? 138.000 đồng. Sự tắm ý dĩ nhật là phải lên màu xanh cho em nhá. Em có chữ màu xanh cho em. 138.000 đồng. Cái này mới ác này. Các chị ơi, đây là xịt chống hôi nách của Đức. Xịt chống hôi nách Đức. Chanel No 5 số 1 tại Đức. Và bọn này phải xếp vào số 1 trên thế giới về trị hôi nách luôn. Ok chưa? Đúng lắm. Chanel No 5 của Đức. Xịt chống hôi nách. Ui dồi, hôi này, mồ hôi mà thật sự kinh khủng. Ai bị thật nặng mọi người dùng nghe bọn này. Hết thôi nách đúng không ạ? Đấy, ngăn ngừa tiết mồ hôi lên đến 48 tiếng. Ok chưa? Ok. Lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người? Xịt chống hôi nách Đức kèm số nợ. Xịt chống hôi nách Đức. Nghe giá này. Tặng chưa bao giờ có này. Chưa bao giờ có. Các chị mua ngoài 400.000 đồng một lọ này. Vâng. Em hoàn tặng các chị tri ân này 115 dưới giá em nhập. 115 một lọ xịt chống hôi nách của Đức. Dưới giá em nhập luôn được không mọi người? Được luôn chị lên ơi. Lên đơn cho em hoàn là gì mọi người ơi? Xịt chống hôi nách Đức kèm số nợ. Mã sản phẩm là gì? Xịt chống hôi nách Đức kèm số nợ. Thảm dậm chân hình thú không chị? Có thảm hình thú đâu em ơi, thảm cute. Thảm cute. Đang hết chị mã ơi. Cho em là gì hết á? Vâng. Hết rồi chị ơi, mã sản phẩm là gì? Xịt chống hôi nách Đức kèm số nợ. Bao tiền? 115.000 đồng. 115 đồng. Gối tựa nhà em có đẹp không? Quá đẹp. Gối tựa kèm số thoại hàng đẹp, hàng chuẩn loại 1. Nó là gối gấm, nó không có hàng rẻ. Nó là gối ấm theo. Ok chưa? Ok chị ơi. Lên cho em là gì mọi người ơi? Gối tựa gấm kèm số loại 135.000 đồng. Em tặng các chị hai cái gối. Hai cái gì? Hai cái gối tựa gấm cơ. Tuyệt cơ là vơi. Các chị ơi, đã ai mua ra ngoài mua 160 mới được một cái này không ạ? Đúng rồi chị ơi. Em bán 135.000 đồng hai cái, nó là hàng gấm theo và rất đẹp. Tháo ra giặt được, nó không phải hàng may liền đâu. Sang, thích, sướng. Các chị lên cho em hoàn là gì mọi người ơi? Gối tựa gấm kèm số loại. Mã sản phẩm cho em là gì được ạ? Gối tựa gấm kèm số loại. Bao tiền các bác ơi? 135.000 đồng hai cái. 135.000 đồng hai cái gối tựa gấm. Các bác lên cho em đúng cú pháp là gối tựa gấm kèm số loại. Số điện thoại em hoàn lên đơn hàng thành công được không ạ? Được luôn chị hàng ơi. Giá toàn Việt Nam cho gối tựa gấm em tặng các chị yếu với giá bao nhiêu tiền? 135.000 đồng hai cái. Nhỏ mắt chống cận thị viễn thị của Nhật và tất cả các bệnh về mắt. Làm liền giác mạc bị tổn thương. Chứa thành phần nước mắt nhân tạo chống khô mắt, chống mỏi mắt. Nhỏ mắt chống cận thị của mắt. Đặc biệt là những ai mà bị cận thị, con mình bị cận thị cho nhỏ, mình bị khô mỏi mắt phải dưỡng đi. Chứ đừng để đến lúc nó mờ rồi, có tuổi rồi nó mờ rồi bắt đầu mới dùng. Ok chưa ạ? Ok lên cho em mã sản phẩm là gì? Nhỏ mắt chống cận thị kèm số loại. Cái hàng nó đi, cái ấy nó đi đâu ấy? Em bán tặng tất cả các chị yêu 1555 lọ. Ôi 1555 lọ nhỏ mắt chống cận thị viễn thị và tất cả các bệnh về mắt của Nhật. Của Nhật. Tầm này em đố ai bán mọi người 1555 lọ. Các chị ra ngay hiệu thuốc đi. Các chị vào đúng bệnh viện mắt Trung ương, cầm cái lọ này hỏi cho em mua một lọ y như này. Xem có đúng ở đấy bán 160.000 không ạ? 160.000 một lọ.
Một lọ. Ok chưa? Ok chưa? Em bán tặng mọi người bao nhiêu tiền? 155.000 đồng 5 lọ. Phải dưỡng mắt đi và nhỏ mắt saten của Nhật. Nhỏ mắt số 1 thế giới. Một sản phẩm nhỏ mắt mà người ta bảo là đến nước Nhật các chị nên mua. Trong đó có nhỏ mắt và trị sẹo đúng không ạ? Vâng ạ. Bao giá toàn Việt Nam. 3 sản phẩm, 4 sản phẩm mà đến Nhật nên mua đó chính là gì ạ? Dạ dày của Nhật này, trị sẹo của Nhật này, ấy nhỏ mắt saten của Nhật này, và một sản phẩm nữa đó chính là collagen của Nhật, là đến Nhật các chị nên mua. Ok đến chưa? Nhật, ok. Bao tiền mọi người ơi? 155.000 đồng 5 lọ. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Nhỏ mắt chống cận thị kèm số điện thoại. Các chị comment cho em hết nứt gót kèm số điện thoại. Hết nứt gót kèm số điện thoại. Người bán hàng đẹp lại yêu thật, em cảm ơn luôn. Đây là kem ngựa. Nứt gót, nứt tay, nứt chân, nứt bất kỳ đâu. Bọn này siêu trị nứt luôn, nứt nẻ. Các chị ạ, siêu trị nứt nẻ mùa đông này luôn. Kể cả nứt đầu ngón tay, nứt ngón chân, ngón nứt gót. Trời ơi các chị ơi, không khỏi hoàn tiền. Kem ngựa trị nứt gót, ok chưa ạ? Ok chị ơi. Nứt này, nẻ này, cực mạnh này. Đấy, cực nứt cực sâu này, trị hết luôn. Lại làm hồng gót chân, ok chưa? Ok chị. Chị nào mà gót chân bị chai, bị dày, mọi người bôi cho em gót chân, ok chưa? Ok chị. Lên cho em là gì ạ mọi người? Hết nứt gót chân kèm số điện thoại. Hết nứt gót kèm số điện thoại. Cho mỗi chị một lọ. Cho đi chị ơi. Nghe giá này. Nghe giá 49.000. 49.000 đồng lọ, tặng một lọ không được. Ui, quá rẻ. Bôi cho em hai lọ không khỏi hoàn tiền. Cứ không khỏi hoàn tiền. Được chưa ạ? Không khỏi nứt gót em hoàn tiền các chị được không? Ok chị ơi. Em cho mọi người bao tiền mọi người? 49.000 đồng 2 lọ. Mã sản phẩm là gì? Hết nứt gót kèm số điện thoại. Mã cho em là gì các bác ơi? Hết nứt gót kèm số điện thoại. Bao nhiêu tiền? 49.000 đồng 2 lọ. Nứt gót khô các chị dùng cho em với. Em bán tặng là 49.000 đồng 2 lọ. Hết nứt gót cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công xem chị cái này còn không em ơi. Okay, em tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? 49.000 đồng 2 lọ. Là gì mọi người? Hết nứt gót kèm số điện thoại. Bao tiền em ơi? 49.000 đồng 2 lọ. Thả tim cho em với. Collagen Nhật lên luôn đi chị Hoàn ơi. Collagen Nhật còn đúng không em ơi? Thùng lên ở đây này. Thùng ở chỗ cây phất trần ấy. Đấy, lên cây phất trần. Nhật. Nhưng mà từ đã, chị cho các chị diệt dán Nhật. Mùa này Tết nhất đến nhiều dán đúng không? Vâng ạ. Các chị mua ngoài 180 một hộp này, Hoàn cho các chị 135 2 hộp. 135 2 hộp. 135 2 hộp. Được chưa ạ? 135 2 hộp. Chị dán Nhật, diệt dán Nhật. Một viên này để vào góc bếp. Chả có con dán nào bán biến mảng đến bếp. Để 100 viên này vào trong tủ quần áo. Chả có con dán nào chui vào tủ quần áo cắn nhấm quần áo đúng không? Để thấy ở cái cống. Dán nó không đuôi vào mình. Đây là diệt dán Nhật, cái này nó giúp đuổi dán đi xa. Đấy, con dán nào ngửi lâu quá thì say lăn quay ra đúng không ạ? Vâng. Diệt dán của Nhật. Đấy, đây là viên diệt dán đuổi dán của Nhật, đuổi dán. Đấy, nhất là sợ lắm bếp mà Tết nhất mà có dán bò vào đồ ăn thì sợ lắm, kinh lắm các chị ạ. Không chịu được đâu. Em tặng mọi người nhà nào có dán thì mọi người cứ mua ngay cho em khoản này cho ngay em. Và luôn. Bọn này là diệt dán số 1 thế giới đấy ạ. Dòng này tốt lắm ạ. Lên cho em là gì mọi người ơi? Diệt dán Nhật, Nhật kèm số ạ. Em bán tặng các chị yêu với giá là 135.000 đồng 2 hộp diệt dán Nhật. 2 hộp diệt dán Nhật. Lên đơn cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Diệt dán Nhật kèm số điện thoại. Mã sản phẩm cho em là gì? Diệt dán Nhật kèm số điện thoại. Các chị comment cho em là cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Cái này em không lỗ này. Em thề các chị ngày mai em không đứng đây bán hàng nữa, được không ạ? Đấy, mã sản phẩm là gì mọi người? Cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Đấy, cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Cái này em không lỗ vốn, em không phải là em nữa. Cái này các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Cho lỗ vốn kèm số điện thoại, mã đầu tiên lỗ. Đó chính là mã C của Ai Đông. Chục hộp thôi. Của tập đoàn Ai Đông của Hàn đúng không? Vâng ạ. Kiểm lại chị luôn em ơi. Vâng, C Ai Đông Hàn. Cho lỗ vốn kèm số điện thoại, các chị nghe giá này. Một hộp này 100 viên uống hơn 3 tháng. C của tập đoàn Ai Đông hàng đầu Hàn Quốc, hàm lượng là 1.000mg đúng không ạ? Ngày uống một viên mở thâm sạm nám tàn hương đúng không? Vâng. Đấy, tăng sinh collagen elastin này. Và đặc biệt là tăng cường sức đề kháng vitamin C, nên uống hàng ngày nhất là mùa này đúng không ạ? Vâng ạ. Các chị nghe giá này. 100 người một hộp C. Quá rẻ luôn. Em nhập 140.000 đồng một hộp. 100 viên liền. Hôm nay em bán các chị 110.000 đồng một hộp C uống hơn 3 tháng. C của tập đoàn Ai Đông của Hàn, không phải C vớ vẩn. Chuẩn luôn ạ. C của tập đoàn Ai Đông Hàn Quốc, không phải C vớ vẩn, được chưa các bác? Ok ơi. Chị ơi. Mình lên đơn cho em là gì mọi người? Cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Mã sản phẩm cho em là gì các bác? Cho lỗ vốn kèm số điện thoại. Cho lỗ vốn kèm số điện thoại. C Ai Đông của Hàn bao nhiêu tiền? 110.000 đồng. C Ai Đông của gì em? Của Hàn. Của Hàn à. Tiếp theo.
siêu cấp ẩm pháp kèm số thoại. Siêu cấp ẩm pháp kèm số thoại. Chắc chắn ở đây chị nào người chơi hệ mỹ phẩm đã nhìn thấy cái lọ kem Neutrogen của Pháp rồi đúng không? Vâng ạ. Neutrogen của Pháp siêu dưỡng ẩm mùa đông dành cho ai mà da mà thiếu ẩm cực kỳ luôn đúng không ạ? Kể cả cổ, kể cả tay, kể cả mặt, nhưng bọn này chuyên dùng cho mặt. Siêu cấp ẩm Pháp. Đấy, các chị lên cho em là siêu cấp ẩm của Pháp. Cái này hàng hiếm lắm. Thi thoảng mới có một ít thôi ạ. Chị nào đơn đơn nhanh thì có, mà vấn đề là các chị không bao giờ mua được giá này. Các chị lên cho em mã sản phẩm siêu cấp ẩm của Pháp đúng không? Vâng ạ. Một lọ kem dưỡng ẩm Neutrogen của Pháp. Em tặng dưỡng ẩm cho mặt, bôi vào lớp cuối cùng trong chăm sóc da, nó như kem dưỡng ấy mọi người ạ. Em tặng mọi người siêu cấp ẩm Pháp nhé các bác nhá. Tặng đi chị ơi. 168.000 đồng một lọ kem của Pháp. 168.000 đồng. Này, chuẩn xịn 100%. 100%. Lên đơn cho em Hoàn là gì mọi người ơi? Siêu cấp ẩm Pháp kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Siêu cấp ẩm Pháp đưa kèm chị cái số máy loại. Chị với em ơi, máy mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Siêu cấp ẩm Pháp kèm số loại. Bao tiền các bác ơi? 168.000 đồng. Cú pháp là gì mọi người? Siêu cấp ẩm Pháp kèm số loại. Các chị nhớ em là tất cả các nền tảng, không có một nền tảng nào bán cái giá này luôn. Đúng không ạ? Okay, các chị nhớ ơi. Em mua ngoài 500-600.000 đồng. Siêu cấp ẩm của Pháp, một lọ kem dưỡng Pháp còn lâu các chị mới mua được. Thật sự đây ạ. Nếu không gặp em, các chị ra ngoài các chị mua giá rất là đắt. Siêu cấp ẩm của Pháp, kem dưỡng mặt ạ, cấp ẩm ạ. Đấy, khô ạ, nẻ ạ, nứt ạ. Rồi là bọn này vừa làm ẩm, vừa làm mềm, vừa là dưỡng trắng, sáng da, cấp ẩm cho da. Đấy, không bị nẻ, nứt, khô. Đấy, các chị lên đơn cho em là gì mọi người? Siêu cấp ẩm Pháp kèm số loại. Toàn sinh có nước tẩy trang loại nào không? Bioderma, xịn nhất đỉnh chóp rồi. Bioderma của Pháp đúng không? Vâng ạ. Tẩy trang Bioderma Pháp đúng không? Vâng ạ. Vấn đề nghe giá này. Nghe giá. 229 một lọ tẩy trang Bioderma. Bioderma của Pháp các chị nhá. Bioderma Pháp Bảo Quang ấy cho chị cái này với em ơi. Ok. Đấy, tải sẵn mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Mã sản phẩm là gì? Bioderma kèm số loại. Tẩy trang Bioderma kèm số loại. Còn nước rửa bát organic không em ơi, đưa chị với em ơi. Vâng ạ. Tẩy trang Bioderma kèm số loại. Của gì? Của Pháp. Bioderma, em đang dùng tẩy trang này, nói sai ngày mai không bán được hàng luôn. Cái tẩy trang này em dùng dày nhiều nhất trong tất cả các dòng tẩy trang. Còn lại thì em phải để dành thời gian để em test các mã tẩy trang khác của em bán. Đấy, còn lại thì nếu mà không test thì ví dụ em test tầm 5 ngày một tuần, sau đó là em lại quay trở lại em dùng cái này, xong em lại test loại khác, em lại quay trở lại em dùng. Ok chưa ạ? Ok chưa? Tẩy trang an toàn, sạch sâu. Các chị ơi, trừ những cái loại gọi là mascara siêu lâu trôi như lông chát thì mình phải ủ một tí, còn đâu bọn này một phát đi luôn. Trừ ví dụ như mascara lông chát mà em bán này là mascara siêu bền, siêu lâu trôi, không bị lem, không bị thấm nước này, thì nó khó trôi, nó là tẩy trang dạng kiểu là nó là mascara dạng lì, thì mọi người mới phải lấy cái bông tẩy trang thấm tẩy trang ủ một tí thì nó mới ra. Còn lại thì đúng một những loại khác là một phát đi luôn, đúng không ạ? Vâng ạ. Tẩy trang cái này thì thị trường 99% là hàng fake, nhiều lắm. Các chị tin em, các chị mua thật sự. Bioderma Pháp thị trường nhiều fake kinh khủng. Cực kỳ nhiều luôn ạ. Cực kỳ nhiều fake. Em bán mọi người, em cam kết mọi người chuẩn 100%. Tẩy trang Bioderma Pháp 229.000 đồng một lọ tẩy trang, được chưa ạ? Vâng ạ. Một loại này 500ml dùng được lâu lắm các chị ạ. Lên cho em là gì mọi người ơi? Tẩy trang Bioderma kèm số loại. Mã sản phẩm là gì mọi người? Tẩy trang Bioderma kèm số loại. Của gì ạ? Của Pháp các chị ơi. Bao nhiêu tiền? 229.000 đồng. Mascara nông chát nổi tiếng. Được gọi là mascara siêu lì mà không bọn nào địch nổi. Đang cực kỳ hot top top. Vấn đề em tri ân mỗi chị một lọ 98.000 mascara. Bọn này đồng. Nhá. Trời ơi, nó mỏng, nó nhẹ mà không ai phát hiện ra các chị chút mascara. Nó mỏng, nó nhẹ nhưng mà nó đen nhánh lên ấy, cái lông mi ấy. À lông khi mà mình chút ấy, nó đen, nó dài. Nhưng mà nó lại rất là mỏng mà không bón cục, dùng sướng lắm. Mascara nông chát đúng không ạ? Nhìn cái mắt nó tơi lắm. Đấy, nhìn mi nó tơi, nhìn cái mắt nó sắc nét hẳn luôn. Đấy, và rất là đậm, được chưa ạ? Em tặng kỷ niệm mọi người với giá bao nhiêu? 98.000 đồng. Nó không hề bị bón cục mà nó không làm kiểu là nó làm cái sợi mi của mình nó to ra đâu. Kiểu là nó, em không biết miêu tả kiểu gì. Siêu tơi, siêu tự nhiên. Em đang dùng cái này luôn. Nói sai ngày mai không bán được hàng, em đang dùng mascara nông chát, em bán luôn. Mascara nông chát nổi tiếng ạ. Đấy, mascara của Thái, nông chát của Thái đấy ạ, nổi tiếng luôn. Em bán tặng mọi người là 98.000 đồng. Các chị Tết nhất, các chị cũng phải có tí mắt, tí môi, tí son đúng không? Vâng ạ. Lên cho em là gì mọi người? Thái em mang hết để lên cửa hàng đi em ạ. Dạ. Đấy, cái này mang hết để lên cửa hàng. Vâng. Với là tất cả mẫu ấy, để chị xem, để chị check mẫu đây em ạ. Vâng. Rồi, các chị lên đơn cho em mã sản phẩm tiếp theo này. Cái này là giấy đa năng để các chị dùng Tết đúng không? Giấy đa năng. Chưa bao giờ có này. Chưa bao giờ có. Các chị lên cho em là tặng giấy đa năng.
tặng giấy đa năng kèm số loại. Sướng lắm, cái này thấm dầu này, lau này, ăn thịt gà luộc, xé lau giấy bình thường nó cứ dính giấy vào tay, nhưng riêng giấy này không bao giờ. Nó là giấy đa năng. Các chị để lau bếp rồi cả lau mồ hôi mạch nó cũng không rách. Mỡ dầu mỡ bắn trên bếp lau cho em sạch, lau bàn, lau nước, chạm vào nước nó còn không rách cơ. Giấy đây là giấy đa năng. Các chị thấm dầu dùng cực kỳ thích luôn. Ok chưa ạ? Mình lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Tặng giấy đa năng kèm số loại. Bình thường em bán mọi người là 125.000 đồng được một bịch này, mỗi bịch 360 tờ, mỗi tờ 2 lớp. Siêu dày, các chị về dùng thấm dầu sướng lắm. Cứ dùng thấm dầu đi, đừng dùng giấy bình thường mà thấm dầu. 125.000 đồng, 2 bịch đúng không? Vâng. Hôm nay nghe giá này, 125.000 đồng cũng 2 bịch. Vâng. Nhưng mà Hoàn tri ân riêng hôm nay thêm 6 bịch không đồng. 6 bịch không đồng. Dùng không sướng hoàn tiền. Đúng không ạ? Để hết tất cả ở dưới đi, đấy là mẫu chị còn test mà em. Ở dưới đã. Mã cho em là gì mọi người? Giấy đa năng kèm số loại. Đấy là mỗi loại là một thùng mẫu để chị test đã trước khi bán em ơi. Mã sản phẩm là gì? Giấy đa năng kèm số loại. Giấy đa năng cách số điện thoại. Bảo Quỳnh là em lên đơn hàng thành công. Bảo Quỳnh thôi. Em tặng mọi người là 1252 bịch, mỗi bịch 360 tờ. Bịch này to lắm. Giấy to của nó cũng to để mọi người thấm dầu ấy. Test nhất đến nay dán nem, dán niết nhiều dầu mỡ đúng không? Vâng. Bọn này sướng lắm. Hôm nay em tặng các chị yêu lỗ vốn luôn ý. Lỗ luôn. 1252 bịch tặng thêm 6 bịch không đồng nữa là 8 bịch to. 8 bịch liền. Em thề luôn, rẻ 360 tờ. Nó là giấy đa năng lau cực thích, các chị dùng cho em thử một lần, các chị nghiện. Cái là vời. Dùng thử cho em một lần, các chị sẽ nghiện luôn. Nghiện luôn là có thật. Mã cho em là gì mọi người? Giấy đa năng kèm số loại. Mã cho em là gì mọi người? Giấy đa năng kèm số loại. Nhưng mà cuộc đời phải ăn thử bánh canxi của Nhật. Bánh canxi Nhật. Bánh xốp bổ sung canxi cho trẻ em cao lớn. Tím tím ở dưới. Ở Anh Nhật đi, anh hay làm những cái dòng mà bánh mà cực kỳ tốt cho trẻ nhỏ cơ. Vừa bổ sung vitamin, vừa bổ sung canxi đúng không? Mã cho em là gì mọi người ơi? Bánh canxi Nhật. Bánh canxi Nhật. Không ngon không lấy tiền đúng không? Bánh xốp canxi Nhật cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công đúng không? Có mấy vị em ơi, mã sản phẩm là gì mọi người? Bánh canxi Nhật kèm số. Bánh xốp canxi Nhật. Em có vị Việt Quất này, em có vị yến mạch này, lúa mạch này, em có vị sô-cô-la này, và em có vị ca-cao, em có vị thêm vị rau củ nữa đúng không? Thôi đi, sô-cô-la, rau củ, ấy, ca-cao, ấy, Việt Quất và gì? Lúa mạch đúng không? Vâng ạ. 5 vị đúng không ạ? Vâng ạ. 5 vị bánh, mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Bánh xốp canxi Nhật kèm số riêng bánh bổ sung canxi không có giá rẻ. Bánh bổ sung canxi, bánh xốp bổ sung canxi không có giá rẻ, dễ ăn, người già cũng thế. Nhất là bà bầu, cái quả này bà bầu ăn tốt ngon, luôn. Thơm lắm. Trẻ nhỏ đúng không ạ? Vâng. Lên cho em là gì? Bánh xốp canxi Nhật kèm số loại. 259.000 đồng 3 gói bánh. 3 gói bánh quá canxi. Rẻ luôn. Lên cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Bánh xốp canxi Nhật kèm số loại. Ngon lắm. Không bị ngọt, bổ sung canxi. Ăn ngon nghiện, bổ sung canxi ăn bất cứ lúc nào. Ok, trừ okay. Buổi tối thôi. 259. Trừ trước khi ngủ thôi. Ăn buổi sáng là tốt nhất. Bánh xốp bổ sung canxi cho con nhà mình. Mà bác, bánh xốp này là bánh xốp nội địa Nhật nhá. Hàng chuẩn Nhật. Hàng luôn. Chuẩn nội địa Nhật nhá. Mọi người yên tâm, bánh này ăn thì nó phải gọi là tuyệt cả là vời rồi. Chuẩn không luôn phải suy nghĩ nữa rồi. Bánh bổ sung canxi cho trẻ, cho bà bầu, cho những người nào thiếu canxi, chị em mình thiếu canxi đau xương khớp đúng không ạ? Bánh xốp. Bánh xốp canxi Nhật kèm số. Em bán tặng mọi người bao tiền? 259.000 đồng. 259.000 đồng. Mấy gói? 3 gói. Thả tim em phát. Ủa, thả like em phát. Chia sẻ cho em phát nữa. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Bánh xốp canxi Nhật kèm số nào? Bao tiền anh em ơi? 259.000 đồng. 3 gói. Bánh nội địa Nhật. Mọi người nhớ em. Mỗi ngày ăn một cái, hai cái rồi đừng ăn nhiều. Ngon lắm. Có phải ăn nhiều không? À, trà diếp cá Nhật đúng không? Vâng ạ. Còn trà không? Không hết rồi, còn mỗi trà diếp cá Nhật. Cái này nhiều người lầm tưởng trà diếp cá nó bị tanh, không phải đâu. Đề đốc này, giảm mỡ bụng này, giảm mỡ nội tạng, trà diếp cá của Nhật này, điều hòa huyết áp này, mát này, không bị nóng này, không bị táo bón này. Nhất là uống rượu bia nhiều mình uống này, hoặc những ngày Tết ăn nhiều thịt thà, ngấy, ngán mình uống cho em đúng không ạ? Trà diếp cá Nhật, em đấu ai bán các chị là 1992 gói trà diếp cá. Mỗi gói là 60 gói nhỏ, tổng 120 gói bán có 199. Là các chị tính ra 1.000 một ngày các chị pha trà. Chuẩn luôn. Một ngày pha một gói này mà. Gói trà nhúng vào mà. Đấy, trà nhúng. Mà nó rẻ hơn bình thường. Tại vì bình thường là Việt Nam là đóng cái hộp nó chỉ có 20 gói thôi. Nhưng bọn này là 60 gói đúng không ạ? Vâng ạ. 2 gói được 120 gói trà diếp cá Nhật. Trà diếp cá của Nhật thì nổi tiếng rồi. Em không cần phải ca ngợi nhiều.
Em bán mọi người 1992 gói trà diếp cá Nhật. Uống trà này rất là ngon lắm, mọi người ơi thử đi. Ngon tốt. Ngon tốt. Và nhất là những ai bị trĩ, bị nóng trong ấy. Đúng rồi. Hay à, uống rượu bia nhiều ấy, cơ địa các chị bị nóng lên mụn lưng. Các chị uống nó còn hết cả mụn lưng cơ. Đúng rồi uống chị. Uống trà diếp cá Nhật thích lắm mọi người ạ. Mình lên đơn cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Trà diếp cá Nhật kèm số loại. Mã cho em là gì? Trà diếp cá Nhật kèm số loại. Trà diếp cá Nhật kèm số điện thoại bao nhiêu tiền? 199.000 đồng hai gói. Trà diếp cá Nhật Bản này. Đấy đúng là thật dược cực tốt này cho những bạn bị nổi máu nụn nóng trong này, hay bị lở miệng, thanh mọc, thanh lọc, mát gan, thải độc, viêm đường tiết liệu, đái buốt, còn chữa táo bón và giúp hạ sốt, cân bằng lượng nội tiết tố. Đấy cực tốt những người bị trĩ, giảm mỡ nội tạng đúng không ạ? Giúp vâng cân ạ bằng chuyển hóa. Đấy ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Đấy tốt lắm. Trà diếp cá Nhật 1992 gói. Ok chưa ạ? Tết nhất là có khách đấy là pha. Lên đơn cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Trà diếp cá Nhật kèm số loại. Mọi người? Trà diếp cá Nhật kèm số loại. Các chị nhá, các chị nên có chai nước hoa vùng kín đúng không? Vâng. Em nói thật luôn, cuộc đời chưa bao giờ mua được đâu rẻ này. 700.000 một lọ nước hoa vùng kín. Vâng ạ. HV gắm mâu hàng chuẩn chính hãng, chứa nano bạc kháng khuẩn đúng không? Hôm nay em tặng mọi người 199.000 đồng một lọ, tặng một lọ không đồng. Quá là nước hoa vùng kín có thể dùng làm nước hoa toàn thân, thơm lắm mấy cái trời ơi. Thích. Lại chứa ion bạc xịt vào đũng quần chip để kháng khuẩn đúng không? Vâng ạ. Kháng khuẩn. Lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Nước hoa vùng kín kèm số điện thoại. Nước hoa vùng kín cách số điện thoại. Em chốt đơn hàng thành công. Ngay livestream này hoàn tặng mọi người bao nhiêu tiền? 199.000 đồng. Mua một lọ tặng một lọ. 700.000 đồng. Hôm nay các chị được mua bao nhiêu? 199.000 đồng. Mua một tặng quan một. Trọng là tại sao em phải bỏ từ Feroli của Hàn em bán sang HP Glamo? Bởi vì dòng kia nó không chứa ion bạc. Đấy, dòng này chứa ion bạc thì khi các chị xịt vào đấy, cái ion bạc nó vẫn bám ở trên cái quần chip của mình. Kể cả các chị có bị da khí hư, nhưng ion bạc nó vẫn kháng khuẩn. Nó gì ạ? Giúp kháng khuẩn trên cái vùng ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập trong vòng 8 tiếng sau đấy nữa. Đúng không ạ? Chuẩn luôn. Em bán mọi người bao tiền ạ? 199.000 đồng. Mã cho em là gì? Mã sản phẩm. Em số hoa cùng kín kèm số thoại. Sắt bệnh viện Hàn. Sắt bệnh viện Hàn kèm số thoại. Các chị phải sốc khi mua được giá này. Lên đơn loát tất cả lại người xem chị em ơi. Okay. Mã cho em là gì mọi người ơi? Sắt bệnh viện Hàn kèm. Mã sản phẩm là gì? Sắt bệnh viện Hàn kèm số loại. Mã sản phẩm là sắt bệnh viện Hàn kèm số loại. Làm từ từ thôi, không lại ấn nhầm đấy. Cứ từ từ khoai khắc nhừ, không phải vội vàng đâu. Mã sản phẩm là gì? Sắt bệnh viện Hàn kèm số loại. Sắt bệnh viện Hàn riêng hôm nay này. Các bạn đặt tay dắt sắt vào bàn phím này, xem số lượng còn bao nhiêu em ơi. Ok chị. Một hộp này 90 viên uống được 3 tháng. Bà bầu chuyên cho bà bầu. Sắt bà bầu đấy các chị ạ. Hoặc là những người nào thiếu máu, thiếu sắt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sau mổ, sau phẫu thuật các chị bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu nên não. Đấy mọi người uống cho em sắt để bổ sung máu đúng không? Vâng. Bổ sung hồng cầu, giúp da mình hồng hào, tươi tắn hơn. Sắt bệnh viện Hàn, ôi giời 8 lọ mày đi. 8 lọ á? 8 lọ. Thế bán gì? Cho này, 299 một lọ đúng không? Vâng ạ. 100. 100. 39 một lọ sắt bệnh. 139.000 đồng. Em không lỗ mã này, ngày mai em nghỉ đi buôn, em còn 8 lọ rồi. 8 lọ nó đưa cho em bán lần sau đừng có thế nhá. 8 lọ cho bán lẻ chị nhá. 139.000 đồng sắt bệnh viện Hàn. Ok chưa ạ? Lên cho em đúng pháp là gì mọi người? Kiểm lại. Sắt bệnh viện Hàn kèm số đó. Cái này các chị comment cho em mã sản phẩm là gì chị ạ? Chị thâm nách thái chị kèm số. Chị thâm nách thái, bà nào bị thâm nách. Chị thâm nách luôn. Nhất là bây giờ mùa này đang mặc áo dài, chị trước đi. Đấy chị trước cho nó đỡ bắt nắng với cả cho nó hết thâm đi. Xong là đến mùa kia mình mặc áo 2 dây. Ok chưa ạ? Ok ạ. Lên cho em là chị thâm nách của Thái. Còn chị thâm lọ nách cả. Điên à? 79.000. 79.000. Kiểm số lượng của chị đi em ơi. Rồi ạ. Chị thâm nách. Chị thâm nách Thái kèm số này. 3 tiền em ơi. 79.000 nhá. Đấy, chốt đốt thôi nha em nhá. Ok ạ. Không không có lái đâu. Em đừng chốt nữa chị với nhá. Ok. Đừng chốt nữa, khuôn cá chép này sắp đến 2-3 tháng chạp rồi đúng không? 2-3 tháng chạp về các chị làm một đĩa kể cả Tết nhất, mâm cỗ ngày Tết mà có cái khuôn cá chép này. Đồ sôi sủng. Em bán mọi người khuôn cá chép 55.000 hai khuôn. Quá rẻ. Các chị làm khuôn xôi hoặc khuôn thạch. Vâng. Thì như này các chị thắp hương. Ấy mâm cơm mà tự nhiên có cái con cá chép, khuôn cá chép rất đẹp hơn công mông táo. Các chị cho hai hạt đỗ vào làm mắt là đẹp luôn rồi. Khuôn cá chép em bán mọi người 55.000 đồng hai cái khuôn cá chép. Chị yêu nào lấy mình lên đơn cho em là cái gì? Khuôn cá chép kèm số nước hoa vùng kín thơm lắm em ơi, dịch từ sáng chiều vẫn còn thơm, chị toàn dùng làm nước hoa cùng toàn thân. Quan trọng nó thơm nhưng nó tốt. Các chị ơi, các chị cứ xịt vào cái đũng quần chip ý. Hàng ngày, ngày nào cũng thế thành một thói quen. Sau này các chị không bị viêm nhiễm, không có nguy cơ gây ung thư cổ tử cung. Mình yên tâm, đúng không ạ? Vâng ạ. Mình lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi?
Khuôn cá chép kèm số loại. Mã sản phẩm cho em là gì? Khuôn cá chép kèm số loại. Em bán tặng mọi người bao tiền ạ? 55.000 đồng hai cái. Khuôn cá chép sắp đến ông công ông táo rồi, mua đi đúng không? Vâng ạ. Lì xì này em không bán lỗ, không phải là em. 50.000 50 cái lì xì. Ôi trời, dã man luôn. 50 cái lì xì bỏ ra 50.000. Các chị ơi, Tết lì xì bọn trẻ con nó không cần biết bên trong bao nhiêu tiền đâu. Chuẩn luôn. Nhưng mà nhận được những cái lì xì này chúng nó thích lắm, em thề, giống rất như con em thích luôn. Bản thân em có 3 đứa con, em so từ con em ra. Đấy, đây em ơi, chia sẻ cái này sang trang cá nhân của chị đi. Đấy, em tặng kỷ niệm mọi người, lên đơn cho em là gì mọi người? Lì xì cute kèm số. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người? Lì xì cute kèm số. Lì xì cute cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công, em bán tặng tất cả các chị yêu lì xì cute 50.000 50 cái, mic mẫu cho tất cả các chị yêu, được không ạ? À? Ok. Mic mẫu luôn. Em có sự en su ạ. Mic mẫu lên đơn là gì mọi người ơi? Lì xì cute kèm số này. Bao tiền ạ? 50.000 đồng 50 cái. Rẻ quá em nhỉ. Quá rẻ. 50.000 đồng 50 cái. Quá ok chưa? Luôn quần tất 6S hàng nhà em, hàng loại 1 chuẩn 3 tem. Chuẩn xị luôn. Dùng quần tất 6S nhà em không sướng không lấy tiền. Ấm nhưng mà nó lại nó rất là vừa phải đúng không? Vâng ạ. Ấy xong là nó lại còn nhìn rất là thon chân. Tại sao là người ta toàn mặc quần 6S vừa thật vừa thon chân. Nhìn chân rất là thon luôn. Ok chưa? Ok chưa? Quần tất 6S xin phép được tặng mọi người là 100. Hàng chuẩn loại 1 nhé. 129.000 đồng hai cái. Hai cái liền. Chuẩn loại 1 cho quần tất 6S luôn. Các bác lên đơn cho em đúng pháp là gì mọi người ơi? Quần tất 6S kèm số loại. Em bảo xóa bớt mã đi, có mỗi mã chị Thâm Thái cũng thấy hai mã là thế nào. Em tặng kỷ niệm, mai ngồi so đi nhá, xóa xóa mã đi nhá. Mai chị không like nhá. Mã cho em là gì mọi người ơi? Quần tất 6S kèm số loại. Quần tất 6S kèm số loại. 129.000 đồng hai cái quần tất 6S. Mua về mấy nữa đi, được không ạ? Vâng. Sọt nhựa đằng sau có bán không? Nó là kệ nhựa. Các chị lên cho em mã sản phẩm. Kệ nhựa xịn kèm số điện thoại. Kệ nhựa xịn kèm số điện thoại. Kệ nhựa xịn kèm số điện thoại to lắm để đựng cối tất này, khăn các thứ mùa đông này, hay là gì cho dễ tìm này, hoặc để trong nhà vậy. Nhà tắm này đựng quần áo bẩn lôi ra cho vào máy giặt. Ok chưa? Ok. Lôi ra cho vào máy giặt. Kệ nhựa xịn cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Kệ nhựa xịn Việt Nhật nhá, dòng nhựa xịn lắm. Nhựa rất là đẹp luôn mọi người ơi. Một cái kệ nhựa to để các chị để tất cả các đồ, nhất là nhà nào có con nhỏ ấy, các chị để ở đầu giường, các chị để khăn, để tất, để tã cho nó, để bỉm cho nó, tiện lắm. Ở bên ngăn bên trên này này thì mọi người có thể là gì ạ? Để mấy cái chai lọ thuốc của nó, được chưa? Nhà em còn nhiều nhà còn để khoai tây, cà rốt các thứ vào đây, hành tỏi vào đây này cho đỡ mốc đấy, cho thoáng. Và bên trên này để lọ, để gia vị, tùy các chị mục đích sử dụng thôi. Em bán một cái kệ này cho mọi người là 233.000 đồng. Ok chưa? Ok. Mọi người lên cho em là gì mọi người ơi? Kệ nhựa xịn kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Kệ nhựa xịn kèm số loại. Bao tiền mọi người? 233.000 một cái kệ nhựa xịn, được không các bác? Được. 233.000 đồng. Đấy, lì xì cute về con mình thích lắm, lôi ra nghịch cả. 233.000 đồng cái kệ nhựa xịn nhá, em đảm bảo không mua được đâu giá này đâu. Nếu các chị mua ngoài thì ít nhất phải tầm 400-380 đúng không ạ? Đúng rồi chị. Lên cho em là gì mọi người ơi? Kệ nhựa xịn kèm số loại. Em bán tặng các chị yêu bao tiền mọi người ơi? 233.000 đồng. Mã sản phẩm cho em là gì? Kệ nhựa xịn kèm số loại. Các chị comment cho em là tặng nước rửa bát 3 ly. Tặng nước rửa bát 3 ly kèm số. Em tặng các chị là 31.000 một chai miễn cước vận chuyển nước rửa bát 3 ly. Ok chưa? Mã sản phẩm cho em là gì mọi người ơi? Tặng nước rửa bát 3 ly kèm số loại. 31.000 đồng một chai nước rửa bát 3 ly và miễn cước vận chuyển tận nhà toàn quốc, toàn đơn, dồn với cái gì cũng miễn cước. Nước rửa bát 3 ly chuẩn xịn, organic, không hóa chất độc hại gây ung thư. Mọi người lên cho em hoàn là gì các bác ơi? Tặng nước rửa bát 3 ly kèm số loại. Mã sản phẩm thêm là gì? Tặng nước rửa bát 3 ly kèm số loại. Tặng nước rửa bát 3 ly, cách số điện thoại em nhận đơn 31.000 một chai và em miễn cước vận chuyển tận nhà toàn quốc, toàn đơn cho tất cả các chị yêu, được không các bác? Ok chị. Mã sản phẩm là gì? Tặng nước rửa bát 3 ly kèm số loại. Từ từ em tặng các chị combo xương khớp này, gồm sụn cá mập của Nhật đúng không ạ? Vâng. Và xương khớp của Nhật đúng không ạ? Vâng ạ. Glucosamin và sụn cá mập Nhật, combo xương khớp Nhật mà gọi là nổi tiếng thế giới, quá nổi tiếng top thế giới, bên Úc, bên Anh, bên Pháp người ta còn dùng. Combo gồm có sụn cá mập Nhật 390 viên đúng không ạ? Vâng ạ. Và glucosamin của Nhật 950 viên. Các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Sụn combo. Ai thích lấy combo thì lấy, mà ai thích lấy, ai mà bị khô khớp, thoái hóa khớp ấy, mà bị khô khớp, cứng khớp, vận động hay khập ấy, thiếu chất nhầy, mô sụn khớp, thoái hóa khớp thì mọi người dùng cho em glucosamin đúng không? Ai vừa bị đau, vừa bị viêm, vừa bị tổn thương khớp, vừa bị tê bì chân tay, vừa gặp tất cả vấn đề thì mọi người uống cho em cả bộ này, được không ạ? Được chị ơi. Glucosamin Nhật em đố tìm được một chỗ nào bán glucosamin Nhật tại thời điểm hiện tại giá rẻ nhé.
399 một lọ glucosamine Nhật, hàm lượng 1500 mg và nó có 900 viên, ok chưa? Ok chưa? Sụn cá mập Nhật em đố ai bán các chị tại thời điểm này 285.000 đồng một hộp. À 385.000 đồng, em xin lỗi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Sụn cá mập Nhật hoặc xương khớp Nhật kèm cái số này là 399, ok chưa? Ok chưa? Cái này là 385. Sụn cá mập và xương khớp của Nhật, combo dành cho những ai bị đau xương khớp. Hàng này hàng Nhật, hàng chuẩn của Orihiro. Mọi người yên tâm cho em là em bán cho mọi người hàng xịn nhá, hàng nhà thuốc của Nhật cơ, hàng bác sĩ kê đơn ấy. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Sụn cá mập Nhật hoặc xương khớp Nhật kèm hoặc số xương loại khớp Nhật. Xương khớp Nhật là glucosamine đúng không? Vâng. Lên cho em là gì mọi người? Sụn cá mập Nhật hoặc xương khớp Nhật kèm bà số loại. Bà nào chảy xệ muốn săn chắc muốn nở ra ấy, vừa điều hòa nội tiết tố nữ, vừa kích thích vòng một phát triển mà an toàn đấy, lại còn giúp điều hòa nội tiết tố nữ rất là tốt luôn nhá, lại còn giảm rụng tóc cơ, nở ngực BB của Nhật đúng không ạ? Vâng ạ. Em bán tặng tất cả các chị yêu nở ngực Nhật và kèm số điện thoại. Nở ngực Nhật kèm số điện thoại chưa bao giờ có nhá. 368 một lọ nở ngực Nhật 300 viên. À bà nào mà sau sinh mà ngực chảy xệ như quả mướp vắt ta được đằng sau ấy, uống vào cho nó săn chắc. Tội gì ạ, đi nâng ngực thì em nói thật luôn em cũng sợ lắm các chị ạ, không dám đi nâng. Mặc dù ngực em thì nó cũng không có mấy đấy, nhưng mà sợ lắm. Các chị ơi, uống nó cải thiện đáng kể luôn ấy ạ. À, tăng cường kích thước vòng 1, chống chảy xệ vòng 1, nhất là khi mà các chị có tuổi một tí là ngực là auto tự chảy đúng không? Vâng ạ. Em tặng mọi người với giá là bao nhiêu? 368.000 đồng một lọ gì ạ? Nở ngực BB của Nhật, ok chưa? Okay. Nở ngực BB Nhật và kèm số điện thoại, em lên đơn hàng công. Các chị nhớ em kem nẻ Pháp hộp to bản full size 250 ml. Kem nẻ của Pháp cơ. Em đố ai bán các chị giá này? 280.000 đồng. Hôm nay hoàn tặng kem nẻ Pháp bao tiền? Các tặng chị nhanh chân ơi. Kem nẻ chuẩn Pháp, nẻ nứt tay chân bôi hết vào cho em. Trẻ nhỏ bôi được tất luôn đúng không ạ? Kể cả tràm. Kem nẻ Pháp kèm số điện thoại, em lên đơn hàng thành công đúng không ạ? Mềm bôi cái thẩm thấu không bị nhớt nhờn đâu. Mã cho em là gì? Cái gì? Kem nẻ Pháp kèm số điện thoại. Có không? 99k một hộp. Lên mã là gì mọi người ơi? Kem nẻ Pháp kèm số điện thoại. Bao tiền một lọ kem nẻ Pháp? 99.000 đồng một típ. Mã sản phẩm là gì mọi người? Kem nẻ Pháp kèm số điện thoại. 99 một típ to vật vã, dùng cả mùa đông không bao giờ biết nứt tay, nẻ tay, khô tay, giáp tay đúng không ạ? Vâng ạ. Em đố ai bán các chị nẻ Pháp nữa giá này nhụt. Mã cho em là gì mọi người? Kem nẻ Pháp kèm số điện thoại. 280.000 hoàn tặng bao tiền? 99.000 đồng chị đi em ơi. 99k được không ạ? Được chị ơi. 99k một lọ kem nẻ Pháp. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người ơi? Kem nẻ Pháp kèm số loại live stream. Chia sẻ live stream được cho đơn chuẩn Pháp okay các chị ạ. Bao tiền mọi người? 99.000 đồng một tip. 99.000 đồng, ok chưa? Ok chị ạ. Nước hoa hồng toner tía tô, còn đúng toner còn tía tô thôi ạ. Không còn diếp cá nữa, toner tía tô là dành riêng cho da, toner của Nhật ạ. Vâng. Toner của Nhật dành riêng cho da khô. Đấy, khô, nám, sạm, tàn hương đúng không ạ? Vâng ạ. Toner dành cho da khô, cân bằng độ ẩm, cân bằng độ pH. Các chị lên cho em là toner tía tô. Toner tía tô kèm số loại. Nở ngực nhà hoàn chuẩn luôn hoàn ạ, dùng đến lọ thứ 3 tác dụng rõ rệt luôn. Ấy giờ lọ thứ 3 là còn chậm đấy. Đấy có những người á uống một lọ thôi bảo em ơi chị lúc nào cũng thấy căng tức khó chịu quá em ơi. Đấy nhưng mà cái cảm giác đấy nó chỉ một thời gian thôi các chị nhá. Đấy, nó kiểu nó bị căng ngực lên ấy các chị ạ, nó hơi căng lên một tí là các chị sẽ cảm giác hơi khó chịu. Có những người rất là nhạy, nếu mà các chị kết hợp với ăn được những cái loại quả dầu vitamin C tép căng ấy, ví dụ như là quýt, cam, bưởi và các chị uống cái nào cái nở ngực này thì hiệu quả mang lại càng lớn luôn. Ok chưa ạ? Ok chị ạ. Đấy các chị kiểm với chị nhá. Toner tía tô của Nhật em chi ân mọi người này 180.000 một chai đúng không ạ? Vâng ạ. 88.000 một chai. Quá rẻ. Toner tía tô Nhật 500 ml. Một chai này to lắm, dùng 6 tháng mới hết. Ai ra là rửa mặt xong là phải đổ ít toner ra tay này. Vỗ. Được chưa ạ? Vỗ lên mặt cho em. Cân bằng độ ẩm, sạch sâu thêm một lần nữa, giúp các bước chăm sóc da tiếp theo hấp thu được tốt hơn. Được chưa mọi người ơi? Vâng ạ. Lên cho em là gì mọi người? Toner tía tô Nhật kèm số loại. Toner tía tô Nhật kèm số loại. Ơi. 88.000 đồng một chai. 88.000 đồng đúng không? Vâng ạ. Em bán các chị rất là nhiều à. Và em còn một lọ toner nữa, toner này là dành cho mọi loại da. Toner này thì toner kiểm là nhất. Đắt, dòng toner là VIP của thế giới rồi. Các chị đã từng nghe đến Lancôme Pháp đúng không? Cả các chị đã từng sử dụng cả nước hoa Lancôme của Pháp đúng không? Son dưỡng của Pháp Lancôme em đã từng bán. Và đây là toner Lancôme Pháp. Em nói thật với các chị là những người nào săn mỹ phẩm còn chưa chắc đã săn được mã này. Chuẩn luôn. Mà giá rẻ như em. Mà có nghĩa là những hiệu mỹ phẩm lớn các thứ ấy, Việt Nam ấy, không săn được mã này.
Đây là toner Lancôme của Pháp, toner cho một loại, mọi loại da. Toner kia là toner tía tô của Nhật. Lancôme Pháp thì hãng rất nổi tiếng. Bọn này là toner dạng Essence. Nó vừa là toner, vừa chăm sóc da, vừa làm mềm, vừa căng bóng. Đấy, rất là tốt. Toner Lancôme của Pháp. Em còn ít, em tặng các chị này. 220k một lọ. Dòng này mà các chị mua tại Duty Pháp. Đấy, mua các Duty Hàn, Duty Pháp. Các chị không bao giờ mua được dưới giá 600.000 đồng một lọ toner của Lancôme. Em bán mọi người 220.000 đồng một lọ toner Lancôme của Pháp. Ok chưa ạ? Ok chị ơi. Dòng này là dòng toner dếp cá em hết rồi. Em bảo chỉ còn toner tía tô thôi mà. Nếu mà chị yêu nào mà da khô thì mình lấy tía tô. Còn ví dụ như các loại da khác hoặc là da khô cũng đều có thể dùng được. Đây là dùng cho mọi loại da. Dùng cho mọi loại da, không giống như loại kia đâu nhá. Mọi người lên cho em là gì mọi người ơi? Toner Lancôme kèm số loại. Mã này mới sốc. Hệ sớt giá bên kia đi. Mã này là kem ngày Hàn đúng không? Vâng ạ. Bôi lên trắng mịn, lên tông nhẹ nhàng, hồng hào. Nói chung là sướng lắm. Kem ngày vừa dưỡng trắng vừa mờ thâm sạm nám. Bộ kem ngày. Các chị nhớ độ em là mọi kem người phải bôi tái tạo kem dưỡng tái tạo ban ngày ấy. Mọi người phải bôi kem ngày và kem đêm riêng ra, đừng ai bôi chung. Ví dụ kem này em bán là kem ngày Hàn. Mọi người không được lấy để bôi ban đêm, được chưa ạ? Ok. Cái nào em bán ban đêm, mọi người đừng lấy để bôi ban ngày. Các chị chăm sóc da phải như thế cho em. Các chị có thể nhìn thấy cho em, một lọ kem dưỡng này ở bên Hàn đang bán 22.000 won. Nó khoảng đồng 500.000 tiền Việt Nam đúng không đúng ạ? Đúng rồi chị ạ. 22.000 won nếu mua về đến đây các chị phải tầm 600.000 tiền Việt Nam đúng không ạ? Vâng ạ. Các chị lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Kem dưỡng tái tạo da kèm số loại. Kem dưỡng tái tạo Hàn của Hàn dùng ban ngày nhá. Lưu ý này. Đấy, 600.000 đồng. Ngày hôm nay hoàn tặng mỗi chị yêu một lọ được không? Được chị 99 ơi. 99.000 đồng kem ngày. Ui. 99.000 đồng. Cần lên cho em là kem ngày Hàn là được. Okay. Kem ngày Hàn kèm số loại. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người ơi? Kem ngày Hàn kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Kem ngày Hàn kèm số loại. Kem ngày Hàn xem chị cái này còn bao nhiêu thỏi em ơi. Kem ngày Hàn cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công đúng không ạ? Em bán tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? Kem ngày 99.000 đồng. 99.000 đồng một típ đúng không ạ? Vâng. 99.000 đồng một típ. Các chị ơi, 99.000 đồng một típ kem ngày S2ND nổi tiếng. Đấy, rất nhiều diễn viên đại diện, các chị có thể xem bài đăng của em đã đăng rất nhiều diễn viên quay video và chụp kem dưỡng ngày Hàn. Đấy, các chị mua ở ngoài giá rất là cao. Cái này em ôm được lô thanh lý thôi ạ. Hết là hết luôn nhá. Các chị ơi, nếu mà hết các chị muốn lấy nữa nó cũng không có đâu ạ. Em bán tặng mọi người bao tiền ạ? 99.000 đồng một típ. Mã sản phẩm cho em là gì? Kem dưỡng ngày Hàn kèm số loại. Mã sản kem phẩm là gì ạ? Kem ngày Hàn kèm số loại. Bao tiền mọi người ơi? 99.000 đồng một típ. Tiếp theo là cái này là cái gì? Lột mụn đầu đen của Thái. Lột mụn đầu đen Thái. Ok chưa ạ? Ok chị. Kèm số điện thoại còn không đấy? Còn ạ, còn ít. Mã sản phẩm là gì? Còn bao nhiêu? Lột mụn Thái kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Lột mụn Thái kèm số loại. Em tặng các chị 79.000 đồng một lọ lột mụn. Lột mụn này lên hết mụn mũi một các thứ luôn. Các chị lên không cái lọ kia cơ kem dưỡng ngày cơ. À, lên cho em đúng pháp là gì mọi người? Lột mụn Thái kèm số loại. 79.000 đồng một típ lột mụn. Ai bị mụn đầu đen, mụn này lặn nhiều nó sẽ xước hết da bị thâm. Các chị dùng cho em quả lột mụn đầu đen này, được chưa ạ? Lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Lột mụn Thái kèm số loại. Em bán tặng bảo ấy thê bảo Tùng nhá. Bảo Tùng. Đấy, mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Lột mụn Thái kèm số loại. Lột mụn Thái kèm số điện thoại, em lên đơn hàng thành công, đúng không ạ? Em tặng bảo nó ấy luôn đi thì em tặng mọi người là 79.000 đồng một lột mụn Thái. Ok chưa ạ? Ok. Bao giá toàn Việt Nam. Đây là son mát chuẩn ao. Các chị dùng son mát rồi đúng không? Vâng. Màu đẹp nhất đúng không? Các chị lên cho em đúng pháp màu chili. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Son mát kèm số điện thoại. Tặng son mát kèm số điện thoại. Tặng son mát kèm số điện thoại. Em đố ai bán son mát được giá này. Đố luôn. Các chị ơi, đúng cái màu bản màu này. Các chị ơi, dùng Giáng sinh về tuyệt vời nhất luôn. Bảng màu đỏ. Ở đây là đỏ thuần đúng không? Dùng Giáng sinh tặng son gì? Tặng son mát kèm số điện thoại. Son mát chuẩn ao nhá. Em không bán fake đâu. Thị trường rất nhiều son mát fake đúng không các bác? Vâng. Lên cho Hoàn đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Tặng son mát kèm số điện thoại. Son mát chuẩn ao. Em tặng tất cả các chị yêu, mỗi chị yêu lấy cho em một thỏi. Bản màu chili rất đẹp. Mã sản phẩm là gì? Tặng son mát kèm số điện thoại. Tặng son mát nghe giá này. 200. 200. Bao nhiêu đây? 200. 255.000 đồng một lọ son mát chuẩn ao. Ừ. Quá rẻ luôn các chị ơi. Son mát chuẩn bảng màu chi. Các chị mua cái này em thề phải... luôn đánh lên không trẻ. Các chị ơi đánh lên không trẻ không rinh gái này nhìn rồi. Màu siêu đẹp luôn các chị ơi. Bản màu đẹp nhất của MAC. Đậm từ một lần quay. Bảng màu đẹp nhất của MAC đánh lên mịn lì sướng đời luôn. Tết nhất ấy Noel là phải có một cái thỏi son này.
Ok chưa ạ? Ok. Em hoàn bán tặng mọi người son mắt với giá bao tiền? 255.000 đồng. 255k được không các bác? Được chị ơi. Lên đơn cho em đoàn là gì? Tặng son mắt kèm số loại. Bao tiền các bác ơi? 255.000 đồng. 255.000 đồng được chưa mọi người ơi? Được. Bao giá toàn Việt Nam son mắt chuẩn au nhá. Bao giá toàn Việt Nam các bác, lên đơn cho em là gì? Tặng son mát kèm số loại. Này các chị ơi, các chị có thể lấy thẻ tập yoga để các chị tập này. Em tặng các bác với giá là bao nhiêu ạ? Tặng đi chị ơi. Em tặng các bác với giá là 88.000 đồng. 88.000 đồng. 88k một cái thảm tập yoga, được không ạ? Được chị ạ. 88.000 một cái thảm tập yoga. Lên đơn cho em là gì các bác ơi? Thảm yoga kèm số loại. 88k được không ạ? Tiếp theo găng tay hiu này, mùa lạnh dùng nhiều đúng không? Vâng. 55.000 đồng 4 đôi găng tay hiu cho các bác đi mùa lạnh. 55.000 đồng 4 đôi găng tay hiu cầm với chị với. Mã sản phẩm là gì? Găng tay hiu kèm số loại. Hôm nay em cho thêm đôi nữa, 5 đôi. 5 đôi liền. 55.000 đồng 5 đôi găng tay hiu. Về mùa này có cái Tết nhất, dọn nhà yên tâm không bị cái gì nó ăn tay đúng không? Vâng ạ. Đấy, dọn nhà, lau nhà, rửa bát, lau dọn tất cả các đồ trong nhà đeo găng tay vào. Hoặc các chị có thể giặt tã, giặt quần cứ thối cho con đúng không? Vâng ạ. Con nhà em là lúc nào cũng phải thi thoảng đấy, cũng có thi thoảng xón đấy. Các chị ơi, em tặng mọi người với giá bao nhiêu ạ? 55.000 đồng 5 đôi. 5 đôi găng tay hiu cực kỳ thích luôn. Về đeo vào rửa bát rất là thật, hay là giặt quần áo rất thật luôn, dọn nhà nhổ cỏ ấy, nhổ vặt cỏ cho rau hay là cấu rau đúng không ạ? Vâng ạ. Lên cho em là gì mọi người ơi? Găng tay hiu kèm số đoạn. 55.000 đồng 5 đôi. Hôm nay em tặng mọi người là bao nhiêu đôi? 5 đôi chị ơi. Mã sản phẩm là gì? Găng tay hiu kèm số đoạn. Bao tiền? 55.000 đồng 5 đôi. Tiếp theo các chị lên cho em giấy bỏ túi đúng không? Giấy bỏ túi em ơi, kèm số. Có khách đến này rất là tiện, dùng mỗi mâm 1-2 cái cuộn giấy bỏ túi này đúng không? Vâng ạ. Em còn rượu Vang Pháp chị ơi, rượu Vang Pháp em đang sale có 109.000 đồng một chai. Ủa, rồi. Rẻ. Rẻ lắm ạ, Vang Pháp chuẩn có túi đựng ạ. Đấy, Vang Pháp chuẩn có túi đựng nhá. Mình lên cho em là gì mọi người ơi? Giấy bỏ túi kèm số này. Giấy bỏ túi đây này, Vang Pháp chuẩn có túi đựng này. Em đang sale có 109 một chai thôi, chị lên đi và mua một thùng 6 chai ấy. Một thùng luôn ấy thì em miễn cước vận chuyển. Ok chưa ạ? Ok chị ạ. Rượu Vang Pháp nhà em không ngon, không chất lượng, không lấy tiền. Đây này, em bóc ra mà đây này. Các chị đấy, cứ quên này. Đấy, cứ quên chưa. Định bóc chưa ra lấy để uống. Để thì, cái nhá, khui. Thì lấy chị cái khui nhá. Ok chưa? Đấy, các chị nhớ em lên cho em là rượu Vang Pháp. Em bóc ra này, nó đẹp lắm các chị ạ. Nhưng mà em chưa có cái mở vang này. Đấy, phòng live không có, chắc phải bán cái vở mở vang mất. Đấy, tí nữa mai chạy về nhà lấy nhá. Em tặng mọi người với giá là 109 một chai. Mua một thùng 6 chai miễn cước vận chuyển cho ra Vang Pháp. Tết nhất là kiểu gì cũng phải có một chai vang đúng không các bác? Vâng. Mình lên cho em là gì mọi người ơi? Rượu Vang Pháp kèm số loại. Bao tiền? 109.000 đồng. Tiếp theo mọi người lên cho em là giấy bỏ túi đúng không? Giấy bỏ túi kèm số loại. Em tặng mọi người là 20.000 một bịch to này. Wow. Gồm 15 bịch nhỏ. Cái này em dùng bớt mất một tầng rồi. Đấy, 20.000 một bịch to gồm 15 bịch nhỏ. Cái này là dùng bớt mất một tầng rồi nhá các chị ơi. Chứ phải nó chỉ được bằng này đâu, được 15 bịch nhỏ. Mã cho em là gì mọi người ơi? Giấy bỏ túi. 20.000 một bịch to. Được 15 bịch nhỏ, em sẽ nhất đơn từ 5 bịch nhé em nhá. Vâng ạ. 5 bịch. Đấy, giấy bỏ túi này dùng rất là tiện, nhất là Tết hoặc các chị đi chơi đâu, đi picnic. Các chị bỏ một cái vào trong túi quần được, bỏ vào trong túi sách của mình cũng được. Tiện, cầm đi khắp nơi. Đấy, màu chili của MAC đẹp lắm luôn, chị toàn đánh màu này à. Ok tình yêu ạ. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người ơi? Giấy bỏ túi kèm số loại. Giấy bỏ túi hành lý sơn em còn đấy chị ơi. Mã cho em là gì? Giấy bỏ túi kèm số loại. 20k được 15 bịch, được chưa các bác? Được luôn ạ. 15 bịch liền, mã cho em là gì mọi người ơi? Giấy bỏ túi kèm số loại. Giấy bỏ túi kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công đúng không ạ? Vâng. Em bán tặng các chị yêu bao tiền? 20.000 đồng một bịch. 20.000 đồng một bịch đúng không ạ? Các chị lên cho em sữa đặc này là Tết nhất là pha cacao, pha cà phê nhiều đúng không? Pha Milo nhiều. Đấy, các chị có thể lấy lẫn với cả cái cacao này để các chị pha này. Đấy, các chị lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Sữa đặc kèm số thoại. 83.000 hai hộp, mỗi hộp 1 cân sữa đặc. Rẻ không các bác? Quá rẻ luôn chị ơi. 83.000. Em tặng hoàn tặng các bác là hai hộp, mỗi hộp 1 cân sữa đặc đúng không ạ? Vâng ạ. Các chị có thể pha với cacao của Đức. Cacao Đức này mệnh danh là cacao ngon nhất thế giới. Mà uống cacao thì tốt đúng không? Vâng ạ. Đấy, pha cacao nóng uống mùa này thì tuyệt vời. Cacao Đức em cho mọi người là 1992 hộp. Giá này em bán cacao Đức em thề mọi người không lãi. 1992 không lợi nhuận cacao Đức luôn. Không lợi nhuận luôn. Đấy, Milo của Úc ở ngoài đang bán 380.000 đồng tại các siêu thị. Milo Úc hoàn tặng mọi người cũng 199 một hộp Milo của Úc. Ô một cân. Trời. Một cân Milo. Em bán 199 em thề các chị em nhập về đây còn chưa được giá 199. Em tặng luôn các chị luôn.
Ok chưa ạ? Ok chị ơi. Đấy, lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Milo kèm số này 199 một hộp đấy, tăng chiều cao cho trẻ rất là tốt, tăng năng lượng, tăng hàm lượng canxi trong sữa mẹ nào có con. Mọi người cho em uống ngay Milo. Mã cho em là gì mọi người ơi? Milo kèm số này. Tặng các chị yêu với giá bao nhiêu? 199.000 đồng. Nhanh cầm cho chị. Tiếp theo các chị lên cho em là bột thông cống đúng không? Bột thông cống kèm số loại 85.000 đồng 5 lọ bột thông cống. 5 lọ liền. Lên cho em là gì mọi người ơi? Bột thông cống kèm số loại 85.000 đồng 5 lọ. 5 lọ giữ trữ trong nhà Tết nhất mà đông người về mà tắc cái thì thôi. Ai thông cho các chị giờ này đúng không? Lên cho em đúng cú pháp là gì? Bột thông cống kèm số loại bao tiền mọi người ơi? 85.000 đồng 5 lọ. 85.000 đồng 5 lọ. Lên cho em tặng ấm siêu tốc kèm số điện thoại. Tặng ấm siêu tốc kèm số điện thoại. Tặng ấm siêu tốc cách số điện thoại em để đơn. Tặng mỗi chị cái 99k. 99.000 đồng. Ú là trời. 99.000 đồng. 2,5 lít. 2,5 lít siêu to khổng lồ. Nấu lại còn nhanh nữa chứ. Nhanh dã man luôn. Lõi đồng nữa chứ. Bảo hành 1 năm nữa chứ. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người? Tặng ấm siêu tốc kèm số. Mã sản phẩm là gì? Tặng ấm siêu tốc kèm số loại. Bao tiền các bác ơi? 99.000 đồng. 99 cái ấm siêu tốc rồi, ấm cũ quá rồi, xấu quá rồi, Tết nhất rồi thay đi, ok chưa ạ? Okay. Ấm ở bên trong bị sủi hết đá vôi lên, uống toàn cặn kim loại. Đấy, thay đi cho em dùng ấm mới, ok chưa ạ? Lên cho em là tặng ấm siêu tốc. Cách số điện thoại em tặng mọi người với giá là 99.000 đồng. Cho em là gì mọi người? Tặng ấm siêu tốc kèm số loại. Tiếp theo các chị lên cho em là tặng tăm nước. Tặng máy tăm nước kèm số loại. Hallelujah, đúng không? Đấy, cái này thì máy tăm nước đẹp xịn rồi. Các chị mua ngoài 700-800 nghìn cái máy tăm nước. Mình lên cho em là tặng máy tăm nước. Tặng máy cách tăm số điện thoại nhận đơn rồi. Hàng đẹp lắm các chị. Ôi rơi hết rồi. 4 đầu tăm. Đấy, bây giờ là người ta dùng tăm nước rất là nhiều. Đấy, để cho đỡ chảy máu chân răng, đỡ bị viêm lợi đúng không? Rơi rồi em kìa. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tặng máy tăm nước kèm số. Tặng máy tăm nước có 4 đầu tăm, đây đầu rơ nữa các thứ đầu. Đấy các chị ơi. Đây các chị ơi, mọi người dùng đầu nào mọi người lắp vào cho em sạc pin mang đi khắp nơi đúng không? Vâng ạ. Bỏ nước xuống dưới này. Tặng máy tăm nước em cho nốt mọi người 149 một cái máy tăm nước. Quá rẻ luôn, chưa bao giờ có luôn. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Tặng máy tăm nước kèm số nào? Bao tiền các bác? 149.000 đồng. 149.000 cái máy tăm nước được chưa mọi người ơi? Ok chị ạ. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Tặng máy tăm nước kèm số điện thoại. Tặng máy tăm nước kèm số điện thoại. Ôi chị mua cái ấm siêu tốc thủy tinh nhà Hoàn dùng mấy năm rồi à? Em cảm ơn chị yêu. Bao tiền mọi người? 149.000 đồng. 149k, ok chưa ạ? Ok chị ạ. 149k nhé mọi người ơi. Các chị ăn ngay cho em cái ô mai cherry Việt Quất này đi. Ôi trời ơi. Hàng ngon, hàng ngon lắm. Thật sự luôn. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Mã sản phẩm là gì? Ô mai cherry Việt Quất kèm số. Cherry cũng ngon mà Việt Quất cũng ngon. Ô mai cherry Việt Quất gói còn gói hơn 4 lạng, gần 5 lạng. Gói hơn 4 lạng ô mai đúng không? Vâng. Nhiều lắm mà ăn tiện. Đấy các chị ơi, tiện lắm các chị ơi. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Ô mai cherry Việt Quất kèm số. Ô mai cherry Việt Quất kèm số lạng. Không ngon không lấy tiền. Ngon lắm. 149 hàng nhé em, hàng loại 1, không bị chảy nước tí nào, giòn ngon, hàng mới luôn. Không bán hàng loại 2. Cũ đúng không ạ? Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Ô mai cherry Việt Quất kèm số lạng. 149.000 đồng 3 gói. Ba gói. Hôm nay tặng thêm 2 gói không đồng nữa, 5 gói. 5 gói. Quá là 149 5 gói ô mai cherry Việt Quất có ai bán không bác? Mã cho em là gì các bác ơi? Ô mai cherry Việt Quất kèm số. Ăn Tết cho đỡ ngấy đỡ ngán đúng không các bác? Ăn Tết còn rong biển không? Em lên rong biển cho các chị đi. Rong biển ăn liền đi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Ô mai cherry Việt Quất kèm số. Mã là phẩm ấy. Ô mai cherry Việt Quất em bán tặng bao tiền? 149.000 đồng mua 3 tặng 2 các chị ơi. Mua 3 gói tặng 2 gói không đồng, ok nhá. Mã sản phẩm cho em là gì? Ô mai cherry Việt Quất kèm số thoại. 5 gói. 5 gói siêu nhiều. 149 5 gói ăn ngon, chua chua, ngọt ngọt. Ăn chống ngấy, chống ngán ngày Tết đúng không các bác? Vâng ạ. Lên cho em mã này là rong biển ăn liền đúng không? Rong biển ăn liền kèm số thoại. Các chị rước vào đúng cái rong bô rung này cho em ở. Nó bán trên tất cả các web trên thế giới đúng không ạ? Vâng ạ. Rất cả các nước, rất nhiều nước luôn. Các chị search một cái là nó sang luôn. Rong biển ăn liền. Cái này về cuốn cơm cho con mình ăn, con này em nghiện, Huệ lấy cái video con này chị ăn một okay. Phát, một phát thôi, 3 gói luôn, ok chưa ạ? Về cuộn cơm cho con này mình ăn, rong biển ăn liền và kèm số điện thoại, em lên đơn hàng thành công đúng không ạ? Chị yêu nào chưa chia sẻ, mình ấn em nút chia sẻ được không? Đây. Chưa tả tim, ấn em nút tả tim được không? Cởi em ăn không? Giòn nhỉ? Ngon nhỉ? Thơm, đậm vị dã man. Mã sản phẩm là gì? Rong biển ăn liền kèm số thoại. Rong biển. Rong biển ăn liền kèm số thoại. Em tặng tất cả các chị yêu rong biển ăn liền. Chưa bao giờ có luôn đúng không ạ? Vâng ạ.
các chị mua dòng này ở ngoài rất đắt. Với mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Răng biển ăn liền kèm số loại. Hộp màu xanh nước biển đúng không? Vâng ạ. Nghe giá này, 299.000 đồng một thùng. 72 gói. 72 gói ăn tàu. Đẹp bồ. Mã sản phẩm cho em là gì các bác ơi? Răng biển ăn liền kèm số loại. Mã sản phẩm đó. Răng biển ăn liền kèm số loại. Bao tiền mọi người ơi? 299.000. Đặt đơn hàng 10 ngày rồi chưa nhận được, chị comment cho em là kiểm tra đơn hàng, mai các bạn gọi lại nhá. Bao tiền các bác? 299.000 đồng. Mã cho em là gì mọi người? Răng biển ăn liền kèm số loại. Răng này ăn không ngon không lấy tiền. Bán cả Philippines, bán cả Hàn, bán cả Anh, bán cả Úc, bán rất nhiều nơi. Đấy răng biển này, đấy bản thân dân Hàn người ta cũng đang sử dụng luôn. Giờ một dòng răng biển xịn sò cho các chị yêu mà em bán giá rẻ không mọi người? Quá rẻ. Có ai mua được răng biển này 299 một thùng 72 gói không? Lấy đâu ra? Các chị cho con mình ăn tẹp bô đi. Mà ăn này nhiều sắt, dầu canxi, dầu chất xơ, chống táo bón. Nhất là những đứa trẻ nào mà lười ăn rau ấy. Đúng rồi. Xong nó không hấp thu được. Các chị cho ăn cái này bổ sung chất xơ, đúng không ạ? Ok. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Răng biển ăn liền kèm số loại. Em bán tặng mọi người bao tiền? 299.000 đồng. Mã sản phẩm là gì? Răng biển ăn liền kèm số loại. Bao tiền em ơi? 299.000 đồng. 299.000 đồng. Được không ạ? 299.000 đồng. Một bộ dầu gội sữa tắm của Nhật. Em tặng các chị 175.000 đồng. Sao bữa nay rẻ thế? Dạ vâng các chị ơi. Hôm nay thì toang luôn rồi. Hôm nay cái gì chả rẻ, có cái gì đắt đâu các chị. Hôm nay là từ đầu like đến giờ có cái gì đắt đâu. Cái gì cũng rẻ, cái gì cũng sale. Milo Úc còn 199.000 đồng một thùng cơ mà. Không thể tin được. À một hộp cơ mà, một cân cơ mà. Đúng không ạ? Ca Cao Đức còn 199.000 hộp cơ mà. Có cái gì đắt đâu, 299 một thùng đúng không ạ? Vâng ạ. Bao giá toàn Việt Nam. Mọi người lên cho em đây là bộ dầu gội đầu và sữa tắm của Nhật đúng không? Tặng chồng kèm số loại. Các chị tặng chồng một dầu gội đầu siêu trị gầu của tập đoàn Pharmacity nổi tiếng về hóa mỹ phẩm nam hàng đầu Nhật Bản. Và một chai sữa tắm. Đấy chị mụn lưng. Đấy rong biển này quá ngon luôn, chị vừa nhận được à. Em tặng mọi người 175.000 đồng hai lọ. Hai chai lọ. Chị có thể lấy hai dầu gội, hai sữa tắm hoặc lấy mix cho em. Muốn lấy như nào cũng được. Mình lên đơn cho em đúng cú pháp là gì? Tặng chồng kèm số loại. Sản phẩm là gì? Tặng chồng kèm số loại. Em bán tặng các chị với giá bao nhiêu tiền ạ? 175.000 đồng hai chai. 75.000 đồng hai chai. Các chị comment cho em mã sản phẩm là chip lụa cao cấp kèm số loại. Chip lụa cao cấp kèm số chip loại. Chip này thì là chip đẹp nhất nhà em. Chip này thì đẹp thích nhất nhà em rồi. Comment cho em là gì mọi người, để chị cái gì cao lên tí nào. Chip lụa cao cấp kèm số loại. Chip lụa cao kèm số loại. Chip lụa cao cấp kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Ủa, em thề luôn. Lắm. Cái chip này thì chip đắt. Bình thường bán lẻ tại ngoài cửa hàng là 120 cơ. Đúng rồi. Cái này ngày xưa mà nhập xỉ thôi đã 400.000 một lố rồi nhá. Cái hàng này là hàng VIP nhất nhà em và không hàng nào vượt qua được. Chip lụa cao cấp này các chị mặc thử đi ạ. Em thờ nói thật luôn là cái dòng này là dòng đỉnh chóp nhất rồi. Và dòng này em đắt nhất rồi, chưa bao giờ có một lố nào đắt như loại này. Chuẩn luôn. Nhưng mà nó là hàng lụa, các chị mặc gọi là phê. Lòi tòi phòi là có thật nhá, thích lắm. Ghen bụng nhẹ nhàng mọi người ơi, mà mặc sướng lắm. Chất liệu lụa mặc mềm đúng thật như như không mặc luôn ý. Mã cho em mềm là gì các bác ơi? Chip lụa xịn kèm chip lụa cao cấp kèm bán đẹp stand nga em ơi. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Chip lụa cao cấp kèm số bảng màu em thề với các bác này, toàn màu đẹp rồi. Lấy từ trong túi ra không một nếp nhăn. Nó chất liệu lụa không bao giờ nhăn xù mặc xiết. Mặc phê lắm. Mặc bao phê luôn, từ cái màu đen của nó là đen cực đẹp luôn. Chuẩn luôn. Được không ạ? Ok. Phát lên cho em đúng pháp là gì? Chip lụa cao cấp kèm số loại. Chip lụa cao cấp đảm bảo chưa bao giờ mua được một lỗ chip đẹp như này và rẻ như này. 220.000 đồng một lỗ chip. 10 cái các chị ạ. Đủ size cho 40 cân đến 80 cân em cũng có luôn. Ok chưa ạ? Ok. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Chip lụa cao cấp kèm mã số loại. Mã sản phẩm là gì mọi người? Chip lụa cao cấp kèm số loại. Chất gọi là không có gì phải suy nghĩ luôn. Bảng màu trời ơi nó đẹp. Đẹp luôn. Màu hồng của nó nhưng không phải hồng xấu hồng ông lên đâu. Ok hồng. Chưa ạ? Quá đẹp. À Hà Nội ngày mai chắc chưa nhận được hàng đâu. Mai bọn em mới đóng gói mà chị ơi. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Chip lụa cao cấp kèm số loại. Nhìn cái màu xám bạc. Đẹp dã man. Lên đâu cho em là gì? Chip lụa cao cấp kèm số loại. Bao tiền đấy người ơi? 220.000 đồng 10 cái. 220.000 đồng 10 cái. 220.000 đồng 10 cái đúng không? Vâng ạ. Tiếp theo các chị ơi lên D3 Úc. D3 Úc. D3 của Úc. Cái này dành cho bé đây này. D3 bé nào bị thiếu canxi còi lớn này, đêm mất ngủ trằn trọc này. Đấy hay khó ngủ hay khóc đêm hay khóc dạ đề này. D3 này dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Nhỏ cho nó đấy 0.5 ml đấy. Lên cho em là D3 Úc đúng không? Vâng. Hàng Úc chuẩn, Otilin nổi tiếng, D3 Otilin nổi tiếng. Em thề luôn ra ngoài, ngày xưa em chưa bán hàng, em toàn mua 280. Em bán các chị 119.000 đồng một hộp D3 Úc. Quá là rẻ luôn. Lên đơn cho em là gì mọi người? D3 Úc kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? D3 Úc kèm số loại. D3 gì? D3 Úc kèm số loại. Em tặng các chị với giá bao nhiêu tiền? 119.000 đồng. 119.000 đồng.
Huệ mang cái phấn tươi BTS đây chị cho lốt khách. Ok chị ạ. Cho phấn tươi kèm số điện thoại. Cho phấn tươi kèm số điện thoại. Cho phấn tươi BTS, phấn phấn này dùng cực sướng luôn, lên tông màu thật thật sự luôn, không ai phát hiện ra anh phấn luôn. Bản thân em có một hộp này, dùng sướng lắm. Các chị lên đơn, Huệ kiểm cho chị xem còn nhiều không để chị còn biết giá cách chị bớt cho khách. Ok. Ít rồi thì chị cho nốt. Nhiều nhiều tí thì các chị ơi, phấn tươi BTS giá gốc 1,2 triệu một hộp tại Hàn. Đây là phấn nổi tiếng do nhóm nhạc BTS đại diện thương hiệu. Ok chưa ạ? Ok. Em còn đúng 2-3 hộp, chị nào lên đơn nhanh thì có. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Phấn tươi BTS kèm số điện thoại. Phấn tươi BTS kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Nghe giá này, 1,19 một hộp phấn tươi. 119.000 đồng. Các chị ơi, Tết nhất phải có tí phấn vào đúng không? Che phủ khuyết điểm tốt. Đây, mà lại còn lên tông nhẹ nhàng, tự nhiên, không ai phát hiện ra anh phấn. Lên cho em đúng cú pháp là gì các bác ơi? Phấn tươi BTS kèm số điện thoại. Không thể em không bán nửa thùng ạ. Bình thường em bán là 345 rồi. Bây giờ em bán các chị có 299 một thùng rồi. Hóa rẻ rồi. 100 bao nhiêu ạ? 119.000 đồng. Một hộp phấn tươi của BTS chuẩn hóa Hàn. Là rẻ luôn. Bọn này các chị sang bên Hàn cũng không mua được giá này. Hàng em ôm lô thanh lý từ đợt trước ấy chứ. Đấy, từ đợt trước ấy chứ. Bây giờ em còn sót lại bao ít, em tặng nốt thôi. Mã sản phẩm là gì mọi người? Dưới cả giá nhập em luôn ấy. Lên đơn là gì mọi người? Phấn tươi BTS kèm số điện thoại. Phấn tươi BTS kèm số điện thoại. Bao tiền các bác ơi? 119.000 đồng. 119.000 đồng. Các comment cho em là gì? Tế bào gốc mắt tươi đúng không? Tế bào gốc mắt NMN, em xin lỗi. Tế bào gốc mắt NMN của kèm số điện thoại để dưỡng vùng da mắt. Đấy, đỡ vết chân chim, mờ thâm mắt, bọng mắt, quầng thâm mắt đây. Tế bào gốc mắt NMN của Nhật đây. Các chị nghe giá em cho xong choáng. Mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Tế bào gốc mắt NMN kèm đánh số điện thoại lắm. Chị có hai lọ à? Ok tình yêu. Đây mọi người ơi, mọi người sẽ bóp cho em. Mọi người xoay sang đây. Đấy, xoay sang đây là mở xong mọi người bóp ra cho em. Thôi à, mình massage vùng mắt này đúng không ạ? À? Vâng ạ. Tế bào gốc mắt NMN của Nhật. Một tip này các chị dùng gần 1 năm mới hết. Siêu lâu. Các chị luôn. Nghe giá em tặng mỗi chị một tip tế bào gốc mỗi mắt NMN. Mỗi chị một tip. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Tế bào gốc mắt NMN kèm dầu số điện thoại. Em sắp về ạ. Em tặng tế bào gốc mắt NMN này. Tặng 119 có ai bán không? Ui. Mã sản phẩm là gì các bác ơi? Tế bào gốc mắt NMN kèm số điện thoại. 119 một lọ tế bào gốc mắt NMN. Mã sản phẩm là gì? Tế bào gốc mắt NMN kèm số điện thoại. Bao tiền em ơi? 119.000 đồng. 119 nồi chiên 20 lít em like rồi, chị báo nhân viên dồn cho nhá. Nồi chiên 20 lít, mã sản phẩm là gì? Tế bào gốc mắt NMN kèm số điện thoại. Đến giờ uống collagen của chị rồi em ơi, mã sản phẩm là gì? Tế bào gốc mắt NMN kèm số điện thoại này. Đúng không? Thải độc chân giải cứu đúng không? À quên, nhầm, cao dán giải cứu. Đau lưng đau vai dán vào. Cái dán giải cứu em còn ít. 99.000 đồng 7 hộp cao dán giải cứu. 99.000 đồng. Dán vào lưng đau. 7 hộp. Đấy, đau lưng tê bì chân tay tím đâu, đau đâu, mỏi đâu, nhức đâu dán đấy cho em được không ạ? Vâng ạ. Lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người ơi? Tế bào gốc cao dán giải cứu cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Em bán tặng mọi người là 99.000 7 hộp cao dán giải cứu. 99.000 đồng. Hàng nội địa Bắc Hà dùng sướng cực luôn. Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Cao dán cổ vai gáy kèm số điện thoại. Cao dán cổ vai gáy ạ, giải cứu ạ. Rồi các chị ơi, collagen Nhật, collagen Shiseido Nhật, collagen rồi top 1 rồi. Top những dòng collagen tốt nhất trên thế giới rồi. 20 năm nay rồi các chị ơi, lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Collagen Nhật kèm số điện thoại. Collagen The Shiseido của Nhật. Các chị ơi, phụ nữ mình muốn đẹp, muốn trẻ bắt buộc phải bổ sung collagen. Các chị nhớ thiếu hụt collagen nó còn chảy xệ cả ngực, chảy xệ cả mặt, chảy xệ cả vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng mông cũng chảy. Đấy, tay chân chảy xệ đúng không ạ? Đứt gãy các liên kết collagen. Mọi người phải uống cho em collagen Nhật và thực sự luôn. Các chị đi khắp Việt Nam xem có ai bán ra. Này Hằng ơi, làm cái gì đấy Hằng? Mã cho em là gì mọi người ơi? Collagen Nhật kèm số điện thoại. Collagen Nhật cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công đúng không? Vâng ạ. Em tặng mọi người collagen Nhật với giá bao tiền đấy các bác ơi? Tặng đi trời ơi. 345 một hộp. 650 một hộp, em tặng mọi người là 345 một hộp collagen Nhật. Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bếp nướng săn hao em còn chị ơi. Mã sản phẩm là gì? Collagen Nhật kèm số điện thoại. Bao giá toàn Việt Nam, mã cho em là? Collagen Nhật kèm số điện thoại 345.000 đồng một hộp. Tốt cho da, tóc và móng các chị ơi. Tốt cho cả tế bào não, giác mạc mắt, xương khớp, dây chằng, thành mạch máu. Thiếu hụt collagen còn sơ vữa động mạch và đến vỡ mạch máu đúng không ạ? Vâng. Rất nguy hiểm luôn. Và collagen các chị phải bổ sung vào đầy đủ thì các chị mới trẻ lâu được, nó mới hạn chế được nếp nhăn. Không có collagen, thiếu collagen cái là nhăn ngay. Và chăm sóc bên trong, bên ngoài chưa đủ, phải bắt buộc phải uống collagen từ bên trong.
Đấy, và càng hiện đại thì người ta càng cần collagen. Collagen Nhật 345.000 đồng một hộp. Ok chưa ạ? Ok một chị ơi. Một lượng trình 1 năm 1 thùng này hoặc 2 thùng. Một thùng collagen Nhật miễn cước vận chuyển đúng không ạ? Vâng ạ. Ai có điều kiện uống cho em 2 thùng. Collagen Nhật thì ít bọn nào vượt qua rồi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Collagen Nhật kèm số điện thoại. Collagen Nhật kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Đũa cho các chị nhá. Đũa vàng. Đây em tặng mỗi chị một hộp súc miệng đúng không ạ? Súc miệng hiệp sĩ tặng súc miệng kèm số điện thoại. Tặng súc miệng kèm số điện thoại. Loại bỏ màng bám cao răng, sâu răng, viêm lợi các thứ đúng không ạ? Súc miệng hiệp sĩ cắt số điện thoại tặng súc miệng. Em cho mỗi chị một lọ. 99.000 ngày hôm nay hoàn tặng 35.000 một lọ. Lên đơn cho em là tặng súc miệng được không ạ? Tặng súc miệng kèm số điện thoại. Em tặng các chị 35k một lọ súc miệng về các chị súc thử đi. Không thích không phải mua hàng nữa. Em ơi, loại bọ mảng bám cao răng mà nhất là đau răng mà đang bị nhiệt lợi, viêm lợi. Các chị ngậm vào cho em hết viêm ý. Kiểu là nó giúp diệt khuẩn rất là tốt. Ok chưa? À. Comment cho em là gì mọi người ơi? Tặng súc miệng kèm số điện thoại. Bao tiền mọi người? 35.000 đồng một lọ. Bếp nướng bao nhiêu tiền? Bếp nướng Sunhouse em ơi, đưa đây. Bếp nướng Sunhouse là nhà em là hàng chuẩn của công ty Sunhouse nhá. Đấy chứ không phải là hàng đầy đủ hóa đơn, không phải hàng nhái thị trường đâu. Thị trường nhiều hàng nhái luôn. Em tặng bếp nướng Sunhouse cho các chị này. 350 một cái. 350.000 đồng. 299.000 đồng một cái. Lên cho em là tặng bếp nướng Sunhouse về các chị nướng thịt đúng không? Vâng. Lên đơn cho em là gì mọi người? Bếp nướng Sunhouse kèm số điện thoại. Một thùng collagen là 3 hộp đấy chị. 3 hộp là đủ một liệu trình 1 năm đấy. Đấy, 1 liệu năm 1 đến 2 liệu trình. Một hộp là 345.000 nhân lên cho em. Một thùng là 1.035.000 nhỉ? Vâng. Miễn cước vận chuyển. Miễn cước. Mã cho em là tặng bếp nướng Sunhouse kèm số điện thoại. Chị nướng thịt, nướng cá, nướng bất kỳ cái gì, nướng cái gì các chị cũng ăn được. Đấy, tết nhất có khách bỏ ra ngồi nướng để nói chuyện. Ok chưa ạ? Vâng ạ. Lên cho em là gì mọi người ơi? Bếp nướng Sunhouse kèm số điện thoại. Bao tiền? 299.000 đồng. 299.000 đồng cái bếp nướng Sunhouse được chưa ạ? Dạ, dã man. Kẹo sâm có không em? Có chị ơi. Kẹo sâm 299 một hộp. Đấy, kẹo sâm Hàn nổi tiếng KGS đấy các chị ơi. Lên cho em mã sản phẩm là tặng kẹo sâm. Tặng kẹo sâm kèm số điện thoại. 20.000 một gói kẹo sâm. Ủa, quá rẻ luôn. Bếp nướng Sunhouse 299 thì em đố một ai bán một cái bếp nướng đố to ai như chơi thế này. Đấy, chống dính như thế này, dùng thích như thế này. Nướng rất là nhanh. Bếp nướng Sunhouse bao tiền mọi người ơi? 299.000 đồng. Mã là gì mọi người? Bếp nướng Sunhouse kẹp số đợi. Bao nhiêu tiền? 299.000 đồng. Kẹo sâm 20.000 một cái. Kẹo sâm Hàn 65.000 một gói ở ngoài. KGF đắt nhất. Em bán mọi người là 20.000 một gói kẹo sâm Hàn đúng không ạ? Em sẽ nhận đơn từ 5 gói 100.000 đồng. Các chị được 5 gói phải ăn đi đơn. Nhè đi các chị ơi. Đi đơn theo set 5 gói cho các chị luôn. Ok chưa? Vâng. Ăn cái này để trong túi. Khi thoảng ngậm mệt mỏi đi tàu xe các thứ các chị ngậm cho em. Thích lắm kẹo sâm Hàn. Các chị lên đơn cho em là gì mọi người? Kẹo sâm Hàn kèm số. Mã sản phẩm em là gì mọi người? Kẹo sâm Hàn kèm số. Bao tiền mọi người ơi? Mã sản phẩm là gì? À đúng rồi đấy, sô cô la mix vị Nga đấy, quên mất em ơi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Kẹo sâm Hàn kèm số điện thoại. Kẹo sâm Hàn sô cô la mix vị Nga hàng em loại 1. Toàn những loại sô cô la ngon nhất, không phải hàng siêu rất ngon nhiều luôn. Hàng trên thị trường mà là gì ạ? Hàng nhái mix những loại đều vào, các chị phải đúng 8 loại này cho em. Đấy lấy chị với em ơi. Sô cô la mix vị Nga. Các chị nhớ em này, cô bé quàng khăn đỏ này, mix huệ vàng này, mix stem, mix sô cô la gì ạ? Mix sô cô la lật đật. Đấy, mix sô cô la gọi là gì ạ? Sô cô la hạnh nhân và mix cả gì ạ? Sô cô la hạt rẻ, mix cả kẹo sư tử. 8 loại vị phải chuẩn vị này là dòng ngon nhất. 8 loại sô cô la ngon nhất của Nga được không các chị ơi? Mình lên cho em là gì ạ? Đấy lại mất rồi. Lại ăn hết rồi. Đấy, sô cô la tím, sô cô la sư tử, sô cô la sten, sô cô la huệ, sô cô la gì ạ? Hạt rẻ đây mọi người ơi. Đây mọi người này. Đây là sô cô la hạt rẻ, đây là sô cô la cô gái quàng khăn đỏ và đây là sô cô la lật đật, được chưa ạ? 8 vị sô cô la ngon nhất của Nga. Đấy các chị mua một loại này là các chị được loại 8 loại kẹo sô cô la ngon nhất của Nga. Sau này mọi người thích kẹo nào, sô cô la nào, mọi người có thể là mọi người mua cái bản gọi là gì ạ? Đầy đủ full size của sô cô la đấy mọi người ăn riêng. Các chị mua gói này về các chị thử. Sô cô la mix vị Nga mà ăn sô cô la vừa tốt đúng không? Mà các chị biết rồi, sô cô la Nga thì không việc gì phải chê nữa rồi. Lên đơn đúng vác cho em là gì mọi người ơi? Sô cô la mix Nga kèm số điện thoại. Ngon lắm mọi người ơi. Mã sản phẩm cho em là gì mọi người? Sô cô la mix Nga kèm số điện thoại. Sô cô la mix Nga cách số điện thoại. Em lên đơn hàng thành công. Cái kẹo nó còn to nữa chứ. Ăn em thề với chị này. Sô cô la này ăn không ngon đừng bao giờ mua hàng em nữa. Không biết đã chị nào nhận được ăn hết chưa tê, ăn hết Tết chưa? Ăn hết trước khi chưa, ăn hết Tết chưa? Trời ơi mọi người ơi, sô cô la này. Ngon luôn. Các chị sẽ bị nghiện đấy. Nghiện là cái chắc. Trong đấy em vẫn thích nhất là sô cô la Sten này. Mã sản phẩm là gì mọi người?
Kẹo sô cô la Minh Nga kèm số loại. 8 loại kẹo sô cô la ngon nhất tại Nga. Ăn là nghiện. Trong đó em thích Mix Nga và Huệ Vàng. À, thích Sten Nga và Huệ Vàng. Em bán mọi người em đố mua ở đâu thôi. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 143.000 đồng. Ok chưa? Gói siêu nhiều, mix đủ vị luôn. Mix đủ loại luôn. 143.000 đồng một hộp một gói sô cô la Mix Nga. Một thùng của nó là bao nhiêu gói nhỉ? Mã sản phẩm là gì mọi người? Một thùng 12 gói. Mix Nga kèm số loại. Một thùng 12 gói miễn cước vận chuyển. Ok chưa? Lên đơn em là gì mọi người? Kẹo sô cô la Mix Nga kèm số loại. Sô cô la Mix Nga. Không ngon không phải mua hàng. Được chưa? 143.000 đồng. Em cho chưa nhập lên đâu đấy nhá. Ngay về. Mã cho em là gì mọi người? Kẹo sô cô la Mix Nga kèm số loại. 8 loại vị toàn là sô cô la rồi. Ngon lắm. Cái lật đật này là sô cô la đặc này. Chị thích nào mà ăn. Lên đơn cho em là gì mọi người? Kẹo sô cô la Mix Nga kèm. Em tặng mọi người bao tiền? 143.000 đồng. Đấy, em tặng mỗi chị yêu một cái đèn gọi là đèn sông tinh dầu. Đèn sông tinh đèn dầu đổ cái tinh dầu này. Đèn gốm sông tinh dầu 79.000 đồng một cái, tặng một cái không đồng được không ạ? Lên đơn cho em là gì mọi người ơi? Đèn gốm sông tinh dầu kèm số loại 79.000 đồng một cái, em tặng mỗi chị yêu một cái không đồng được không các bác? Loát lại tất cả người xem chị với em ơi, mã sản phẩm là gì? Đèn gốm sông tinh dầu kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Đèn gốm sông tinh dầu kèm số loại. Các chị lên cho em bổ não Vitachi. Bổ não Vitachi kèm số loại. Bổ não nổi tiếng Vitachi ngày hôm nay có mặt ở nhà Hoàn. Đau đầu hoa mắt chóng mặt suy giảm trí nhớ rối loạn tiền đình săn ngay. Bổ não Vitachi. Và dòng này là bổ não 6.000mg là dòng plus của bổ não thông thường. Là dòng cộng dành cho những ai mà bị nặng, bị lâu ngày, bị rất là đau đầu, bị mệt mỏi, bị mất ngủ. Một viên đến hai viên này ngủ hoặc là gì ạ? Ngủ là tốt luôn. Ok chưa? Lên okay. Cho em đúng cú pháp là gì mọi người? Bổ não Vitachi kèm mã số loại. Mã sản phẩm là gì mọi người? Bổ não Vitachi kèm số loại. Bổ não Vitachi của Úc, bổ não này thì quá nổi tiếng rồi, có còn xa lạ gì không? Còn nhiều em ơi. Mã cho em là gì còn mọi người? Còn hơn 20 hộp. Bổ não Vitachi kèm số loại 450.000 vâng. Hoàn tặng này, tặng đi chị ơi. Chia đôi luôn 225.000 đồng. Ui. 225.000 đồng. Nhớ dùng em dòng Plus và hàm lượng là 6.000mg. Bổ sung thêm cả Q10 nữa luôn. Ok chưa ạ? Okay. Lên đơn cho em này. Đấy, giúp lưu thông mạch máu lên não tốt này. Chống đau đầu, hoa mắt, chóng mặt này. Đấy, suy giảm trí nhớ này, rối loạn tiền đình này. Đối với những người nào huyết áp cao uống điều hòa huyết áp này. Được chưa ạ? Okay. Các chị lên cho em mã sản phẩm mất ngủ bổ não Vitachi của Úc. Kèm số em tặng không? Luôn mọi người 450. Hôm nay Hoàn bán bao tiền? 225.000 đồng. Mã sản phẩm là gì? Hàm lượng 6.000mg. Không phải hàm lượng 1.500mg thông thường thôi. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 225.000 đồng. Nhớ ghi 6.000mg nhé mọi người ơi. Lên đơn cho em là gì mọi người? Bổ não Vitachi kèm số loại. Bao tiền em ơi? 225.000 đồng. Comment cho em là giày Tinon body kèm số loại. Ủ trắng retinol kèm số loại. Ủ trắng giày Tinon dành cho body để các chị ủ trắng này. Bà nào đen bẩm sinh ấy, da không đều màu đấy, ủ cho em. Mà ủ xong da căng dã man, các chị thì hay dùng giày Tinon bôi cho mặt đúng không? Đúng rồi ạ. Để giúp kích thích tăng sinh collagen tái tạo da đúng không? Vâng ạ. Thì cái này là da ủ cho body. Đấy, ủ trắng giày Tinon, comment cho em là gì mọi người ơi? Ủ trắng retinol kèm số loại. Và kết hợp với đây này, giày Tinon là 1.5 nhá, nó mạnh hơn, đừng ai lấy bôi mặt. Đừng ai lấy bôi mặt nhá. Các chị nếu em là nó mạnh hơn da mặt đấy. Đấy, các chị lên cho em là ủ trắng giày Tinon đúng không? Vâng ạ. Các chị mua bao nhiêu tiền ạ? 280.000. Đúng rồi. Hoàn tặng ủ trắng giày Tinon cho các bác này. 143.000 đồng một hộp ủ trắng giày Tinon. 143.000 thì có đồng. Ai chơi trong giải đất này không các bác ơi? Làm gì có ai chơi? Không một ai chơi trong cái giải đất này được đâu các chị ơi. Mã cho em là gì mọi người? Ủ trắng retinol kèm số loại. Mã cho em là? Ủ trắng retinol kèm số loại. Ủ trắng giày Tinon cách số điện thoại. Em tặng các chị yêu với giá là? 143.000 đồng. 143.000 ủ trắng giày Tinon gạch chân cho chị. Giá sốc quá em ơi. Okay. Mã cho em là gì mọi người ơi? Ủ trắng retinol kèm số loại. Phồng tôm rau củ nhá. Bổ sung rau củ này, chất xơ này đúng không? Ngon lắm. Phồng tôm rau củ và kèm số điện thoại. Em nhận đơn hàng thành công. 99.000 đồng. Em tặng mọi người là 5 gói phồng tôm rau củ. Nó sẽ 5 gói phồng tôm liền. Con nó nở ra to lắm. Mà gói này là không phải gói một lạng như bình thường đâu. Gói này là gói một lạng 180g. 5 gói, một gói này nở ra cũng mà đầy một cái rổ to luôn, chuẩn luôn. Mọi người lên đơn cho em là gì các bác ơi? Phồng tôm rau củ kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Phồng tôm rau củ kèm em số điện thoại. Em tặng bao nhiêu tiền?
99.000 đồng 5 gói. 99.000 đồng 5 gói phồng tôm rau củ được không các bác ơi? Quá là rẻ luôn. Phồng tôm là gì mọi người? Phồng tôm rau củ kèm số loại về ăn Tết đúng không? Vâng ạ. Cái này các chị lên cho em mã sản phẩm là viên uống mọc tóc Đức này. Viên uống mọc tóc Đức kèm số loại. Viên uống mọc tóc Đức cách số điện thoại nhận đơn. À viên uống mọc tóc anh. Viên uống mọc tóc của anh Biotin em đang uống luôn. Đấy, chị nào bị rụng tóc nhiều, gãy rụng nhiều nhất là sau sinh. Đấy, bổ sung vitamin Biotin đấy, bổ sung Biotin đấy. Ai bị gãy rụng tóc nhiều, em tặng mọi người này. Bình thường mua 286 các chị chỉ được một lọ thôi đúng không? Vâng. Em tặng một lọ không đồng, 286 hai lọ. Lên cho em đúng cú pháp là viên uống mọc tóc anh kèm số loại 286 hai lọ, mỗi lọ 120 viên, ngày uống 2 viên. Tóc gãy rụng kích thích năng tóc phát triển, các chị rụng đi nhiều người không mọc được là hói đầu. Còn riêng bọn này mà các chị uống cái này là cứ dụng là mọc, tóc luôn. Dụng là mọc luôn, được chưa ạ? Lên cho em đúng cú pháp là gì mọi người ơi? Viên uống mọc tóc anh kèm số loại. Tóc em nó mọc nhiều lắm, em bị rụng nhiều vì em đẻ ba đứa liền ấy chị, mấy cả em thức đêm nhiều, cơ định làm việc thức đêm nhiều về toàn 3 giờ đêm mới ngủ. Đấy, các chị lên cho em viên uống mọc tóc anh em hoàn tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? 286.000 đồng. Các lên cho em mã này là gì ạ? Chỉ nha khoa đúng kèm không? Kèm số loại. Thôi như này đi, 85.000 đồng em tặng các chị lốc 6 hộp. Quá rẻ. Thôi 80 đi em ơi. 80.000 đồng lốc 6 hộp chỉ nha khoa. Bây giờ người ta dùng chỉ nha khoa rất nhiều, không dùng tăm nữa, nó hay chảy máu trên răng. Được chưa? Các chị lên cho em mã sản phẩm là gì mọi người? Chỉ nha khoa kèm số loại. À, chị đang uống mọc tóc anh này hiệu quả lắm mà tóc mọc tua tủa luôn. Chỉ nha khoa em tặng mọi người bao tiền mọi người ơi? 80.000 đồng 6 hộp. Tặng 80.000 6 hộp chỉ nha khoa. Mỗi hộp 50 cái. Mỗi hộp 50 cái liền. Ok chưa các bác? Mã cho em là gì mọi người? Chỉ nha khoa kèm số bao tiền mọi người ơi? 80.000 đồng 6 hộp. 80.000 đồng 6 hộp chỉ nha khoa được không ạ? Được ạ. Các chị lên cho em một hộp 2.200 viên tảo xoắn nhật. Tảo xoắn nhật kèm số. Vấn đề nghe giá em cho này, cuộc đời đố ai bán luôn. Đố luôn. Ai bảo hàng nhái hàng giả đi ạ? Em ôm hàng chuẩn chính hãng. Ủa em ơi, đứt tay luôn này, cái này sắc. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tảo xoắn nhật kèm số loại. Tảo xoắn nhật cách số điện thoại em nhận đơn. Một hộp 2.200 viên, bổ sung chất xơ, chống táo bón và tảo xoắn này ngăn ngừa ức chế tế bào ung thư rất là tốt. Chuẩn luôn. Nghiền ra trộn với sữa chua đắp mặt nạ 250 một lần đắp rồi. Đúng không các chị ơi? Vâng ạ. Mà tảo xoắn này hàm lượng vitamin A gấp 15 lần trong khả rốt, rất là sáng mắt. Hàm lượng canxi gấp 1,5 lần trong sữa. Sắt gấp bao nhiêu ạ? 5 lần trong thịt bò đúng không? Vâng. Hoạt chất sinh học gấp 200 lần trong táo. Tảo xoắn nhật các chị ra đi đâu mua được giá này, nghe giá song thoáng nhá. 299.000 đồng một lột tảo xoắn nhật. 2.200 viên. 2.200 viên. Dã man luôn. Lên đơn cho em là gì mọi người? Tảo xoắn nhật kèm số loại. Em bán tặng mọi người bao tiền? 299.000 đồng. Mã sản phẩm là gì? Tảo xoắn nhật kèm số loại. Có ai bán không các bác? Có mình chị bán thôi. Không ai bán. Em tặng mọi người 299 một lột tảo xoắn nhật thì có sập sàn không? Sốc luôn. Mã sản phẩm là gì? Tảo xoắn nhật kèm số loại. Bao nhiêu tiền? 299.000 đồng. Cho xin 1 tỷ nút thả tim với các bạn ơi. Mã cho em là gì mọi người ơi? Tảo xoắn nhật kèm số loại. Bao tiền em ơi? 299.000 đồng. Đây này, Tết nhất trổ tài lấu giữa canh rong biển này. Vừa ngon vừa lạ vừa tốt này đúng không? Vâng ạ. Em tặng mọi người 1.19 hẳn 5 gói. 5 gói liền nấu canh. Lên cho em là gì mọi người ơi? Rong biển nấu canh kèm số loại. Mã sản phẩm là gì? Rong biển nấu canh kèm số loại. 19.000. 5 gói. 5 gói tảo xoắn viên nén đúng không đấy? Viên nén chị ơi, tảo xoắn là viên nén đấy chị. Em tặng mọi người 1.19 5 gói rong biển nấu canh. Lên đơn cho em là gì mọi người? Rong biển nấu canh kèm số loại. Rong biển nấu canh cách số điện thoại 119.000 đồng 5 gói thì ai chơi? Mã sản phẩm cho em là gì mọi người ơi? Rong biển nấu canh kèm số điện thoại. Các chị phải ăn cho em cái hạt sen sấy đi, ngon lắm. Em ơi các chị sẽ bị nghiện hạt sen sấy nhà em. Các chị lên cho em là sen sấy, sen loại 1 nhá. Ngậy, thơm, giòn, không phải dòng cứng đâu. Dòng các chị mua loại 2 ngoài nhiều khi cứng còn nhai gãy răng luôn ấy. Các chị lên cho em sen chuẩn loại 1. Các chị lên cho em hoàn là hạt sen. Hạt sen sấy kèm số loại. Hạt sen sấy cách số điện thoại. Em hoàn lên đơn hàng thành công. Ok chưa? Em tặng mọi người bao tiền gói đấy ạ? 119 một gói hạt sen sấy. Được không mọi người? 119 một gói hạt sen sấy. Trời ơi, ăn sen ngậy nhất là uống với trà mạng. Không còn gì bằng. Mà ăn sen này tốt. Nhất đối với người mất ngủ. Đấy, mã sản phẩm là gì mọi người? Hạt sen sấy kèm số thoại. Em bán tặng mọi người bao tiền? 119. Mã cho em là gì mọi người ơi? Hạt sen sấy kèm số thoại. 119.000 đồng ai bán sen sấy giá này? Mã sản phẩm là gì? Hạt sen sấy kèm bao tiền em ơi? 119.000 đồng. 119.000 đồng. Vậy hộ chị mấy phút với mẹ ơi? Thôi chị mấy phút đấy. Đây, đem đánh răng cho bé này.
Lên đơn du là thả bồn cầu Hàn kèm số điện thoại này các chị ơi. Cái này về các chị để vào cái bục chứa nước của cái bồn cầu của nhà mình ấy, nó sẽ ra cái nước màu xanh xanh ấy, nó sẽ khử khuẩn này, giúp làm thơm bồn cầu, giúp làm thơm nhà vệ sinh các chị nhá. Em tặng các chị ở ngoài thị trường đang bán là 90.000 đồng một lọ. Em tặng các chị 100.000 đồng 3 lọ. Lên đơn du là thả bồn cầu Hàn kèm số điện thoại ạ. 100.000 đồng em tặng các chị 3 lọ, một lọ để dùng 3-4 tháng, lâu cực kỳ luôn. Về nhà chị nào mà có 3-4 nhà vệ sinh, các chị mua về, mua mấy set về để thả dần các chị nhá. Em tặng các chị là 100.000 đồng 3 lọ. Lên đơn rồi là thả bồn cầu Hàn kèm số điện thoại ạ. Khăn lau đa năng kèm số điện thoại này. Cái khăn lau đa năng này, trời ơi, siêu mềm, siêu mịn, siêu thấm hút luôn. Lau cực kỳ sạch luôn. Về các chị lau tủ, lau cửa kính này, lau bàn kính này, lau bếp ga này, lau tay này. Cho bọn trẻ con mang đi lau mực, lau tay này. Để trong cốp xe một gói để lau yên xe này. Em tặng các chị là 85.000 đồng 5 bịch. Mỗi bịch là 10 cái. Lender Zoe là khăn lau đa năng kèm số điện thoại các chị nhá. 85.000 đồng 5 bịch, mỗi bịch 10 cái. Còn cái này là bình xịt dầu kèm số điện thoại. Chị nào mà đang dùng nồi chiên ấy, muốn cho ví dụ như các chị chiên đậu này, hay là chiên nem hay chiên cái gì, muốn cho nó một lớp dầu bóng bóng ở trên ấy, thì các chị xịt cái này cho em, xịt cho em một lớp này. Hay là dùng chảo ấy, muốn nó ít dầu các chị xịt cho em 1-2 lớp. Em tặng các chị là 29.000 đồng một cái bình xịt dầu. Lên đơn giúp em là bình xịt dầu kèm số điện thoại. Em tặng các chị 29.000 đồng một cái bình xịt dầu các chị nhá. Kem đánh răng bé kèm số điện thoại giúp em. Kem đánh răng hoa quả của bé, kem đánh răng này dòng có thể nuốt, an toàn cực kỳ luôn ạ. Đánh cực kỳ sướng luôn, bọn trẻ con thì đứa nào nó cũng thích hương hoa quả. Em tặng các chị luôn, hàng này hàng của Thái nha, nổi cực kỳ nổi tiếng của Thái luôn rồi. Em tặng các chị là 95.000 đồng 6 tip. Lên đơn rồi là kem đánh răng bé kèm số điện thoại 95.000 đồng, em tặng các chị 6 tip liền các chị nhá. Về đánh tẹt bô cho em đi. Còn cái này là lăn nách Thái, lăn nách Nam kèm số điện thoại. Cái lăn nách Nam này các anh con trai mà bị nặng mùi, các chị mua cái này về cho các anh, hay là chị nào bị nặng mùi các chị lăn được cái này cho em. Ngăn tiết mồ hôi này, giảm mùi mồ hôi này, ngăn mùi mồ hôi này. Em tặng các chị luôn 85.000 đồng 3 lọ. Lên đơn giúp em là lăn nách Nam kèm số điện thoại. Cái lăn nách của Thái này, hàng của Nam này được quá là nổi tiếng luôn các chị ạ. Dùng sướng lắm. Em tặng các chị là 85.000 đồng, tặng các chị 3 lọ các chị nhá. Lên mã tiếp theo giúp em là chấm mụn Thái kèm số điện thoại. Chị nào mà mụn bọng, mụn mủ, mụn đầu đen, mụn gì ấy mà nó mới nhú lên, các chị chấm vào cho em. Chấm một ngày 2-3 lần cho em, đảm bảo là tịt luôn. Hay là con mụn nó đang ví dụ nó to rồi, các chị chấm vào cho em, đảm bảo hôm sau nó khô cồi mụn lại luôn. Em tặng các chị 65.000 đồng một lọ. Leder Zoe là chấm mụn Thái kèm số điện thoại các chị nhá. Cái lọ này dùng cực kỳ lâu luôn. Mỗi lần chấm nó chỉ ra một tí thôi là nó đủ dùng rồi. Em tặng các chị 65.000 đồng các chị nhá. Còn cái này là ủ môi Hàn kèm số điện thoại, ủ môi leng lây của Hàn. Bản này là bản mini. Em tặng các chị là 38.000 đồng một lọ và đi đơn từ 2 lọ các chị nhá. Lên đơn rơi là ủ môi Hàn, ủ môi Hàn kèm số điện thoại. Cái này giúp làm mềm môi này, dưỡng môi, làm hồng môi này, chống thâm môi này, không bị nứt nẻ hay là khô môi các chị ạ. Em tặng các chị là 38.000 đồng một lọ, đi đơn từ 2 lọ các chị nhá. Lên đơn rơi là ủ môi Hàn kèm số điện thoại. Cái này là nhiệt miệng Thái kèm số điện thoại. Nhiệt miệng Thái kèm số điện thoại này, chị nào mà nhiệt miệng ấy, không ăn nổi ấy, chỉ ví dụ vừa hôm trước hôm sau các chị bôi, kiên trì bôi cho em, hôm sau nó tịt luôn các chị, bôi sướng lắm. Mẹ em thích dùng cái này lắm. Chị nào mà đang dùng cái gói gói mua ngoài hiệu thuốc ấy, bỏ đi, dùng cái này cho em, nhạy cực kỳ luôn. Em tặng các chị luôn này 65.000 đồng 2 tip. Cái tip này dùng cực kỳ lâu luôn, về các chị chỉ việc chấm cho em một tí thôi. Lên đơn giúp em là nhiệt ngày miệng Thái cả kèm số điện thoại các chị nhá. Em tặng các chị 65.000 đồng 2 tip, dùng lâu cực sướng, nhạy lắm luôn đấy các chị ạ. Vâng ạ. Lên đơn giúp em là xịt lau túi giày kèm số điện thoại. Lau túi giày cái này tiện, nó sẽ có đầu cọ luôn, về các chị chỉ việc ấn ra xong rồi các chị cọ cọ cho em, lau giày lau túi sạch bong kinh kít luôn. Em tặng các chị là 29.000 đồng một lọ. Lên đơn giúp em là lau túi giày kèm số điện thoại các chị nhá, 29.000 đồng một lọ. Còn cái này là hương trầm tự nhiên kèm số điện thoại này. Một hộp của nó là 100 nén liền. Trời ơi, hương này là hương tự nhiên các chị nhá. Đó, hương tự nhiên. Nhà chị nào có ban thờ hay ban thần tài các chị đốt cho em, giúp cái hương của nó cực kỳ thơm luôn. Ngửi cái hương trầm này giúp cái đầu óc của mình nó
minh mẫn này, nó sảng khoái này, giảm stress này, giảm căng thẳng này, giảm mệt mỏi này, hưa thơm lắm luôn. Em tặng các chị là 89.000 đồng hai hộp, mỗi hộp là 100 nén. Lê Đơ Duê là hương trầm tự nhiên kèm số loại 89.000 đồng, em tặng các chị hai hộp, mỗi hộp 100 nén các chị nhá. Em lên nốt mã này này, Lê Đơ Duê là đũa vàng Hàn kèm số loại, được làm từ hợp kim thủy tinh chống nấm mốc này. Em tặng các chị là 99.000 đồng 5 hộp, mỗi hộp là 10 đôi. Lê Đơ Duê là đũa